Lúc này, Nam Phương và Tây Phương mới chậm chạp tới muộn. Dù sao nơi này cách quân khu chính khá xa, bây giờ có thể xuất hiện đã chứng minh tốc độ phản ứng cũng hành động của bọn họ đã rất nhanh rồi. Vừa nghe thấy tiếng càng lập tức chạy đến, lúc nhìn thấy Diệp Quân Lâm không xảy ra việc gì thì bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tướng quân, sau này ngài nhất định phải dẫn theo người để đảm bảo vệ toàn, như hôm nay thật sự quá nguy hiểm. Nam Phương và Tây Phương nói. Chẳng lẽ hai cậu đều quên thực lực của tôi thể nào sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Ngay cả Trung Phương cũng hít sâu một hơi. Xử lý thi thể đi, chuyện này cần được giữ bí mật. Diệp Quân Lâm nói. Sau khi đến quân khu chính, Bắc Phương đã tìm được tài khoản nước ngoài của sát thủ 47. Có người gửi cho hắn ta 1.000 đô la Mỹ. Người gửi là. Nhà họ Chí Bắc Phương nói. Ha ha, nhà họ Chí thực sự tốn 1.000 đô la Mỹ để thuê người giết tôi sao? Thực sự chịu chơi đấy. Vậy có thể thấy được, cuộc họp thường kỳ 10 năm một lần của nhà họ Chí này thực sự rất là quan trọng với bọn chúng. Diệp Quân Lâm cười lớn. Đáng tiếc, Diệp Quân Lâm này nhất định muốn làm cho cuộc họp này trở nên náo nhiệt đấy. Một đêm không còn gì khác xảy ra. Nhà họ Chí từ trên xuống dưới đều đang chờ đợi, có thể thấy cho dù đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê sát thủ đứng đầu như 47 để đảm bảo thành công nhưng đám người nhà họ Chí vẫn không thể yên tâm nổi. Dù sao, trước khi có thông tin xác thực được gửi về thì mọi thứ vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Ngày hôm sau khi trời vừa rạng sáng, Chí Đông Phương đã sốt ruột, vội vàng chạy đi hỏi kết quả. Ông, có lẽ không có chuyện gì đâu, tối qua trước khi ra tay. Sát thủ 47 đã gọi cho con và đảm bảo Diệp Quân Lâm sẽ không thấy được mặt trời vào hôm nay. Chí Tiềm Long nói với vẻ đầy tự tin. Hơn nữa, bình thường sau khi giết người xong, hắn sẽ lập tức rời đi mà không liên lạc lại với khách hàng thêm nữa. Người nào đó có thể nói cho chúng ta biết, Diệp Hạo Thiên bây giờ còn sống hay đã chết không? Chí Đông Phương xoa tay hỏi. Việc này, Chí Tiềm Long hơi ngây người. Như vậy đi, Chí Duy. Cháu đi tới Kim Lăng một chuyến đi, xác nhận xem Diệp Quân Lâm còn sống hay chết. Chí Phương Đông ra lệnh. Cháu biết thưa ông. Sáng sớm, Diệp Quân Lâm lập tức dẫn Cổ Phong đến bệnh viện để trị liệu cho Trịnh Thiết Hàm. Trịnh Thiết Hàm là một phần quan trọng, không thể thiếu trong sự nghiệp của Lý Tử Nhiệm. Diệp Quân Lâm rất vừa ý người này. Trong khi Cổ Phong trị liệu cho Trịnh Thiết Hàm, Diệp Quân Lâm ra ngoài hút điếu thuốc. Diệp Quân Lâm cũng đã nhìn thấy Chí Duy. Thấy hắn ta nhìn về phía mình thì nụ cười trên môi cong cong xuất hiện, người nhà họ Chí quả nhiên đến xem NH chất hay chưa, nhà họ Chí muốn đối đầu với anh, ha, quả thực là lấy trứng chọi đá, con kia cũng muốn vật ngã con voi. Nhìn thấy Diệp Hạo Nhiên nhìn mình và cười, Chí Duy luống ca luống cuống, quỷ quỷ, có quỷ. Chí Duy run lấy bẩy, nói lắp bắp. Hắn ta không tin Diệp Quân Lâm có thể sống sót sau đêm qua được. Người kia chính là sát thủ hàng đầu của Ba Câu. Vua sát thủ đói sao Diệp Quân Lâm có thể sống sót trong tay người kia được? Không thể nào, hắn thà tin tưởng Diệp Quân Lâm trước mắt là quỷ hóa thân chứ tuyệt đối không tin tưởng anh còn sống. Đúng, không thể như thế được, hắn tuyệt đối không tin. Thấy Diệp đi tới gần chỗ mình, đặc biệt nụ cười trên mặt anh làm hắn thấy giòn giòn, Chí Duy sợ. Quỷ, có quỷ, Chí Duy hô lớn. Hắn ta muốn chạy, nhưng hắn đã sợ tới mức không còn sức để chạy nữa, hai chân như mang chì. Không nhấc lên nổi nữa. Hắn chỉ có thể đứng đó mà trơ mắt nhìn Diệp Quân Lâm tiến ngày càng gần. Này, cậu bị chúng ta hả? Ma quỷ gì ở đây vậy? Diệp Quân Lâm vỗ vỗ lên mặt Chí Duy và hỏi. Quỷ, mày là người hay là quỷ? Chí Duy sợ sắp đái ra quần luôn rồi. Cậu có từng thấy có quỷ nào xuất hiện giữa bần ngày ban mặt không hả? Diệp Quân Lâm mỉm cười và nói. Mày không phải quỷ. Mày còn sống. Chí Duy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, đánh giá Diệp Quân Lâm từ đầu đến chân, quả thật là người. Sao vậy, cậu muốn tôi chết sao? Chẳng lẽ cậu thuê sát thủ giết tôi sao? Diệp Quân Lâm đã biết rõ nhưng vẫn hỏi. Không, không có, sao có thể chứ? Chí Duy vội vàng che giấu sự bối rối của mình, mồ hôi lạnh từ trán, cổ cùng lưng của hắn tuôn ra ào ào. Hắn sợ tới mức hồn suýt nữa lìa khỏi xác. Hắn tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng được ra sao Diệp Quân Lâm có thể còn sống được. Điều này sao có thể? Người kia là sát thủ đứng đầu xứ Bắc Âu, ngay cả quan viên, nghị sĩ khu 51 của Mỹ còn có thể đột nhập vào giết chết nữa mà.
sao lại có thể không giết nổi một tên thường thường không có gì lạ như Diệp Quân Lâm này chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chẳng lẽ vua sát thủ Bắc Âu không tới sao? Nhưng rõ ràng Chí Tiềm Long đã nói rằng tối qua người kia còn gọi điện cho hắn ta mà. Tiền cũng đã nhận đầy đủ rồi, sao giờ Diệp Quân Lâm này vẫn còn sống nhăn răng ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Vua sát thủ đâu? À, này, hôm qua anh có gặp chuyện gì kỳ lạ không? Chí Duy dò hỏi. Tối qua tôi ngủ rất ngon, không thấy có gì bất thường, có chuyện gì à? Diệp Quân Lâm làm vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. À, không sao, không sao. Nói xong, Chí Duy vội vàng quay lại Hoa Hải và thông báo tin này cho người nhà họ Chí. Cái gì? Diệp Quân Lâm không chết, nhưng vua sát thủ không hề thông báo gì mài. Cả nhà họ Chí sợ đến ngây người. Mau chóng liên lạc với vua sát thủ kia đi, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chí Đông Phương thúc giục. Chí Tiềm Long bắt đầu thông qua các đường dẫn rồi đến dark web, rồi lại thông qua một số người để liên lạc lại với sát thủ 47, nhưng tất cả. Không thể nào. Chí Đông Phương và Chí Tiềm Long lập tức phản bác. Đó là vua sát thủ Bắc Âu, số lần ra tay lên đến gần 2.000 lần, chưa bao giờ thất bại. Người anh ta giết toàn là những người cực kỳ lợi hại, ta không tin anh ta sẽ thất bại trước Diệp Quân Lâm. Chí Khiếu Côn thở dài nói, con đoán chắc là vua sát thủ đã thu hút sự chú ý của chiến thần Côn Luân rồi, Việt Nam là cấm địa của lính đánh thuê và sát thủ mà. Chỉ có cách giải thích này mới hợp lý, chứ không thể có chuyện Diệp Quân Lâm giết ngược lại. Trong lòng Chí Đông Phương không thể chấp nhận được việc Diệp Quân Lâm giết vua sát thủ. Vậy ông nội có định ra tay tiếp với Diệp Quân Lâm không? Chí Duy hỏi, tạm thời kệ nó. Nếu chiến thần Côn Luân biết chúng ta dùng đến sát thủ thì sẽ ảnh hưởng xấu đến chúng ta. Chí Đông Phương nói, ai? Thật là đáng ghét, thế mà cũng không chết. Đám người Chí Tiềm Long rất tức giận, cố gắng trước buổi họp thường niên giải quyết hắn là được. Chí Đông Phương đột nhiên nhớ ra một chuyện, đúng rồi, Khiếu Côn, vết thương của anh trai con thể nào rồi? Chí Khiếu Thiên sau khi bị đánh gãy tứ chỉ thì luôn nằm trên giường bệnh. Vết thương của anh một con vẫn ổn. Nhưng không thể hồi phục trước buổi họp thường niên được. Chí Khiếu Côn nói. Như vậy sao có thể nói là vẫn ổn? Trong buổi họp nếu các nhánh khác nhà họ Chí biết anh con tứ chi đã phế thì mặt mũi nhà họ Chí sẽ mất hết. Mối nguy hiểm tiềm ẩn này cũng chẳng kém Diệp Quân Lâm là bao. Khi đó chắc chắn họ sẽ bị cười nhạo. Ba, con đã tìm đến rất nhiều danh y, nhưng không thể trị khỏi nhanh vậy cho anh được. Chí Tiềm Long nói, ông nội, cháu biết một người chắc có thể cứu được bai. À một mọi người đồng thanh hỏi, con nghe nói bác sĩ Cổ Phong người được mệnh danh là vua chiến địa quân khu đã đến quân khu Kim Lăng rồi, sở trường của cậu ta chính là điều trị các chấn thương như gấy xương. Chí Tiềm Long trả lời, sau khi hắn ta nói xong, mọi người đều hiểu Cổ Phong giỏi như thế nào. Ô, vị bác sĩ nổi tiếng đến Kim Lăng làm gì vậy? Chí Đông Phương tò mò hỏi, ông ta điều trị cho Trịnh Thiết Hàm. Nghe nói có thể khiến cho miệng vết thương trên mặt Trịnh Thiết Hàm như mới mà không cần cấy ghép hay phẫu thuật thẩm mỹ. Chí Tiềm Long đáp, cái gì, Trịnh Thiết Hàm, sao có thể như vậy? Người đàn bà này nhất định phải tiêu diệt, ai bảo cô ta có quan hệ với Diệp Quân Lâm, không thể điều trị cho cô ta được. Chí Đông Phương lạnh lùng. Khiếu Côn con mau đến Kim Lăng đưa bác sĩ chiến địa quân khu Cổ Phong đó về đây, không thể để cậu ta điều trị cho Trịnh Thiết Hàm được. Cậu ta phải điều trị tứ chỉ cho con trai ta. Phải bảo đảm trước buổi họp thường niên nó có thể đi đứng bình thường. Chí Đông Phương thực lòng muốn lập tức bắt Cổ Phong đến đây. Ông à, như vậy không ổn lắm. Ở quân khu Cổ Phong là nhân tài, nghe nói thân phận rất cao quý. Nếu chúng ra bắt cậu ta đến đây liệu có phải đắc tội người ta rồi không? Người này không thể đắc tội được. Chí Tiềm Long đề xuất. Chí Đông Phương nhìn anh rồi nói nào con đã quên chú bảy của con rồi. Chí Tiềm Long tỉnh ngộ, đúng rồi, chú Bảy là tướng quân của Lữ đoàn Viêm Hoàng. Cổ Phong cũng thuộc Lữ đoàn Viêm Hoàng, kể cả chúng ta có làm gì thì cũng không phải đắc tội đến người ta. Đúng, Hồng Doãn là đại tướng, cho chúng ta mượn dùng một bác sĩ quân y nho nhỏ thì có sao? Chí Đông Phương không bác bỏ lời của Chí Tiềm Long. Hiện tại, ngoại trừ chiến thân Côn Luân ra, những người khác ông ta đều không để vào mắt. Sau đó... Chí Khiếu Côn tự mình đi đến Kim Lăng mượn bác sĩ. Ông ta dẫn theo một đám người đi thẳng đến phòng bệnh của Trịnh Thiết Hàm. Lúc này, Cổ Phong đang bôi thuốc cho Trịnh Thiết Hàm.
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Mộ đám người xông đến hất đổ đống thảo dược trong tay Cổ Phong, gạt thuốc đang đắp trên mặt Trịnh Thiết Hàm xuống, thậm chí rút cả kim chuyên dịch của cô. Rồi bắt Cổ Phong kéo ra ngoài. Các anh là ai? Các anh muốn làm gì? Cổ Phong hỏi, nét mặt điển trai nghiêm lại nói. Làm phiền anh Cổ Phong chịu khó đi với chúng tôi, chút nữa chúng tôi sẽ giải thích. Buông tôi ra, đừng trách tôi không khách khí. Cổ Phong tức giận, anh Cổ Phong yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không làm hại anh. Bác sĩ chân yếu tay mềm tất nhiên không đấu lại nổi đám người này. Chỉ lát sau Cổ Phong đã bị dắt xuống tầng dưới bệnh viện. Nhưng đám người Chí Khiếu Côn lại đụng phải một người. Mau tránh ra, Chí Khiếu Côn hét. Ngẩng đầu lên nhìn, là Diệp Quân Lâm. Chí Khiếu Côn ngây người, không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Các người đang làm gì? Diệp Quân Lâm nhàn nhạt hỏi. Thấy Diệp Quân Lâm, trong ánh mắt Cổ Phong lộ ra chút vui vẻ. Anh đã an toàn rồi. Liên quan ạt gì đến mày? Mau tránh ra, Chí Khiếu Côn tức giận thả cậu ta, tôi sẽ để các người đi. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Mẹ mày liên quan éo gì đến mày? Mau tránh ra, thằng này có liên quan gì đến mày không? Chí Khiếu Côn tức giận mắng. Đây là anh em của tôi, đương nhiên có liên quan. Diệp Quân Lâm ánh mắt hiện lên sát ý. Tao không cần biết chúng mày có quan hệ gì, họ Chí nhà bọn tao phải dẫn người này đi, mày tránh rét. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không tránh. Con mẹ mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đánh chết nó cho tao. Chí Khiếu Côn hét lên ra lệnh, tất cả bọn tay chân đều xông lên. Nhưng chỉ vài giây sau đều ngã lăn ra đất. Dầm. Diệp Quân Lâm một phát đá Chí Khiếu Côn bay ra xa. Mày dám đánh tao, thằng bất nhân bất hiếu. Chí Khiếu Côn nhất thời tỏ vẻ vai vế cha chú cao hơn Diệp Quân Lâm. Anh ta thấy việc Diệp Quân Lâm đánh mình là hành vi trời không dung đất không tha, ngược với đạo lý luân thường. Cút, Diệp Quân Lâm lại tung ra một đá. Được, Diệp Quân Lâm mày dám làm hỏng việc nhà họ Chí chứ gì. Mày cứ chờ đấy, Chí Khiếu Côn vừa mắng vừa rời đi. Được thôi, tôi đứng đây chờ, ông gọi thêm bao nhiêu người đến cũng được. Diệp Quân Lâm cười lạnh. Chí cao quý được, mày cứ trỏ đấy, chờ xem tao đánh chết mày như nào. Chí Khiếu Côn vội vàng, quay về kể ngọn ngành mọi chuyện cho mọi người nhà họ Chí. Cái gì, để Diệp Quân Lâm cứu đi rồi. Chí Đông Phương ngạc nhiên trợn lôi cả mắt. Thảo hoàng phế vật mày làm việc kiểu gì đấy, có mỗi thằng Diệp Quân Lâm mà cũng không xong. Chí Đông Phương tức giận mắng con mình làm hỏng việc, mày nhớ cho ta, bất kể dùng cách gì cũng phải đưa Cổ Phong quân y về đây cho ta. Chí Khiếu Côn bị Diệp Quân Lâm đá cho hai phát, trong lòng đã hậm hực sẵn. Nghe Chí Đông Phương nói vậy bèn lập tức gọi người đến xếp hàng dài vào đến bệnh viện. Vừa bước vào đã thấy một đám du côn xông ra bao vây, cỡ vài trăm tên vây xung quanh bọn họ. Chúng mày muốn gì? Chí Khiếu Côn hỏi, chúng mày muốn làm gì à? Đây là nơi chúng mày không nên đến, cút nhanh nhanh đi. Đám du côn tức giận đuổi. Mày! Chí Khiếu Côn hoảng sợ. Ông ta cứ nghĩ Diệp Quân Lâm sẽ đứng một mình chờ, kết quả là gọi đến một đám người đứng chờ hộ. Trong mắt Diệp Quân Lâm, nhà họ Chí không có tư cách để anh chờ. Anh gọi một cuộc điện thoại cho đám du côn bảo họ đến. Được, chúng ta đi. Muốn đi cũng không dễ vậy đâu. Đánh cho tao. Sau đó... Chí Khiếu Côn bị bọn du côn đánh cho một trận, vội bỏ chạy về Hoa Hải. Cái gì, Diệp Quân Lâm gọi một đám du côn đến đánh con, còn đánh thành như này. Chí Đông Phương vẻ mặt thất vọng. Cả hai thằng con đều là phế vật. Chờ chút, Diệp Quân Lâm với đám du côn đó đi cùng nhau. Chí Đông Phương thấy lạ bèn hỏi. Đúng thế, một đám du côn, đám cặn bã đáy xã hội thằng rác rưởi. Căn bản không xứng làm cháu ngoại của Chí Đông Phương tao. Trong người nó chảy dòng máu cao quý thế mà lại đi kết bạn với đám du côn đầu đường xó chợ, thật là xấu hổ. Thân phận của Diệp Quân Lâm không được để cho người ngoài biết, nếu không cả nhà họ Chí sẽ chết vì xấu hổ mất. Chí Đông Phương cảm thấy Diệp Quân Lâm càng ngày càng không xứng bước vào nhà họ Chí. Hắn là chỉ thằng đầu đường xó chợ cặn bã của đáy xã hội mà thôi. Đường đường nhà họ Chí dòng máu cao quý là như thế. Tuyệt đối không thể để tên cặn bã đó bước vào nhà họ Chí. Làm ô nhục chúng ta nhà họ Chí từ trên xuốc dưới đều đồng lòng loại trừ Diệp Quân Lâm. Ba, vậy bác sĩ Cổ Phong kia phải làm sao? Chí Đông Phương vẻ mặt kiêu ngạo, cứ ra lệnh cho cậu ta đến nhà họ Chí, ta
ta muốn xem sau khi biết thân phận của cậu bảy thì tên bác sĩ cổ phong đó có ngoan ngoãn đến đây không. Vậy là tất nhiên, cậu bảy có thân phận cao quý như vậy, ra lệnh cho một bác sĩ quân y nho nhỏ nào phải chuyện khó khăn gì. Người đâu, đưa bút và con dấu của cậu bảy đến. Ta muốn đích thân viết tờ mệnh lệnh, thấy con dấu như thấy người, lấy danh nghĩa tướng quân Chí Hồng Doãn ra lệnh cho cậu ta đến nhà họ Chí. Chí Đông Phương viết xong bèn sai người đem đi. Khi Diệp Quân Lâm và Cổ Phong nhận được bức thư, cả hai người đều trưng ra vẻ mặt khó coi. Nhất là khi trên thư còn viết to đùng hai chữ, mệnh lệnh. Nội dung rất đơn giản, chỉ là một tờ mệnh lệnh lấy danh nghĩa của tướng quân Chí Hồng Doãn ra lệnh cho Cổ Phong nhanh chóng đến Hoa Hải để điều trị cho người nhà họ Chí, kháng lệnh sẽ chết, phải phục tùng quân pháp. Nội dung đơn giản ngắn gọn, nhưng bút pháp rất có lực. Diệp Quân Lâm lẫn mấy người Tây Phương đều ngơ ngác nhìn nhau. Chí Hồng Doãn này là ai vậy? Đây là binh tướng của chúng ta sao? Lại còn là Lữ Đoàn Viêm Hoàng ư? Diệp Quân Lâm hỏi, với vai trò tổng chỉ huy chín chiến khu lớn, Diệp Quân Lâm rất bận bịu. Nhưng với cái danh Lữ Đoàn Viêm Hoàng quen thuộc với mình này, mỗi một người anh đều nắm rõ. Duy nhất cái tên Chí Hồng Doãn này thì lạ hoắc. Cổ Phong cười nói, tướng quân, người này tôi biết rõ. Vì tôi từng chữa bệnh cho ông ta. Không phải một người trong Lữ Đoàn Viêm Hoàng, mà là ở đội khác. Ông ta vốn là một kẻ đào ngũ bị địch bắt được, sau đó được người của chúng ta cứu ra, vì ông ta biết được một số chuyện cơ mật nên cứ nhốt ở đó. Mỗi năm lại viết một bức thư cho người nhà, chắc là vì mặt mũi nên nói bản thân thuộc Lữ Đoàn Viêm Hoàng. Diệp Quân Lâm bật cười, vậy thì thật là, ông ta nói mình là thành viên của Lữ Đoàn Viêm Hoàng, sau đó người nhà họ Chí lại chuyên nhau rằng ông ta là đại tướng. Chí Đông Phương sao ông có thể nghĩ được đại tướng Chí Hồng Doãn mà mình vẫn tự hào lại là một kẻ đào ngũ chứ? Ông ta không phải người trong Lữ Đoàn Viêm Hoàng, mà là bị nhốt ở Lữ Đoàn Viêm Hoàng. Tất cả mọi người đều thấy thật khôi hài. Đây căn bản là một trò hê, Chí Đông Phương có thể viết ra được tờ mệnh lệnh này cũng thật xuất sắc. Tướng quân, tôi nên làm thế nào? Nhà họ Chí nói rồi. Người nhận lệnh phải phục tùng quân pháp. Cổ Phong cười nói. Mọi người nghe vậy cũng cười ồ lên. Dám ở trước mặt chiến thần Côn Luân nói chuyện phục tùng quân pháp. Mẹ nhà chúng nó chứ. Diệp Quân Lâm tức giận ra lệnh, người đâu, viết một bức thư trả lời. Rất nhanh, nhà họ Chí ở Lâm Hải đã nhận được thư phản hồi. Bên trên chỉ viết một hàng chữ, Chí Hồng Doãn là thằng chó nào. Muốn chữa bệnh thì Chí Đông Phương hãy tự mình quỳ xuống xin phép. Nhìn thấy hàng chữ này, Chí Đông Phương tức đến run cả người. Dám nói Chí Hồng Doãn con trai ta là thăng chớ, lời này là muốn tạo phản ư, con trai ta là đại tướng thân tín dưới trướng chiến thần Côn Luân, tướng quân của Lữ Đoàn Viêm Hoàng, bét nhất cũng sẽ là thiếu tướng quân. Mày dám nói nó là thăng cho, nghịch lý gì thế này, chỉ một tên bác sĩ còn con mà đám ngông cuồng như vậy. Thật sự là sợ bản thân sống quá lâu rồi. Chí Đông Phương tức đến mức muốn bốc khói. Ông nội! Cháu thấy bức thư Cổ Phong trả lời này giống lời của Diệp Quân Lâm viết thì đúng hơn. Chí Tiềm Long nói. Cái gì, Diệp Quân Lâm, Chí Đông Phương hoài nghi. Hay lắm cái thằng Diệp Quân Lâm. Mày chỉ là thằng du côn cặn bã mà dám xem thường ta. Mày làm gì có tư cách. Chí Đông Phương tức đến muốn băm chết Diệp Quân Lâm. Bây giờ làm thế nào? Các người bảo việc này phải xử lý thế nào? Chuyện này khó đấy, Diệp Quân Lâm cũng được coi là kẻ có chút thủ đoạn. Cộng thêm việc hắn ở cùng bọn xã hội đen nên việc phái mấy người tầm thường đi căn bản cũng không thể trừ khử được hắn. Nhưng nếu điều động cao thủ thì chắc chắn sẽ bị chiến thần Côn Luân phát hiện. Chí Tiềm Long ôm đầu hét, làm sao đây? Chí Đông Phương không ngờ rằng nhà họ Chí đường đường là một dòng họ quyền quý cao sang mà lại không làm gì nổi một tên lưu manh côn đồ nhỏ bé. Chỉ đành đi bước nào hay bước ấy thôi, không có sự quấy nhiễu của nhà họ Chí. Cố Phong coi như có thể yên tâm mà điều trị trong vòng một tuần. Chuẩn bị đầy đủ thảo dược xong mới lên đường trở lại chiến khu biên giới phía Bắc. Tốc độ hồi phục của Trịnh Thiết Hàm rất nhanh. Sau khi đắp thảo dược vào vết thương chỉ tầm một tháng sau là sẽ lành. Vì Trịnh Thiết Hàm nên mảng giải trí của tập đoàn Thiên Lạc liên tục làm ăn lỗ vốn, đồng thời bị các bên còn lại trong giới đàn áp. Nhất là các phương tiện truyền thông lớn không ngừng lan truyền những tin tức tiêu cực về cô ấy. Lý Tử Nhiệm luôn phải nén uất ức trong lòng. Đợi một tháng sau khi gương mặt của Trịnh Thiết Hàm khôi phục như lúc ban đầu cô ấy sẽ lại xuất hiện rực rỡ trên sân khấu.
đến lúc đó không biết bao nhiêu người sẽ bị đánh cho sưng mặt. Cùng thời điểm ấy, bữa tiệc thường niên được tổ chức 10 năm một lần của nhà họ Chí cũng đang đến gần, chỉ còn 7 ngày nữa thôi. Nhà họ Chí đã chi một số tiền khổng lồ để chuẩn bị cho bữa tiệc lần này, dù là bố trí địa điểm, quảng bá truyền thông hay khách mời, mọi công đoạn đều được chuẩn bị kỹ lưỡng đâu ra đấy. Mấy ngày nay, Diệp Quân Lâm đang mải ngắm nghía thanh kiếm cổ bằng đồng. Lúc này, Võ Sâm chạy vào nói rằng bên ngoài có người muốn gặp anh. Vừa bước ra ngoài, Diệp Quân Lâm liền nhìn thấy phía dưới là mấy chiếc xe hạng sang đều mang biển số của Nam Bộ. Người đàn ông trung niên cầm đầu hỏi, cậu là Diệp Quân Lâm? Là tôi, ông là. Xin tự giới thiệu, tôi là Chí Diên Đông, người nhà họ Chí ở Nam Bộ, xét theo vai vế, tôi cũng xem như là chú của cậu. Chí Diên Đông cười nói. Ngoặc kép. Diệp Quân Lâm đáp lại một cách thờ ơ. Anh biết nhà họ Chí có rất nhiều chỉ. Có vẻ như dòng họ Chí bên Nam Bộ và dòng họ Chí bên Hoa Hải trước giờ vẫn luôn tranh giành đấu đá lẫn nhau xem ai mới là kẻ mạnh nhất. Có lẽ là cậu cũng biết thân phận của mình rồi đúng không? Cậu chính là cháu ngoại của Chí Đông Phương thuộc dòng họ Chí quyền quý ở Hoa Hải. Mẹ cậu Chí Oánh chính là em gái của tôi. Chí Diên Đông lại nói. Ồ, nhưng tôi không thừa nhận điều đó. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời đi cho. Diệp Quân Lâm xoay người rời đi. Tính khí cũng nóng nảy đấy chứ. Nhìn anh rời đi, người bên cạnh không khỏi nói một câu. Tính khí nóng nảy hay không cũng không liên quan tới chúng ta. Dù sao chúng ta cũng đã chắc chắn được việc Chí Đông Phương đích thực là có một đứa cháu ngoại đang lưu lạc ở bên ngoài. Xem trong bữa tiệc năm nay làm sao sỉ nhục nó. Ông ta nở một nụ cười đắc ý. Không lâu sau đó Chí Đông Phương liên nhận được cuộc gọi từ Chí Đông Vượng của nhà họ Chí ở Nam Bộ. Đông Phương, tôi thật sự không ngờ ông lại có một đứa cháu trai ngoại nữa đấy. Tại sao lại nỡ để nó lang thang đầu đường xó chợ, trở thành một đứa con hoang không ai cần như vậy? Nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại, toàn thân Chí Đông Phương run lên bần bật. Quả nhiên là đã bị phát hiện. Ông ta còn chưa nghĩ ra cách xử lý Diệp Quân Lâm cơ mà. Chí Đông Vượng, ông, Chí Đông Phương vô cùng tức giận. Đông Phương à, chuyện này ông giải quyết không ổn thỏa tí nào cả. Năm đó Chí Oánh con gái ông đích thực đã phạm phải một vài sai lầm, nhưng dù sao đi nữa thì thằng bé kia cũng là cháu trai ngoại của ông. Sao ông có thể đành lòng để nó lang thang phiêu bạt bên ngoài, bị mọi người khinh rẻ mang là đứa con hoang được cơ chứ? Đối mặt với Chí Đông Vượng mồm mép sắc bén nhanh nhẹn, Chí Đông Phương bất lực toàn tập. Khi nhà họ Chí ở Nam Bộ phát hiện ra Diệp Quân Lâm cũng là lúc bọn họ chiếm được lợi thế. Tôi thiết nghĩ mấy ngày nữa đến bữa tiệc ông sẽ để thằng bé này xuất hiện đúng chứ? Hoặc là ông có thể giết nó ngay bây giờ, tôi sẽ giả vờ coi như không biết chuyện gì xảy ra. Chí Đông Vượng cố tình khích tướng. Chí Đông Phương bị ép đến bất lực, đành phải chấp nhận thân phận của Diệp Quân Lâm, nó là cháu ngoại của tôi đương nhiên là sẽ xuất hiện trong bữa tiệc thường niên rồi. Bây giờ để nó lang thang bên ngoài như vậy thực chất là muốn rèn luyện nó đấy chứ. Chí Đông Phương biết nếu ông ta không thừa nhận, thì Chí Đông Vượng sẽ ngay lập tức tiết lộ cho các phương tiện truyền thông lớn việc ông ta có một đứa cháu trai ngoại. Như vậy thì nhà họ Chí ở Hoa Hải biết để mặt mũi vào đâu nữa. Tốt lắm, tôi rất mong chờ ở bữa tiệc thường niên sắp tới có thể được nhìn thấy diện mạo thằng bé. Chí Đông Vượng hài lòng tắt máy. Bụp. Rắc rắc, Chí Đông Phương lập tức ném chiếc điện thoại xuống đất, những mảnh vỡ rơi vụn vãi trên mặt đất. Diệp Quân Lâm ơi Diệp Quân Lâm, mày đúng là con quỷ hại người. Mày hại nhà họ Chí tao thê thảm rồi. Chí Đông Phương tức giận chửi bới. Khi những người còn lại trong nhà họ Chí biết được sự việc này, bọn họ cũng vô cùng phẫn nộ. Trước giờ Diệp Quân Lâm vẫn luôn là nguồn tai họa ngâm, quả nhiên hôm nay nó đã thực sự hại chết nhà họ Chí chúng tai. Đợi đến bữa tiệc thường niên, những nhà họ Chí khác nhất định cũng sẽ dùng Diệp Quân Lâm để sỉ nhục chúng ta. Đến lúc ấy liệu chúng ta còn có thể ngóc đầu lên được nữa hay không? Đúng vậy, chỉ vì hắn mà nhà họ Chí chúng ta khốn khổ. Ngay cả chiến thần Côn Luân đến cũng vô dụng. Nói không chừng còn trách tội chúng ta nữa. Người nhà họ Chí ai nấy đều đỏ mặt tía tai, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Quân Lâm. Họ đã có thể hình dung ra cảnh tượng sẽ xảy ra tại bữa tiệc thường niên sắp tới. Một đứa con hoang hủy hoại đi tất cả mọi thứ. Khiến nhà họ Chí ở Hoa Hải trở thành trò cười cho thiên hạ. Chí Đông Phương tức giận nói, tôi luôn có một thắc mắc làm sao mà nhà họ Chí ở Nam Bộ lại biết đến Diệp Quân Lâm được vậy.
Thưa ông, theo như người của cháu nói thì hôm nay Diệp Quân Lâm đã bí mật gặp Chí Diên Đông của nhà họ Chí ở Nam Bội. Có lẽ bọn họ có liên lạc với nhau. Chí Tiềm Long đáp. Sự việc rõ ràng như vậy thì chắc chắc là hắn ta đã chủ động đi tìm nhà họ Chí ở Nam Bộ, nhờ bên đó giúp đỡ khiến ông phải thừa nhận thân phận cháu trai ngoại của hắn. Diệp Quân Lâm đúng là đồ gian xảo quỷ quyệt. Mọi người đều nghiến răng nghiến lợi. Tôi đã nói thằng danh này không phải loại đơn giản mà. Hắn ta muốn dùng cách này để trở thành cậu chủ nhà họ Chí, hừ, bởi vì còn có nhà họ Chí ở Nam Bộ luôn để mắt tới nên chúng ta phải hầu hạ phục vụ hắn tử tế, trước mắt chưa thể làm gì hắn được. Chí Đông Phương nghiến răng nói, thở ra một hơi nặng nhọc. Vậy theo ông chúng ta nên làm gì bây giờ ạ? Chí Duy nhíu chặt mày, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày tạo thành hình chữ xuyên. Còn có thể làm gì bây giờ nữa chứ? Đón người về thôi. Chẳng lẽ lại để cho giới truyền thông nói cho cả Việt Nam này biết cháu ngoại của Chí Đông Phương tôi lại là một đứa con hoang lang thang đầu đường xó chợ à? Chí Đông Phương tức giận nói. Ông nội, chúng cháu sẽ không đi mời cậu ta về đâu. Cái loại phế vật đấy có tư cách gì mà bảo chúng cháu phải đi mời về chứ? Chí Duy, Chí Tiềm Long và cả những người khác đều tỏ ra không hài lòng một chút nào. Chúng con cũng sẽ không đi. Tất cả mọi người đều từ chối đi. Để cho cả nhà Chí Nam Yên đi đón đi. Mọi người đều đẩy sang cho cả nhà Chí Nam Yên yếu đuối nhất. Đi đi, mấy người đi đi. Sau đó không lâu, cả nhà Chí Nam Yên đến Kim Lăng tìm được Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm, lần này thì cậu vừa lòng rồi chứ? Ba của Chí Nam Yên, Chí Khiếu Văn nói một cách kỳ quái. Cả nhà của bọn họ vì Diệp Quân Lâm mà bị xa lánh, cô lập không ít lần ở nhà họ Chỉ. Hơn nữa Diệp Quân Lâm còn khiến cho nhà họ Chí phải xấu hổ. Là thành viên trong nhà họ Chí. Bọn họ vô cùng hận Diệp Quân Lâm. Hả, vừa lòng cái gì co? Vẻ mặt của Diệp Quân Lâm trông rất kinh ngạc hừ. Cậu đã liên hệ với nhà họ Chí ở Nam Bộ rồi cố tình làm lộ ra thân phận của mình, để cho ba thừa nhận thân phận cháu ngoại của cậu đúng không? Chí Khiếu Văn nhìn bộ dáng đầy nghi ngờ kia của Diệp Quân Lâm thì cho rằng anh đang cố giả vờ, càng trở nên tức giận hơn. Bây giờ thì mục đích của cậu đã đạt được rồi đây. Ba đã thừa nhận thân phận cháu ngoại của cậu rồi. Cho chúng tôi đến để nói cho cậu biết chuyện này. Chí Khiếu Văn cáu gắt nói. Ha ha. Diệp Quân Lâm nở một nụ cười. Ông ta mà thừa nhận ư, ông ta còn lâu mới chịu thừa nhận. Định giờ thủ đoạn gì nữa đây? Nếu cậu muốn quay về nhà họ Chí thì bây giờ theo chúng tôi cùng về. Nếu không định quay về thì cuộc họp hàng năm vào năm ngày nữa của nhà họ Chí cậu vẫn phải đến. Chí Khiếu Văn nói. Ừ, nói với Chí Đông Phương là cuộc họp hàng năm ấy tôi sẽ đến. Diệp Quân Lâm mỉm cười, nói. Anh sẽ không chỉ đến với thân phận là một đứa con hoang, mà còn đến với thân phận là một chiến thần Côn Luân. Ha ha! Chí Khiếu Văn cười đầy khinh thường. Còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm có tự trọng lắm, sẽ không thừa nhận cái thân phận này của nhà họ Chí. Cũng sẽ không tham gia cuộc họp hàng năm của nhà họ Chí. Không nghĩ rằng lại đồng ý luôn. Chí Khiếu Văn cực kỳ khinh bỉ anh. Anh Lâm Lâm, anh đừng để tâm ba em nói gì, ông ấy là chỉ vì danh dự của gia tộc thôi, thật ra là không có ác ý gì đâu. Chí Nam Yên đi đến an ủi anh. Tôi không để tâm gì đâu mà. Diệp Quân Lâm vẫn có thiện cảm với người em gái này hơn. Nam Yên, con nói với cậu ta cái gì đấy? Mau lại đây nhanh. Ba nói cho con nghe, sau này cách xa cậu ta ra một chút. Cho dù cậu ta có bước được vào cửa nhà họ Chí thì dòng máu chảy trong người cậu ta không cao quý bằng chúng ta được, con ít qua lại với cậu ta đi. Sẽ làm hạ thấp thân phận của con. Chí Khiếu Văn tức giận nói. Nhà họ Chí đều tuân theo một hệ thống phân chia người trong nhà thành các loại khác nhau. Mọi người đều có thể thấy được là Diệp Quân Lâm có thân phận thấp hơn. Còn bọn họ mới có dòng máu cao quý. Ba. Ba nói cái gì vậy? Anh Lâm Lâm cũng là một thành viên trong gia đình của chúng ta mài. Chí Nam Yên quay sang nói với Diệp Quân Lâm, anh Lâm Lâm, em đợi anh ở cuộc họp hàng năm nhé. Được, tôi nhất định sẽ đến. Cuộc họp hàng năm của nhà họ Chí được thông báo rộng rãi. Ngay cả Lý Tử Nhiệm cũng biết được. Anh có muốn đi không? Lý Tử Nhiệm đến hỏi anh. Chủ yếu là cô muốn nhìn thái độ của Diệp Quân Lâm thôi. Nếu là Diệp Quân Lâm trước kia của cô, thì chắc chắn sẽ khinh thường việc tham gia cuộc họp hàng năm này của nhà họ Chí, càng sẽ không thừa nhận thân phận ở nhà họ Chí.
vẻ mặt của Lý Từ Nhiệm đầy chờ mong, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mà cô muốn. Anh sẽ đi, bọn họ đã đến thông báo cho anh rồi. Diệp Quân Lâm nhẹ giọng nói. Giờ phút này, đôi mắt của Lý Từ Nhiệm tràn ngập sự thất vọng. Diệp Quân Lâm kiêu ngạo kia đã không còn nữa rồi. Thay vào đó lại là một Diệp Quân Lâm rất dễ thỏa hiệp trong cuộc sống. Hy vọng nhỏ nhất của cô cũng không còn nữa rồi. Diệp Quân Lâm cười nói, có muốn đi cùng anh không? Diệp Quân Lâm muốn đưa Lý Từ Nhiệm cùng đi đến nhà họ Trí để có thể xuất hiện chói mắt nhất, làm cho toàn bộ phải đứng hình. Nhưng không ngờ Lý Từ Nhiệm lại trực tiếp từ chối luôn, em không đi đâu, anh tự mình đi. Trong suy nghĩ của Lý Từ Nhiệm, việc Diệp Quân Lâm thừa nhận thân phận ở nhà họ Trí là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Mà trước kia Diệp Quân Lâm còn đã nói rất rõ ràng, rằng sẽ không bao giờ liếc nhìn nhà họ Trí một cái nào nữa. Ai mà ngờ được mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy. Đúng lúc này, Phùng Ngọc Hân đến đây, nhìn thấy bộ dáng vô cùng tức giận của Lý Từ Nhiệm, cô ta tò mò hỏi, Từ Nhiệm à, làm sao thế? Diệp Quân Lâm muốn tham gia cuộc họp hàng năm của nhà họ Trí. Lý Từ Nhiệm rất không hài lòng mà nói. Hả, tham gia cuộc họp hàng năm thì tham gia cuộc họp hàng năm thôi mà, có chuyện gì sao? Ngọc Hân à, anh ấy tham gia là cuộc họp hàng năm của nhà họ Trí đấy, điều này chứng tỏ anh ấy đã cúi đầu trước nhà họ Trí rồi, anh ấy còn thừa nhận thân phận của mình ở nhà họ Trí nữa. Diệp Quân Lâm không còn một chút kiêu ngạo nào cả, không phải trước kia cậu cũng rất ghét anh ấy cúi đầu trước nhà họ Trí mà. Lý Từ Nhiệm ngạc nhiên hỏi. Mình, Phùng Ngọc Hân cứ do dự mãi, không biết phải nói gì nữa. Trước kia vẫn luôn chán ghét Diệp Quân Lâm lợi dụng thân phận ở nhà họ Trí để làm việc nhưng lại không biết thân phận thật sự của Diệp Quân Lâm. Bây giờ cô ta đã biết được Diệp Quân Lâm là người đứng đầu của tập đoàn Minh Cường. Anh ta sao có thể cần sự giúp đỡ từ nhà họ Trí để làm gì cơ chứ? Từ Nhiệm à, hay là không phải vậy đâu, có lẽ là Diệp Quân Lâm đến nhà họ Trí để phô trương thực lực. Phùng Ngọc Hân cười nói. Lý Từ Nhiệm liếc nhìn cô một cái. Nói, phô trương thực lực. Thân phận của anh ấy là gì chứ? Có thể dùng để phô trương với nhà họ Trí được à? Nhà họ Trí chính là hoàng tộc ở Hoa Hải đói. Có thể là. Thôi được rồi mà Ngọc Hân, cậu không cần phải nói gì nữa đâu. Diệp Quân Lâm đã không có tự trọng mà cúi đầu trước nhà họ Trí rồi. Người ta đã đối xử với anh ấy như vậy mà anh ấy vẫn muốn đến tham gia cái cuộc họp hàng năm đói. Lý Từ Nhiệm thở dài, có thể là anh ấy thấy sự nghiệp của mình ngày càng phát triển như vậy nên muốn mọi mặt đều phải xứng đôi với mình. Đúng, đúng vậy, một khi mà anh ấy trở thành cháu ngoại của nhà họ Trí, thì hoàn toàn xứng đôi với mình, thậm chí còn là mình trèo cao anh ấy. Nhưng anh ấy lại bỏ đi lòng tự tôn của mình như vậy, thì mình cảm thấy rất khinh thường anh ấy. Mình thích một Diệp Quân Lâm có thể đấu tranh lên từ chính hai bàn tay của anh ấy, dù chỉ có một sự nghiệp nhỏ thôi. Nhưng là do anh ấy tự mình làm nên. Phùng Ngọc Hân lo lắng nhìn Lý Từ Nhiệm. Cô ta rất muốn nói cho Lý Từ Nhiệm biết rằng Diệp Quân Lâm chính là ông chủ của cả tập đoàn Minh Cường. Ngay cả tất cả những gì của cô cũng là anh chôn, anh không phải là không còn tự trọng. Anh so với 6 năm trước thì còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng khi nghĩ lại lời đặn đò của Diệp Quân Lâm, Phùng Ngọc Hân vẫn cố mà nhịn xuống. Lý Từ Nhiệm nói xong thì nước mắt liền chảy ra. Anh ấy cho rằng Lý Từ Nhiệm mình là người ham mê hư vinh sao? Anh ấy không phải là cháu ngoại của nhà họ Trí thì đối với mình cũng như vậy thôi mài. Phùng Ngọc Hân an ủi cô, Từ Nhiệm, mình hiểu là cậu rất tin tưởng Diệp Quân Lâm. 6 năm trước anh ta đã lợi hại như vậy rồi thì bây giờ cũng sẽ không kém. Qua sau năm rèn luyện, mình cảm thấy anh ta càng mạnh hơn nữa. Lý Từ Nhiệm lắc đầu, mình không nghĩ như vậy đâu. Giờ mình không còn hy vọng gì với anh ấy nữa rồi. Hơn nữa, từ sau khi nhà họ Trí xuất hiện, anh ấy vẫn cứ lợi dụng nhà họ Trí để giải quyết mọi việc. Cứ như vậy thì anh ấy sẽ dần hình thành thói quen, càng ngày càng không biết phấn đấu nữa. Từ Nhiệm à, cậu chỉ cần cho anh ta một chút thời gian thôi. Hãy tin rằng rất nhanh anh ta sẽ chứng minh được bản thân mình. Ví dụ như lễ cưới của hai người các cậu, chắc chắn anh ta sẽ chứng minh tất cả. Sẽ nói cho cả thế giới này biết cậu là người phụ nữ quý giá nhất trên thế giới. Phùng Ngọc Hân chỉ có thể nói Lý Từ Nhiệm về một tương lai, để cô có thể chờ mong một chút. Ha ha! Lý Từ Nhiệm cười nhẹ một cái. Có lẽ đó lại là một chuyện đáng chê cười thôi. Lập tức, Lý Từ Nhiệm lại chuyển sang chuyện khác. À đúng rồi,
cậu còn chưa nói cho mình biết ông chủ của Minh Cường là ai đâu đấy. Mình đã hỏi cậu nhiều lần mà cậu cứ nói không rõ gì cả. Phùng Ngọc Hân lại càng thêm lúng túng. Đây đều là tại Diệp Quân Lâm mày muốn cho Lý Tử Nhiệm biết thân phận của mình thì có cần phải vòng vo thế này không? Thôi, đừng nói đến làm gì. Là người mà cậu không biết đâu. Phùng Ngọc Hân chỉ có thể trả lời như vậy. Nhìn không đẹp trai lắm, cậu cũng không thích đâu. Lý Tử Nhiệm mỉm cười, may là không tiếp tục hỏi nữa. Phùng Ngọc Hân cũng thở phào nhẹ nhõm một cái. Cuộc họp thường niên của nhà họ Trí ở Việt Nam rất nhanh đã diễn ra. Cuộc họp hàng năm được tổ chức ở sân nhà thờ dòng họ của nhà họ Trí ở Hoa Hải, trông rất náo nhiệt. Kéo dài khắp 10 dặm đường phố, đèn lồng đỏ và cờ của nhà họ Trí được treo lên, tung bay đón gió trời. Nghe nói là vì cuộc họp hàng năm lần này ở Hoa Hải mà nhà họ Trí đã bỏ ra một số tiền khổng lồ, 4.000 tỷ. Có thể thấy được quy mô lớn thế nào. Một ngày trước khi cuộc họp hàng năm diễn ra, Trí Nam Yên đã tự mình lái xe đón Diệp Quân Lâm đến Hoa Hải trước. Rất nhanh, Trí Nam Yên đã đưa Diệp Quân Lâm vào trang viên Bảo Đức Danh. Dòng chữ nhà họ Trí được treo cao trên cổng lớn, trông vô cùng mạnh mẽ, tráng lệ, khiến người ta phải choáng ngợp. Đấy chính là phủ đệ của hoàng tộc. Ngoài cửa lại có mấy chục người, nghiêm chỉnh đứng canh. Anh Lâm Lâm, mời vào. Trí Nam Yên đi trước dẫn đường. Ngay khi chân phải của Diệp Quân Lâm vừa bước vào cửa lớn của nhà họ Trí, một giọng nói đã vang lên, muốn bước vào được cửa nhà họ Trí à, không đơn giản vậy đâu. Một tiếng nói vang lên ngay sau đó. Đám người nhà họ Trí gồm Trí Khiếu Côn, Trí Khiếu Văn cùng với Trí Hồng Doãn, Trí Duy xuất hiện. Giữa đám người vây quanh đó, Trí Đông Phương tay chống quải trượng đầu rồng cũng có mặt. Gần như tất cả người nhà họ Trí đều ở đây. Bọn họ hùng hổ đi đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm mỉm cười nhìn bọn họ. Từ từ đã, Diệp Quân Lâm cậu tưởng ngày một ngày hai là bước được vào cửa lớn nhà họ Trí sao? Sốt ruột như vậy à? Trí Duy cười lạnh nói. Cậu tính trăm phương ngàn kế suốt thời gian dài như vậy, cuối cùng mong muốn cũng thành hiện thực rồi. Chúc mừng cậu đã chính thức trở thành cậu chủ nhà họ Trí nhé. Trí Tiềm Long cũng chế giễu nói. Tất cả mọi người nhà họ Trí đều cho rằng toàn bộ là do kế hoạch của anh mà khiến cho Trí Đông Phương bất đắc dĩ thừa nhận thân phận của mình. Nhưng cửa lớn nhà họ Trí không để vào như vậy đâu. Đột nhiên Trí Đông Phương lớn giọng. Không sai, nếu muốn bước vào nhà họ Trí, hết thảy phải làm theo quy tắc. Mấy người Trí Khiếu Côn đứng một bên tát nước theo mưa. Ô, quy tắc gì co? Diệp Quân Lâm vui vẻ. Nếu muốn tiến vào cửa lớn nhà họ Trí, khiến tất cả mọi người đều công nhận thì phải thỏa mãn 3 điều kiện. Trí Đông Phương giơ 3 ngón tay. Nói đi. Diệp Quân Lâm rất tò mò. Thứ nhất, hành lễ 3 quỳ 9 lạy, quỳ trước tổ tiên nhà họ Trí, quỳ trước tổ tông nhà họ Trí, quỳ trước người lớn nhà họ Trí. Thứ hai, nếu muốn tiến vào cửa lớn nhà họ Trí phải đổi họ. Từ nay về sau cháu không còn là Diệp Quân Lâm nữa, mà sẽ trở thành Trí Quân Lâm. Thứ ba, muốn trở thành người nhà họ Trí, nhất định phải học được tính nhẫn nại. Chịu đựng được hết thảy cực khổ, cháu cần phải nhận từ mỗi người trong họ một cái bạt tai. Trí Đông Phương vẻ mặt lãnh đạm, hoàn thành 3 điều kiện trên nhà họ Trí mới có thể chấp thuận cháu bước vào cửa. Có vậy Trí Đông Phương tôi mới có thể thừa nhận cậu là cháu ngoại của ta, có vậy cậu mới đủ tư cách để trở thành người nhà họ Trí. Quát, điều kiện vừa mới được đề ra Trí Nam Yên liền luống cuống. Cô không ngờ nhà họ Trí lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Đây không phải là đang cố ý làm khó Diệp Quân Lâm sao? Dòng chính nhà họ Trí nói ít ra thì cũng phải có 200-300 người, mỗi người một cái tát chẳng phải là đánh chết anh ấy sao? Lại còn phải quỳ lạy nhiều người như thế, quá là sỉ nhục người ta rồi. Mà điều sỉ nhục nhất vẫn chính là phải đổi họ. Từ trên xuống dưới nhà họ Trí nhìn về phía Diệp Quân Lâm, thế nào? Sợ rồi à, hay là không chịu nổi? Nói cho mà biết. Đại gia tộc có quy tắc của đại gia tộc. Không phải đứa con hoang nào cũng có thể tùy tiện vào được đâu. Nếu muốn trở thành người nhà họ Trí, vậy thì phải biết điều mà làm theo quy tắc đi. Mấy người Trí Khiếu Côn nói. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm chậm chạp không trả lời, Trí Đông Phương nổi giận, mau trả lời đi. Hoặc là thỏa mãn này 3 điều kiện, hoặc là cút. Nhà họ Trí đã bàn bạc nhau từ trước, Diệp Quân Lâm muốn đến thì cũng được thôi. Nhưng nhất định phải chịu khổ chút đã.
không để thằng nhỏ bước vào dễ dàng như thế được. Chí Tiềm Long cười lạnh nói, Diệp Quân Lâm, trên đời này không có gì là miễn phí cả. Nếu muốn trở thành người nhà họ Chí nhất định phải đáp ứng được 3 điều kiện trên. Đột nhiên Diệp Quân Lâm cười. Một chàng cười làm từ trên xuống dưới nhà họ Chí nghỉ hoặc không thôi. Anh ta đang cười cái gì? Nhìn dáng vẻ chắc chắn là cười nhạo. Chí Khiếu Côn buồn bực hỏi, oát con cậu cười cái gì? Nhà họ Chí có chuyện gì buồn cười như vậy sao? Đừng có vọng tưởng dùng được cách gì khác mà tiến vào nhà họ Chí. Nếu muốn vào phải đáp ứng 3 điều kiện kia. Chí Đông Phương nghiêm khắc nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, không sai. Phải đáp ứng được 3 điều kiện. Cậu muốn quỳ trước, hay muốn bị tát trước? Người nhà họ Chí dần dần lên. Bảo tôi hành lễ 3 quỳ 9 lạy. Dập đầu lạy mỗi người một cái. Xin hỏi các vị xứng sao? Bảo tôi đổi sang họ Chí, thành Chí Quân Lâm ư? Xin hỏi các vị xứng sao? Bảo tôi nhận từ mỗi người một bạt tai. Xin hỏi các vị xứng sao? Diệp Quân Lâm liên tục hỏi, cả nhà họ Chí đần hết cả ra, 4 chữ các vị xứng sao? Cứ quanh quấn trong tai bọn họ, dám đối với ta Diệp Quân Lâm như thế, các người không xứng. Chí Đông Phương cười, nhà họ Chí không xứng. Nhà họ Chí vẫn là hoàng tộc suốt 100 năm, vững vàng qua nhiều đời không suy chuyển. Nhà họ Chí nắm trong tay tài sản hàng trăm triệu, sản nghiệp trải rộng khắp châu Á một. Nhà họ Chí nhân tài tê tựu, trải rộng khắp 3 giới thương trường, quân sự, chính trường. Ưu thế và tầm ảnh hưởng nhà họ Chí nói 3 ngày 3 đêm đều không hết, cậu bảo ta nhà họ Chí không xứng. Diệp Quân Lâm đối mặt Chí Đông Phương, cười lạnh nói, xứng sao? Có tin chỉ một câu của tôi thôi cũng làm nhà họ Chí phải phủ phục dưới chân tôi mà đau khổ dẫy dụa không? Kiêu ngạo, độc đoán, một câu của Diệp Quân Lâm khiến cả nhà họ Chí suýt thì ngất. Cậu định vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết đúng không? Đừng có hòng mà bước vào nhà họ Chí. Mấy người Chí Khiếu Côn hô lớn, đã thế thì Diệp Quân Lâm hôm nay càng phải bước được vào cửa lớn nhà họ Chí. Lời tôi đã nói, đừng hòng ai cản được. Nói xong Diệp Quân Lâm sải bước hướng về phía cửa lớn. Cậu không được vào. Chí Duy tiến lên lập tức ngăn cản. Bốp! Diệp Quân Lâm tung ra một cú đấm. Cậu bụp! Chí Tiềm Long cũng bị đấm bay. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không ngờ Diệp Quân Lâm lại chơi lớn như vậy. Ai ngăn trở liền đánh. Mấu chốt là thân thủ anh tốt, khiến người ta không dám manh động. Diệp Quân Lâm cậu làm càn. Cậu bước thêm bước nữa thử xem L. Bụp! Không hề ngạc nhiên, người này cũng bị hất bay đi. Bụp! Búp! Đám người Chí Khiếu Côn, Chí Khiếu Văn ngăn trở, toàn bộ đều bị ăn vả, rồi bị đánh bay ra ngoài. Người nhà họ Chí căn bản là không ngăn nổi Diệp Quân Lâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mắt thấy Diệp Quân Lâm sắp bước vào cửa nhà họ Chí. Ngăn nó lại cho ta. Chí Đông Phương hô lớn. Bảo vệ xông lên muốn khống chế Diệp Quân Lâm. Nhưng rất nhanh đều bị Diệp Quân Lâm đánh bay, nằm dạp trên mặt đất kêu rên không thôi. Nhà họ Chí lớn như vậy, thế nhưng không ai có thể ngăn cản Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm quay đầu khinh miệt nhìn mọi người một cái, cười nói, nhà họ Chí cũng chỉ như vậy thôi. Bục Diệp Quân Lâm nhấc một chân vào cửa lớn rồi cứ thế tiến vào trong đó. Anh giống như thần tiên từ trên trời đáp xuống, khí thế không thể chống đỡ 3 điều kiện mà Chí Đông Phương đưa ra, trong mắt anh cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nát bét như hổ giấy thôi. Anh tiến vào cửa lớn nhà họ Chí, đẫm đạp lên mặt mũi của nhà họ. Mắt Chí Nam Yên sáng lên, nhìn bóng lưng của Diệp Quân Lâm mà tưởng như anh đang phát sáng. Khí phách của anh Lâm Lâm đúng là quá mạnh mẽ. Lại còn một mình ép nhà họ Chí không ngẩng đầu lên nổi. Quá ngầu luôn, câu chế giễu vừa rồi của Diệp Quân Lâm như một đao găm vào tim toàn bộ người nhà họ Chí. Một câu nói hoàn toàn khiến nhà họ Chí bừng bừng lửa giận. Chí Đông Phương tức giận hô lớn, ảnh tử, ném nó đi cho ta. Ảnh tử xuất hiện bên cạnh Chí Đông Phương, nhưng hắn vẫn luôn đứng im không động đậy. Hắn nào dám động thủ chứ? Không cần nói đến thân phận của anh là chiến thân Côn Luân. Dựa vào thực lực của hắn có thể là đối thủ của anh sao? Nhớ tới ngày ấy hắn theo dõi Tần Uyên, bị Diệp Quân Lâm phát hiện ra dấu vết, dọa hắn sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ Diệp Quân Lâm muốn giết hắn, mà còn giết hắn để như gì chết một con kiến. Hắn có ngu đâu mà động vào Diệp Quân Lâm. Hủ, cậu ngây ra đấy làm gì?
mau ném hắn đi cho tai. Nhìn thấy ảnh tử bất động, Chí Đông Phương sốt ruột hô. Ông chủ, tôi. Ảnh tử cúi đầu, che giấu đi sự sợ hãi của mình. Sao, cậu có ý gì, muốn làm phản à, hay là sợ hãi Diệp Quân Lâm? Chí Đông Phương hỏi. Một câu nói mà khiến cả đám người nhà họ Chí bu vào nhìn, lẽ nào ảnh tử sợ hãi Diệp Quân Lâm? Sao có thể chứ? Lúc này, Diệp Quân Lâm đã vượt qua cửa lớn, tiến vào bên trong. Ảnh tử nói, ông chủ, hay là bỏ đi, để người khác nhìn thấy không hay. Trời! Chí Đông Phương không nhịn thở dài. Ông nội, tạm thời buông tha cậu ta đi. Nếu đem cậu ta ném đi thật, nhà họ Chí ở Nam Bộ và các nơi khác khẳng định sẽ lấy chuyện này làm nhục chúng tét. Thôi, chúng ta cứ nhịn đã. Chờ họp thường niên kết thúc rồi nghĩ cách diệt trừ nó sau. Chí Tiềm Long đề nghị. Cũng đành thế vậy. Cuối cùng, nhà họ Chí lựa chọn thỏa hiệp, để Diệp Quân Lâm tiến vào nhà họ Chí. Đến nỗi ba điều kiện kia không ai nhắc lại nữa. Nhắc lại thì lại thành trò hề mất. Vì họp thường niên nên nhà họ Chí tiếp đón Diệp Quân Lâm khá ổn. Sau bữa cơm chiều, Chí Đông Phương tìm Diệp Quân Lâm nói, đừng tưởng rằng cậu đang ở nhà họ Chí thì chính là người nhà họ Chí. Ta tuy rằng mặt ngoài thừa nhận cậu là người nhà họ Chí, nhưng lòng ta không đồng ý. Vốn dĩ cậu không xứng làm cháu ta, cậu với mẹ cậu giống nhau, đều là con hoang mà thôi. Ở đây sẽ không có ai thừa nhận cậu là người có cùng quan hệ huyết thống. Diệp Quân Lâm híp mắt hỏi, ông vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Cậu với mẹ cậu giống nhau, đều là con hoang. Chí Đông Phương vừa nói xong, không khí xung quanh như bị rút cạn. Tất cả đều nín thở, đến thở ra cũng không dám. Chí Nam Yên cũng như đám người nhà họ Chí đồng loạt nhìn Chí Đông Phương. Lời này thật đáng sợ, quả nhiên mọi người đều thấy ánh mắt đáng sợ như dã thú kia của Diệp Quân Lâm, hơi lạnh như khác trên người Chí Đông Phương. Do khắc này, tất cả đều bị hơi thở thô bạo đáng sợ đó dọa sợ. Không khí xung quanh như đang giảm đi vài độ. Mọi người cảm nhận được khí lạnh thấm vào da thịt, nhịn không được dùng mình một cái. Diệp Quân Lâm đáng sợ quái, không chỉ là những người khác mới cảm nhận được. Chí Đông Phương càng cảm thấy hãi hơn, đồng tử ông ta co rút lại, hầu kết chuyển động, như thể đang có cái gì kẹt trong cổ khiến ông ta không thở được. Thật là đáng sợ, Diệp Quân Lâm trước mắt trông như một con dã thú, chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đã có thể giết chết người. Bị Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm, Chí Đông Phương sớm đã đổ mồ hôi đầm đìa, lông tóc dựng hết cả lên. Thình thịch. Cuối cùng ông ta không chịu được nữa, cả người mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Ông ta thế mà lại bị ánh mắt của anh dọa xỉu. Người này như một kẻ điên vậy, xin lỗi đi. Diệp Quân Lâm mở miệng nói. Hai chữ, lại giống như sấm sét nổ vang trong lòng mọi người. Không ai nghĩ rằng một đứa con hoang lưu lạc bên ngoài, không chỉ gạt qua người nhà họ Chí mà nghênh ngang tiến vào cửa lớn nhà họ, giờ lại còn bắt Chí Đông Phương xin lỗi. Người chơi hệ gì đây? Diệp Quân Lâm vẫn chưa để lộ thân phận, chỉ bằng khí chất của mình mà đè ép nhà họ Chí. Nhà họ Chí trong mắt anh chẳng khác nào con kiến. Bảo tôi nói, xin lỗi ư, không có khả năng. Chí Đông Phương gắt gao nhìn chằm chằm anh. Dù có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ xin lỗi một đứa con hoang. Dù chết ông ta cũng sẽ không xin lỗi Diệp Quân Lâm. Ha ha ha. Chí Đông Phương ông làm thế là không đúng đâu nhé. Con trai của con gái ông lại mắng là con hoang. Rõ ràng là phải xin lỗi rồi. Một chuỗi âm thanh truyền đến, một đám người đi vào giữa sân. Cầm đầu rõ ràng là người đứng đầu họ Chí ở Nam Bộ Chí Đông Vượng. Mày! Phụt! Chí Đông Phương thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu. Chuyện không hay lại bị Chí Đông Vượng nhìn thấy hết. Càng không muốn xảy ra nó lại càng dễ xảy ra. Đầu do thằng con hoang Diệp Quân Lâm. Đúng vậy, Đông Phương ông làm thế là không đúng rồi. Mau đi xin lỗi con hoang, à không, con nhà người ta đi. Những người này đều là tới để xem kịch. Bọn họ sẽ rất sung sướng khi nhìn thấy cảnh đường đường là chủ nhân nhà họ Chí ở Hoa Hải lại phải đi xin lỗi một thằng con hoang. Bọn họ cũng không phải vì Diệp Quân Lâm mà đứng ra bênh vực, bởi trong mắt họ anh cũng là con hoang. Chỉ là muốn đến xem Chí Đông Phương bị mang ra làm trò cười thôi. Diệp Quân Lâm làm sao mà không biết đám người này nghĩ gì. Ông ta phải xin lỗi, các người cũng phải xin lỗi. Diệp Quân Lâm đột nhiên nói.
ngữ khí mạnh mẽ độc đoán. Lời Diệp Quân Lâm vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn. Chí Đông Vượng cùng các chỉ các nhánh nhà họ Chí có thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ hướng mũi dùi sang bọn họ. Đừng tưởng tôi không nhìn ra tâm tư bẩn thỉu của các người. Hắn là trong mắt các người tôi cũng là con hoang chứ gì. Một đám chó chê mèo lắm lông. Diệp Quân Lâm vui vẻ. Chí Đông Vượng không nghĩ rằng mình lại bị một thằng ô e ắt con nói như vậy. Không sai, cậu chỉ có mẹ còn bố mình là ai cũng không biết, thế chẳng phải con hoang thì là cái giống gì. Chúng tôi cứ thích xem Chí Đông Phương đi xin lỗi một đứa con hoang đấy. Nếu bị vạch trần thì Chí Đông Vượng cứ đem những gì mình nghĩ nói ra thôi. Chí Đông Phương cũng vô cùng tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì. Ai bảo ông ta có đứa cháu là con hoang này chứ? Ha ha ha! Chí Đông Vượng cùng đám người nhà họ Chí bên hắn đều cười. Nhà họ Chí ở Lâm Hải đồng loạt cúi thấp đầu. Do khắc này bọn họ quá nhục rồi. Làm người ta nhục nhã, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Hết thảy đều do Diệp Quân Lâm. Nếu không phải Diệp Quân Lâm thì tốt biết bao nhiêu. Nhà họ Chí ở Hoa Hải nhất định phải cao cao tại thượng, không ai sánh kịp. Có chiến thần Côn Luân chống lưng, mấy người trước mắt này có là cái thá gì? Đối với cái từ con hoang. Này, Diệp Quân Lâm ghét cay ghét đắng. Tuy anh không ghét cha mẹ ruột của mình, nhưng cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Nhưng dù sao cũng là bọn họ ban cho anh sinh mệnh, là bọn họ đem anh đưa tới thế giới này. Đây là điều rất thiêng liêng, không thể bị khinh nhòn, mà đám người trước mắt này lại khinh bỉ anh. Thế thì phải chết, Diệp Quân Lâm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đáng sợ quét trên người Chí Đông Vượng. Cậu muốn làm gì? Do khắc này, mấy người Chí Đông Vượng đã cảm nhận được một khí thế oai hùng khủng khiếp. Sát khít bọn họ cảm nhận được sát ý vô tận trên người Diệp Quân Lâm. Như thể bọn họ sắp chết đến nơi rồi. Anh! Đừng mà! Chí Nam Yên tiến lên, lập tức ngăn Diệp Quân Lâm lại. Cô sợ cứ như vậy sẽ xảy ra chuyện. Cô lập tức kéo Diệp Quân Lâm ra khỏi nơi này. Hừ! Ra đến bên ngoài, Diệp Quân Lâm hít sâu một hơi. Vừa rồi thiếu chút nữa thì trở lại trạng thái trên chiến trường. Nếu không phải Chí Nam Yên ngăn lại, sợ là giết sạch tất cả người trong đó. Thôi, bỏ qua cho bọn họ một lần. Chờ ngày mai trong buổi họp thường niên sẽ tiếp tục xử lý những người này. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Chí Đông Vượng đầy mặt ý cười, Đông Phương, tôi hiểu cho ông, tôi mà có loại cháu như này thì cũng không dám nhận. Lớn lên nơi đầu đường xó chợ, làm gì xứng với huyết mạch cao quý nhà họ Chí chứ? Đúng vậy, không sai. Vừa rồi còn tưởng đại nghĩa diệt thân, quay lưng lại với tổ tông. Nhà họ Chí ở Lâm Hải sao lại có đứa cháu như thế này? Đối mặt với sự sỉ nhục của người khác, Chí Đông Phương nghiến chặt răng, tay nắm chặt quải trượng. Dã tâm muốn giết Diệp Quân Lâm nổi lên. Nếu người này trở lại nhà họ Chí, sẽ chỉ mang lại sự xấu hổ cho nhà họ Chí. Anh còn có một người mẹ bẩn thì yêu, đó là nỗi xấu hổ lớn nhất của nhà họ Chí. Hai nỗi nhục này sẽ dập đếm nhà họ Chí hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Điều này chỉ mới là khởi đầu. Bữa tiệc thường niên ngày mai, sau khi trăm họ nhà họ Chí ở Việt Nam đến, quan cảnh hoành tráng đó mới gọi là xấu hồi khi đó, chỉ sợ rằng phải chết ngộp trong nước bọt của mọi người. Khi ấy khoảnh khắc đáng xấu hổ của nhà họ Chí ở Hoa Hải sẽ được ghi vào lịch sử. Bây giờ nhà họ Chí ở Hoa Hải chỉ có thể giảm thiệt hại đến càng thấp càng tốt. Đúng rồi. Tất cả những vị khách mà chúng ta đã mời đều xác nhận sẽ có mặt phải không? Chí Đông Phương bắt đầu hỏi Chí Khiếu Côn và những người khác. Xác nhận hết rồi, đều sẽ đến. Thằng Bảy đâu, khi nào thì trở lại? Cha, Tiềm Long 9 giờ sáng sẽ về, còn kịp. Chí Khiếu Côn đáp. Tiềm Long, Chiến Thần Côn Luân thì sao? Chiến Thần Côn Luân bên đó con đã hỏi vài lần rồi, Tổng Tư lệnh Quân Khu cho biết, Chiến Thần Côn Luân đã đến Hoa Hải rồi. Chí Tiềm Long đáp, tin tức này là một bất ngờ lớn đối với nhà họ Chí. Chiến Thần Côn Luân đến sớm hơn một ngày, điều này cho thấy ông ấy coi trọng bữa tiệc thường niên của họ. Lúc này người nhà họ Chí mới nở nụ cười tươi rói. Tin Chiến Thần Côn Luân đến phải được giữ bí mật và ngày mai hãy tung ra. Ta muốn Chí Đông Vượng biết ta tốt như thế nào. Vậy thì, Chiến Thần Côn Luân ở đâu? Nhà chúng ta cần sắp xếp sao? Bọn họ nói không cần. Chiến Thần Côn Luân ngày mai sẽ tới. Chí Tiềm Long trả lời. Vậy được rồi, mọi người đi chuẩn bị đi. Nhà họ Chí ở Hoa Hải của chúng ta đều phụ thuộc vào Chiến Thần Côn Luân.
Chí Đông Phương đã tưởng tượng ra khuôn mặt kinh ngạc của những người nhà họ Chí kia khi chiến thần Côn Luân xuất hiện. Ở một bên khác, Diệp Quân Lâm cùng Chí Nam Yên đã nói rất nhiều, Nam Yên đưa anh đi dạo chút đi. Ở đây ngột ngạt quá. Diệp Quân Lâm sợ rằng nếu ở lại lâu hơn nữa anh sẽ thực sự muốn giết người. Giết chết một người không tốt. Anh Lâm Lâm, vừa lúc mấy người bạn của em tổ chức tiệc, chúng ta cùng nhau đến đi. Được, vậy cùng nhau đi. Ngay sau đó, cả hai đến một câu lạc bộ cao cấp sang trọng. Có một vài người nước ngoài chơi nhạc ya trong đó, ngược lại có chút tư tưởng của tiểu tư sản. Nam Yên, nhìn đây này. Lúc này có người hét lên. Ở một bàn cách đó không xa, có một vài người trẻ tuổi, ba nam hai nữ, tất cả đều ăn mặc đẹp và khí chất. Họ đều là con của những gia đình giàu có. Chí Nam Yên cùng Diệp Quân Lâm bước tới. Nam Yên, sao cậu lại có thời gian qua đây? Mình còn cho rằng cậu sẽ không đến kịp vì phải chuẩn bị cho bữa tiệc thường niên. Cô gái Trương Vĩ tò mò hỏi. Cùng lúc đó, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Quân Lâm hỏi, anh ấy là ai vậy? Giới thiệu với mọi người một chút, đây là anh trai mình Diệp Quân Lâm. Lúc này, một chàng trai chợt cười nói, chẳng lẽ là đứa con hoang của nhà họ Chí mà mọi người đồn đại. Ngay khi những lời này vừa dứt, bầu không khí bỗng chốc ngưng trệ. Mọi người đều nhìn về phía chàng trai Trần Khải. Các người nhìn tôi làm gì? Toàn bộ Hoa Hải đều đồn đại thế này. Đều nói Diệp Quân Lâm là con hoang có mẹ nhưng không biết cha là ai. Là nỗi sỉ nhục của hoàng tộc nhà họ Chí. Trần Khải thẳng thừng. Bùm, đầu Chí Nam Yên vang lên một tiếng. Vốn cho rằng rời khỏi nhà họ Chí sẽ tốt hơn nhiều. Ai ngờ rằng lại đụng phải người kêu anh Lâm Lâm là con hoang. Là cậu đã nói con hoang. Diệp Quân Lâm nhàn nhạt nói. Ừ, tôi đã nói, có chuyện gì? Trần Khải biết chắc người nhà họ Chí đều không thích Diệp Quân Lâm, còn muốn đuổi anh đi. Vì vậy cậu ta không sợ bị quy trách nhiệm gì cả. Thậm chí cậu ta còn muốn dạy dỗ Diệp Quân Lâm, nhà họ Chí còn sẽ thưởng cho cậu ta. Nói lại một lần nữa, ánh mắt Diệp Quân Lâm hiện lên một chút sắc bén. Anh là đứa con hoang có mẹ không cha, rồi sao nào? Trần Khải ngạo nghễ nhìn Diệp Quân Lâm, trong mắt tràn đầy vẻ vui đùa. Ngay cả những người bạn đồng hành của cậu ta cũng không thể chịu đựng được nữa. Trần Khải, hơi quá đáng rồi đó, anh ấy là anh của Nam Yên. Trương Vi không khỏi trách cứ. Trần Khải vẻ mặt cao ngạo, diêu cọt, Hoa Hải này ai mà không biết, Diệp Quân Lâm là con hoang. Lại không phải chỉ có một mình tôi nói. Ba, Trần Khải vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm liên tát vào mặt cậu ta. Phụt, cậu ta phun ra máu, thậm chí bay ra cả chục chiếc răng. Không thể tin được, không ai nghĩ rằng Diệp Quân Lâm sẽ ra tay một cái tát làm gấy hết răng của Trần Khải. Anh! Sau mấy chục giây, Trần Khải mới có phản ứng. Anh vậy mà dám đánh. Đánh tôi. Bởi vì mất răng, nên trong lời nói của Trần Khải lộ tiếng gió, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi không chỉ đánh anh, ai nói tôi đánh người đó. Cả Hoa Hải đều mắng tôi là đồ con hoang, thì tôi sẽ đánh tất cả Hoa Hải. Đánh đến khi ai cũng sợ hãi, ai cũng không dám nói nữa. Giọng Diệp Quân Lâm tuy lãnh đạm nhưng lại có vẻ độc đoán ẩn trong đó. Làm cho Trần Khải cảm thấy một tia sợ hãi. Răng của tôi. Nhìn thấy răng gãy, Trần Khải như phát điên lên. Anh, đợi đó cho tôi, xem hôm nay tôi có thể giết anh không. Trần Khải hét lên. Biết được mối quan hệ giữa Diệp Quân Lâm và nhà họ Chí, cho nên cậu ta không hề sợ nhà họ Chí sẽ trả thù chút nào. Bị Diệp Quân Lâm đánh như vậy, cậu ta nhất định phải báo thù. Có bản lĩnh thì anh ở chỗ này chờ đi, tôi đi gọi người đến. Trần Khải hét lên. Sự khuyên ngăn của người khác hoàn toàn không có tác dụng. Nam Yên, cậu đi đi. Chốc nữa Trần Khải sẽ gọi người tới, anh cậu sẽ phải chịu thiệt đó. Trương Vĩ thuyết phục. Không sao, tôi sẽ đợi cậu tét. Ai chửi tôi là con hoang, tôi đánh người đó. Đánh cho đến khi tất cả đều câm miệng. Diệp Quân Lâm bình tĩnh ngồi xuống một bên. Trương Vi cùng cô gái còn lại sững sờ. Đúng là một người đàn ông mạnh mẽ. Cả hai chưa bao giờ thấy một người đàn ông bá đạo như vậy. Anh, chúng ta vẫn nên đi thôi, không cần nổi giận với những người này. Chí Nam Yên thực sợ Diệp Quân Lâm xảy ra chuyện. Nam Yên, đừng lo lắng cho anh, một thằng nhóc trai trai anh còn không đối phó được, anh còn tên Diệp Quân Lâm gì nữa ồ Diệp Quân Lâm không quan tâm.
anh còn tự rót rượu uống. Trông anh điềm đạm và bình tĩnh, dường như mọi thứ không thể nào lọt vào mắt anh. Hai mắt Trương Vi và Du Đình đều sáng ngời, nhìn Diệp Quân Lâm đầy ngưỡng mộ. Tính cách của Diệp Quân Lâm quá quyến rũ, quá dễ dàng thu hút những cô gái nhỏ này. Trương Vi và Du Đình đang mong chờ để được xem Diệp Quân Lâm sẽ đối phó với Trần Khải như thế nào. Dù gì họ đều biết rằng nhà họ Chí sẽ không giúp được gì cho anh. Không bao lâu, Trần Khải cùng đông đảo chạy tới, đoàn người vây quanh Diệp Quân Lâm. Miệng Trần Khải vẫn còn máu chảy ra, cơn đau rụng răng luôn làm cậu ta khó chịu. Tên này gan lớn lắm, mày thật sự không rời khỏi. Tốt lắm, mày đánh gãy hết răng của tao, thì tao cũng sẽ đánh gãy hết răng của mày. Sau đó cạo hết móng tay móng chân của mày, tao sẽ cho mày sống không được mà chết cũng không xong. Trong mắt Trần Khải đầy tức giận nhìn Diệp Quân Lâm. Mày là một thằng con hoang, một thằng khốn. Trần Khải chửi rủa. Bùm. Răng rắc, chỉ thấy được Diệp Quân Lâm cầm lấy chai rượu đập ngay vào đầu cậu ta. Ngay lập tức, máu của Trần Khải từ trên đầu chảy ra. Cậu ta gần như ngất đi. Đúng lúc này, trên tầng 2 của câu lạc bộ cũng có một nhóm người đang tụ tập. Những người này có một đặc điểm là có băng ở chân hoặc băng ở tay. Họ là đảng thái tử ở Hoa Hải. Đại ma vương của giới trẻ. Ngay cả thái tử Cố Hạn Vũ cũng ở đó. Lúc này, tiếng đập chai thu hút sự chú ý của họ. Ha, xem chuyện gì đang xảy ra. Cố Hạn Vũ chỉ huy. Mọi người nhìn sang. Ồ, Trần Khải của nhà họ Trần đang dạy người. Cố Hạn Vũ vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ngay lập tức, con người giãn ra cực hạn. Cả người lập tức nhảy dựng lên. Là chủ của trăm gia tộc lớn ở Hoa Hải chúng ta, Diệp Quân Lâm. Cố Hạn Vũ hét lên một tiếng. Mọi người vừa nhìn quả nhiên là vậy. Thật là Diệp Quân Lâm. Thực sự là chủ của họ. Chết tiệt, Trần Khải muốn chết đi, y. Mọi người giận dữ đứng dậy và đồng loạt lao xuống. Ở phía dưới Trần Khải sau khi bị gõ một chai, cả người không thể nào tin được nhìn Diệp Quân Lâm, tức giận nói, mày. Muốn chết. Các anh em, giết nó cho tôi. Tất cả hậu quả tôi gánh hết. Trần Khải gầm gừ. Cậu ta giống như một con quỷ. Giận dữ kinh khủng. Răng răng rắc, đúng lúc này, có người bước tới, dùng chai rượu đập vào đầu Trần Khải một lần nữa. Máu bắn tung tóe, xỉ thủy tỉnh vỡ tung tóe khắp nơi. Não Trần Khải bị đánh trọng thương, bị đập tới loạn xì ngầu. Cậu ta đột nhiên quay đầu lại, tức giận nói, mẹ nó thằng nào. Là tôi đây. Người phía sau lạnh lùng trả lời. Anh. Thái tử, Trần Khải vốn định nổi giận, nhưng lại nhìn thấy một khuôn mặt khiến cậu ta kinh hãi. Thế mà lại là lão đại của đảng thái tử Cố Hạn Vũ anh Hồ. Anh Cao. Anh Trịnh, anh Huỳnh. Anh Phương. Trần Khải gọi từng người một, cậu ta vậy mà lại phát hiện ra rằng, có 3 đến 40 người của đảng thái tử đang ở đây. Họ đều là những người nằm trong top đầu của đảng thái tử. Bối cảnh của gia tộc đằng sau họ cũng là chuẩn hoàng tộc hoặc thậm chí là hoàng tộc. Các anh ở đây. Trần Khải kinh hãi. Mặc dù cậu ta cũng xuất thân từ một gia đình giàu có. Nhưng so với đảng thái tử, cậu ta chỉ là em út mà thôi. Bình thường khi thấy đám người bọn họ đều phải vòng đường mà đi. Vậy mà hôm nay lại đúng chúng. Sao này chúng tôi không thể ở đây? Hồ Minh Long lạnh lùng hỏi. Có thể. Trần Khải sợ đến đổ mồ hôi lạnh, cả người tê dại đến quên cả đau. Nhưng cậu ta lại thắc mắc, tại sao người của đảng thái tử lại nói chuyện với cậu ta? Còn đập cậu ta một chai. Cậu đang làm gì ở đây? Cố Hạn Vũ hỏi. Trần Khải cười nói, thái tử, em đang dạy người a. Là đứa con hoang của nhà họ Chí, Diệp Quân Lâm. Vậy mà dám đánh em em có giết nó không? Vừa nói, Trần Khải vừa chỉ vào Diệp Quân Lâm. Nhưng ngay sau đó, một chuyện đã xảy ra, khiến mọi người bàng hoàng. Chỉ nhìn thấy Cố Giới Vũ và tất cả các thành viên của đảng thái tử bước tới, quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, cùng nhau hét lên, Cố Giới Vũ, gặp qua chủ nhân. Hồ Minh Long gặp qua chủ nhân. Trịnh Thanh Phong gặp qua chủ nhân. Huỳnh Tiến Đông đến gặp qua chủ nhân. Tất cả các cậu chủ của đảng thái tử, kể cả thái tử, đều quỳ xuống trước mặt một người lạ và kêu chủ nhân. Cảnh tượng này quá sốc. Trương Vi ngẩn ra. Du Đình chết lặng. Chí Nam Yên và Trần Khải đều chết lặng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào mà đứa con hoang của nhà họ Chí lại trở thành chủ nhân của đảng Thái Tử? Họ có đang mơ không? Chí Nam Yên há to miệng, có vẻ hơi hiểu. Hèn gì anh Lâm Lâm dám quát nhà họ Chí, hóa ra anh có đủ tự tin. Đến cả đảng Thái Tử còn gọi anh là chủ của họ. Nhưng Trần Khải không nghĩ như vậy, cậu ta cho rằng Cố Hạn Vũ bọn họ hiểu nhầm. Thái Tử, anh Hồ các anh sao vậy? Nó chỉ là đứa con hoang của nhà họ Chí tôi. Sao các anh lại kêu nó là chủ? Có phải có nhầm lẫn gì không? Trần Khải mở to mắt tò mò hỏi. Đột nhiên Cố Hạn Vũ sắc bén nhìn anh. Bùm! Hắn đá Trần Khải đi. Bùm! 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 Cậu ta bị liên tiếp 7-8 cái bàn đập vào mới dừng lại, hộc máu mồm, còn nửa cái mạng cũng bị Cố Hạn Vũ đá vào nữa. Mẹ nó thằng nào dám nói chủ nhân là con hoang, tôi sẽ hủy hoại cả gia tộc của nó. Cố Hạn Vũ gầm gừ. Không sai, ở Hoa Hải này, ai dám nhắc tới chủ nhân là con hoang, đảng Thái Tử chúng tôi nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Những người khác cũng lên tiếng. Bùm, vài câu ngắn ngủi khiến tất cả mọi người có mặt đều nghe như sấm sét giữa trời quang. Cũng tương đương với nhận ra thân phận của Diệp Quân Lâm. Anh thực sự là chủ của đảng Thái Tử ở Hoa Hải. Vì, tại sao? Trần Khải nằm dưới đất giãy giụa mấy lần cũng không dậy nổi. Cả người như phát điên. Cậu ta không nào thể tưởng tượng được, một đứa con hoang lại có thân phận như vậy. Nói thật với các người, anh ấy không chỉ là chủ nhân của đảng Thái Tử chúng tôi, anh ấy còn là chủ nhân của trăm gia tộc lớn ở Hoa Hải. Lời nói của Cố Hạn Vũ giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim con người. Thật là sốc. Các cao thủ được Trần Khải mời đến cũng quỳ xuống đất, không ngừng run rẩy. Tôi đã nói với nó cả Hoa Hải này, kẻ nào dám mắng tôi là con hoang, tôi sẽ đánh cả Hoa Hải. Đánh đến khi bọn họ sợ, đánh đến khi không ai dám nói nữa. Diệp Quân Lâm bình tĩnh nói. Đã hiểu, tôi sẽ làm ngay, tôi muốn nhìn xem ở Hoa Hải này ai dám xúc phạm chủ nhân. Tôi nhìn từng người một. Trần Khải, nói cho cậu biết, nhà họ Trần các người xong rồi. Cố Hạn Vũ đương nhiên sẽ giải quyết mọi chuyện. Ngay sau đó Trần Khải và những người khác bị ném ra ngoài. Câu lạc bộ trở nên yên tĩnh trở lại. Đừng lo lắng. Các người tiếp tục đi. Diệp Quân Lâm nói xong, mọi người mới buông lỏng cảnh giác. Trương Vi và Du Đình tràn đầy ngưỡng mộ nhìn Diệp Quân Lâm. Im lặng như một quý ông lịch lãm, hành động như một ma quỷ. Thật là quyến rũ. Cả hai còn bí mật hỏi Chí Nam Yên, anh trai của cậu có vợ chưa? Không, nhưng sẽ sớm thôi. Không kết hôn nghĩa là chúng mịn còn cơ hội. Buổi tối. Diệp Quân Lâm từ chối lời mời tử tế của hai cô gái và cùng Chí Nam Yên trở về nhà họ Chí. Nhà họ Chí đã sẵn sàng, chỉ chờ bữa tiệc thường niên bắt đầu. Khi Diệp Quân Lâm trở về, không ai có sắc mặt tốt ghét. Diệp Quân Lâm, bây giờ mày đi ra ngoài làm hì. Mày không biết, hiện tại mọi người ở Hoa Hải đều nói mày là con hoang, sao? Mặt mũi hoàng tộc nhà họ Chí chúng ta đều bị mày vứt hết rồi. Chí Tiềm Long tức giận nói. Bây giờ cả Hoa Hải đều biết Chí Đông Phương có một đứa cháu ngoại như vậy. Phố lớn hẻm nhỏ đều đang đồn đại. Tất cả đều đang cười nhà họ Chí. Tất cả đều là vì Diệp Quân Lâm. Vì vậy, mọi người đều vô cùng căm giận anh. Thậm chí muốn giết anh. Chí Đông Phương nói, Diệp Quân Lâm, cháu đã trở thành người nhà họ Chí. Ta sẽ đặt ra quy tắc cho cháu. Từ nay về sau, ta sẽ cấm túc cháu tại nhà họ Chí. Cả đời không bao giờ được rời khỏi nhà họ Chí nửa bước. Đường lớn ngõ nhỏ ở Hoa Hải đều biết rằng đứa con hoang Diệp Quân Lâm đang ở đây. Chỉ cần anh đi trên phố thôi đã có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nhà họ Chí rồi. Người nhà họ Chí không muốn nhìn thấy anh. Nhưng họ cũng chỉ có thể nghĩ ra cách là cấm anh vĩnh viễn không được bước chân ra khỏi nhà họ Chí dù nửa bước. Vì dù mọi người trong thiên hạ đều biết Diệp Quân Lâm đã đến nhà bọn họ, nhưng nếu anh không đi ra ngoài liền đồng nghĩa với việc nhà họ Chí không có người này. Như vậy đối với nhà họ Chí ảnh hưởng cùng tổn thất đều giảm đi đáng kể. Cách này là Chí Đông Phương học được từ người khác bởi vì mẹ của Diệp Quân Lâm là Chí Oánh cũng từng bị cấm túc vĩnh viễn, cả đời không được bước chân ra ngoài một bước. Tính đến nay đã ngót nghét gần 30 năm. Cho nên từ khi Diệp Quân Lâm sinh ra cũng liên theo như vậy. Nếu là lúc trước mà nói Chí Nam Yên vẫn sẽ rất lo lắng. Nhưng trùng hợp là vừa trải qua những chuyện kia, cô đã biết thân phận của anh trai mình.
những người đứng đầu của Trăm gia tộc lớn cũng công nhận anh là chủ. Nên đương nhiên anh sẽ không để nhà họ Chí vào mắt. Vì vậy mà Chí Nam Yên rất yên tâm. Nếu có xung đột thì anh cô cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi. Chí Nam Yên ngược lại còn hy vọng rằng Diệp Quân Lâm có thể dập tắt ngọn lửa của nhà họ Chí. Diệp Quân Lâm mỉm cười, mặt trời, trăng, sao có thể đến mọi nơi thì không có nơi nào mà tôi không được đặt chân đến. Tôi, Diệp Quân Lâm, muốn đi đâu, không ai có thể quản được. Huống chỉ trên đời này căn bản không có cái lồng nào có thể giam được tôi. Vậy thì mày cứ chờ xem nhà họ Chí tao có giam được mày không. Với việc Diệp Quân Lâm đang mạnh miệng, Chí Đông Phương trực tiếp bỏ qua không thèm nghe. Ông ta phải đợi cuộc họp thường niên diễn ra xong mới có thể tra tấn Diệp Quân Lâm thật tốt. Chí Đông Phương vẫn còn ý nghĩ, nếu thật sự không thể giam được Diệp Quân Lâm. Vậy phải để cho Chí Tiềm Long quay lại đưa hắn đến doanh trại huấn luyện. Điều này với nhà họ Chí mà nói cũng mang về được cái tiếng tốt. Lại còn xử lý được đồ phiền toái Diệp Quân Lâm này. Nếu 100.000 binh sĩ của quân đoàn Khải Hoàng biết chuyện này, có lẽ sẽ phải bật cười đến rụng răng. Lại để cho một kẻ đào ngũ từng bị bắt mang theo chiến thần Côn Luân trang nghiêm đến doanh trại để huấn luyện. Đây còn không phải là một trò cười sao? Vào buổi tối, Diệp Quân Lâm gọi điện thoại cho Lý Tử Nhiệm. Kết quả, cô cả giận không trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Hả, Tử Nhiệm đây là bị sao vậy? Diệp Quân Lâm nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Lý Tử Nhiệm cho rằng nếu đến cuộc họp thường niên của nhà họ Chí, anh sẽ phải thỏa hiệp. Tử Nhiệm, em hiểu lầm lớn rồi. Cái gì mà nhà họ Chí? Chỉ cần anh muốn, toàn bộ trăm đại gia tộc của Hoa Hải đều phải cúi đầu dưới chân anh. Huống gì là một cái nhà họ Chí nhỏ nhoi kia ồ. Diệp Quân Lâm bất đắc dĩ cười cười. Một đêm vô sự. Vào ngày hôm sau, cuộc họp thường niên 10 năm một lần của nhà họ Chí bắt đầu. Diệp Quân Lâm theo người nhà họ Chí về nhà thờ họ từ sớm. Mọi người từ khắp nơi trong nước, thậm chí cả nước ngoài đều lần lượt trở về. Cuộc họp thường niên cuối cùng cũng sắp bắt đầu. Đợi lát nữa mày bớt nói chuyện cho tao, hoặc không thì đừng nói. Trốn vào trong góc đi. Chí Đông Phương cố ý chạy đến dặn dò. Nếu không có cách nào để thoát khỏi Diệp Quân Lâm, vậy đành thừa nhận điều đó. Chí Đông Phương chỉ có thể làm một số biện pháp nhỏ nhoi, không để bọn họ quá bị mất mặt. Trong sảnh nhà thờ tổ có một sân chứa được 1.000 người. Đại diện các gia đình họ Chí từ khắp mọi miền đất nước đã tề tựu đông đủ. Trước sảnh tổ có để một cái ghế thái sư. Ngồi trên đó là một người ông lão với mái tóc hoa râm, người gầy gò như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể ngã. Nhưng ánh mắt của ông ta sắc bén, khí lực tràn đầy và có khí thế cực bức người. Ông là Chí Khang Dũng, trưởng lão lớn tuổi nhất trong dòng họ Chí, hiện ông đã 123 tuổi. Ông thuộc thế hệ được kính trọng nhất trong dòng họ Chí. Dù người nhà họ có quyền lực đến đâu, nhưng nếu là lời ông tổ nói thì nhất định phải nghe theo. Bên cạnh chỗ của ông có 4 chiếc ghế, lần lượt là Chí Đông Phương, Chí Đông Vượng và những người khác. Họ là 8 vị tổ sư mạnh nhất của nhà họ Chí. Mặt khác hàng nghìn người đứng dưới sân đều được xếp hàng theo thân phận. Diệp Quân Lâm cũng nằm trong số, nhưng anh được cố tình xếp vào góc khuất để mọi người không chú ý đến. Chí Khang Dũng ngồi ở ghế giữa, chống gậy nói, hà. Không tệ, con cháu nhà họ Chí đều là rồng là phượng. Đất nước so với dòng họ Chí chúng ta có lẽ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Đặc biệt là hai người Đông Phương và Đông Vượng, 10 năm qua đã thăng chức được rất nhiều, theo tiêu chuẩn là đã trở thành vào được hoàng tộc. Ngoài ra còn có 8 vị đại gia chủ khác được cũng sắp thành hoàng tộc. Ta rất hài lòng. Cảm tạ ông Tổ đã có lời khen ngợi, kính chúc ông Tổ phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Cũng cầu chúc nhà họ Chí ta trường thọ. Trường tôn ngàn năm. Chí Đông Phương và Chí Đông Vượng lập tức đứng lên nói. Người bên dưới cũng cùng nhau hô vang, kính chúc ông Tổ phúc như Đông Hải thọ sánh Nam Sơn. Cũng cầu chúc cho nhà họ Chí trường thọ, trường tôn ngàn năm. Chí Khang Dũng cười nói, tiếp theo, mọi người hãy nói một chút về những thành tựu đạt được trong 10 năm của. Chí Đông Phương và Chí Đông Vượng lập tức kể ra một loạt những chiến công, trực tiếp đè ép tất cả mọi người đang có mặt. Khiến cho ông Tổ khen ngợi không thôi. Chí Đông Vượng vẻ mặt có chút xấu hổ nói, ông Tổ, tuy có nhiều chiến công nhưng cháu có chút tiếc nói cho dòng họ ta ở Nam Giang. Tuy lĩnh vực kinh doanh đã đạt đến đỉnh cao, nhưng con trai thứ hai của con lại không có tài,
chỉ là một chức vụ trưởng huyện mà thôi, thực sự là cầm không đáng tay. Chí Nguyên thì mới chỉ là một thiếu tá, còn lâu mới để được vào mắt. Nhưng vừa hay anh em của con Chí Đông Hưng là phó lãnh đạo ở Nam Giang, năm sau mới trở thành người đứng đầu tỉnh ấy. Hít hà! Vừa dứt lời, mọi người đã phải hít sâu một hơi. Dòng họ Chí ở Nam Giang thực sự kinh thiên động địa. Nhân tài trong ba lĩnh vực kinh doanh, quân sự và chính trị đều dồi dào. Nói như vậy, nhưng tuần trước Chí Đông Vượng và Chí Đông Phương đã ganh đua so sánh với nhau. Bởi lẽ ông ta hiểu rằng về mặt kinh doanh hai bên có thể tương đồng. Nhưng về quân sự và chính trị, học ở Nam Giang hoàn toàn có thể đè bẹp dòng họ ở Hoa Hải. Tốt lắm, thật xứng đáng là con cháu nhà họ Chí chúng ta. Làm rất tốt, con đã làm ta không phải hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Chí Khang Dũng vỗ tay. Sau đó, ánh mắt ông nhìn về phía Chí Đông Phương. Ý nghĩa rất đơn giản, ông muốn Chí Đông Phương trình bày. Chí Đông Phương liếc nhìn Chí Đông Vượng nói, dòng họ cháu ở Hoa Hải kém hơn Nam Giang, cũng không có nhiều nhân tài. Người duy nhất đáng nói là lão thất Chí Tiềm Long. Chí Đông Vượng lập tức nói, ồ, tôi nghe nói Chí Tiềm Long là một tên hoang đàng, chơi bời lêu lổng suốt ngày, ông không chịu nổi nên đã đưa đi doanh trại huấn luyện. Bây giờ thế nào rồi? Tiềm Long trước kia quả thật tính khí không tốt, chỉ biết ăn chơi hoang đàng. Nhưng ai biết đứa nhỏ này sau khi vào doanh trại huấn luyện liên thay đổi. Bây giờ nó đang phục vụ trong đội quân của chiến thân Côn Luân Lữ đoàn sắt Khải Hoàng, cấp bậc thiếu tướng. Chí Tiềm Long không chỉ đã là một vị tướng mạnh, mà còn là cánh tay phải đắc lực của chiến thần Côn Luân. Chí Đông Phương hùng hồn nói. Cái gì, cấp bậc thiếu tướng của Lữ đoàn sắt Khải Hoàng? Chí Đông Vượng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nếu điều này là sự thật, những thành tựu của ông ta trong ở Nam Giang đều là vô ích. Hít hài. Nghe Chí Đông Phương nói xong, mọi người không nhịn được cảm thán. Tất cả mọi người im lặng tập trung suy nghĩ, ngay cả thở mạnh một cái cũng không dám. Điều này cũng thật quá đáng sợ. Đó chính là đội quân thân chỉnh của chiến thần Côn Luân đấy. Địa vị chắc chắn cao hơn các thiếu tướng cùng cấp. Dù sao cũng là đứng sau lưng chiến thần Côn Luân mà. Phốc! Lúc này, trong góc đột nhiên có người cười nhạo. Đó là Diệp Quân Lâm. Chí Tiềm Long, một công tử bột chính hiệu, sau khi vào doanh trại căn bản không nghĩ mình là một quân nhân, mỗi ngày đều là chơi bời ăn uống. Hắn ta lại còn là một kẻ đào ngũ, bị bắt làm tù binh và thiếu chút nữa đã làm lộ bí mật. Như thế nào vào trong miệng Chí Đông Phương lại trở thành thiếu tướng của quân đoàn Khải Hoàng rồi? Lữ đoàn sắt Khải Hoàng của anh sao có thể có người hèn nhát như vậy? Nhất là những người đào ngũ như Chí Tiềm Long thì càng không. Ngay cả khi đối thủ có trăm nghìn người, mà lữ đoàn sắt Khải Hoàng chỉ còn một cũng sẽ chiến đấu hết mình. Có chết cũng phải chết trên chiến trường. Bởi vì trong sảnh đang yên tĩnh, tiếng cười của Diệp Quân Lâm càng thêm rõ ràng. Thoáng chốc, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Vừa nhìn thấy là Diệp Quân Lâm, đám người Chí Đông Phương tức muốn chết. Thằng nhóc này ở đây để gây rối có đúng không? Nhất định phải hại chết ông ta mới được. Ngược lại Chí Đông Vượng nhìn thấy anh thì rất vui mừng. Nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ nghiêm khắc, vào thời khắc thiêng liêng như vậy, lại có người có thể cười nhạo. Có biết phép tắc hay không, lẽ nào là không để gia quy nhà họ Chí vào mắt? Là ai, đi ra cho tôi? Đúng vậy, ai vô lễ như vậy? Chí Khang Dũng vẻ mặt tức giận. Khởi bẩm ông tổ. Đó là cháu trai của Chí Đông Phương ở Hoa Hải, Diệp Quân Lâm. Bên dưới lập tức có người nói. Xì xào. Trong chốc lát, mọi người trong đại sảnh liền sôi sục. Trong mắt Chí Đông Phương là một mảng đen tối. Diệp Quân Lâm phải không? Đứng lên cho tôi. Chí Khang Dũng nói một cách lạnh lùng. Chiếc gầy cũng gõ gỗ xuống đất. Ông vốn là người cực kỳ có uy vọng trong nhà họ Chí. Bỗng nhiên bị cười nhạo thế này hiển nhiên rất tức giận. Đặc biệt là trong những trường hợp cần sự nghiêm túc thế này, là con cháu thì phải có bộ dạng của con cháu. Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt trong đại sảnh nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Người họ Chí ở Hoa Hải lần lượt cúi đầu. Khoảnh khắc nhục nhã sắp bắt đầu, cũng chỉ vì một mình Diệp Quân Lâm, hại cả dòng họ bọn họ phải xấu hổ sau khi nghe ông Tô nói Diệp Quân Lâm cũng không hề nhúc nhích. Ánh mắt sắc bén của Chí Khang Dũng roi trên người Diệp Quân Lâm. Tôi nói anh đứng lên. Anh không nghe thấy sao? Chí Khang Dũng đột nhiên trầm giọng nói. Diệp Quân Lâm làm ngơ,
anh tuyệt không muốn thừa nhận rằng mình có quan hệ họ hàng với nhà họ Chí. Vì vậy, cho dù Chí Khang Dũng có uy vọng hay có địa vị ông tổ cũng không thể kiểm soát được anh. Lại một lần nữa bị ngó lo, Chí Khang Dũng cực kỳ tức giận. Chí Đông Phương cùng những người khác sắc mặt cũng rất kém. Diệp Quân Lâm này quả nhiên là một tên ôn thân. Chỉ biết mang lại tai họa. Chí Khang Dũng nhìn Chí Đông Phương, đây chính là cháu ngoan của anh. Lại có thể bỏ qua những lời tôi nói. Hay là nó bị điếc? Bùm! Mấy người nhà họ Chí sợ hãi rùng mình. Lửa giận của ông tổ lây cả sang đầu bọn họ. Diệp Quân Lâm! Mau đứng ra đây! Chí Đông Phương dồn hết sức hét lên. Những người khác xung quanh cũng nói, Diệp Quân Lâm, mau đứng lên đi, nhưng anh không những không nghe bọn họ mà còn cười lạnh nói, ông không đủ tư cách ra lệnh cho tôi. Hít hài! Mọi người trợn tròn mắt không thể tin nhìn anh. Người này không chỉ là vô lễ mà còn cực kỳ ngông cuồng. Trước mặt trăm đại gia tộc họ Chí, trước mặt ông tổ vậy mà dám nói vậy. Thật là không để ai vào mắt. Chí Đông Phương, đây thực sự là cháu trai tốt của anh sao? Chí Khang Dũng tức giận nói. Ngay khi Chí Đông Phương đang định giải thích thì Chí Đông Vượng đã cướp lời. Ông tổ, theo cháu được biết, cháu trai Diệp Quân Lâm này từ nhỏ đã bị bỏ rơi ngoài đường. Nó lớn lên ở mấy chỗ đầu đường xó chợ, không tránh khỏi học theo một số tật xấu. Hôm nay xem ra nó hoàn toàn không hợp với dòng máu cao quý của nhà họ Chí chúng ta. Đúng vậy, đúng vậy. Trong người có thể có một nửa dòng máu cao quý của nhà họ Chí, nhưng trong xương lại là kẻ hèn mọn. Người như vậy sao có thể xuất hiện ở cuộc họp thường niên nhà chúng ta được? Từ nhỏ sống ở đầu đường xó chợ liền nghĩ nhà thờ tổ cũng giống vậy. Đây chính là đang xúc phạm và làm ô uế dòng máu cao quý của tôi. Chí Nguyên, cháu trai của Chí Đông Phương tức giận nói. Diệp Quân Lâm nghe vậy sắc mặt âm trầm, lên tiếng, dòng máu cao quý. Vậy thì còn phải xem trên người mày cao quý ở chỗ nào. Hay để tao rút vài cân máu của mày xem nó có màu gì. Dứt lời, anh tiến từng bước đi về phía Chí Nguyên. Cái gì, mày định làm gì? Mọi người xôn xao, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm đằng đằng sát khí, Chí Đông Phương chỉ có một ý nghĩ, thôi xong. Mặc dù quen biết Diệp Quân Lâm không lâu, nhưng ông ta biết người này là một kẻ cực hung ác. Nói được làm được, anh tuyệt đối dám cầm dao rút máu của Chí Nguyên. Nếu Diệp Quân Lâm và Chí Nguyên nổi lên xung đột, cả gia đình ông ta cũng coi như xong đời. Nỗi sỉ nhục này sẽ hẳn sâu vào thân thê, không bao giờ xóa được. Làm càn, mày định làm gì? Chí Nguyên cảm nhận được Diệp Quân Lâm không đễ chọc, anh ta liên lùi về sau theo bản năng. Những người khác cũng măng, hắn ta lá gan cũng thật lớn. Trong trường hợp này còn dám cố ý gây sự. Ông tổ Chí Khang Dũng lại càng không cần nói tới, cực kỳ tức giận nện gậy xuống sàn M. Đường đường là đại gia tộc họ Chí sao lại có kẻ khốn nạn như vậy? Mắt thấy Diệp Quân Lâm sắp đến gần Chí Nguyên. Sao lại ồn ào thế này? Lúc này, một giọng nói truyền đến. Một người đàn ông mặc bộ quần áo xanh lục của quân đội, trên lưng mang một chiếc ba lô cùng màu bước vào. À, là Lão Thất, Chí Tiềm Long đã về. Chí Đông Phương cao hứng nói. Mọi người cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đại công thần nhà họ Chí đã trở về. Đây chính là một thiếu tướng thực sự an hay còn gọi là cánh tay phải đắc lực của chiến thân Côn Luân Lữ Đoàn Khải Hoàng. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung một chỗ trên người Chí Tiêm Long. Cha, con đã trở về. Chí Tiêm Long kích động nói. Chí Đông Phương ôm con trai hưng phấn nhìn qua một lượt. Chí Tiêm Long trở về thật đúng lúc. Hả, con trai, sao bộ quân phục của con lại bị sai? Chí Đông Phương ngạc nhiên hỏi. Hóa ra bộ quân phục màu xanh lá cây của Chí Tiêm Long không hề có bất cứ phù hiệu gì. Phù hiệu trên tay áo đã được tháo ra, quân hàm không có, vạch số và các phù hiệu khác đều trống rông. Vì Chí Tiêm Long là một người đào ngũ, lại suýt tiết lộ bí mật. Anh ta đã bị đuổi từ lâu. Do đó, chỉ có quần áo chứ không có phù hiệu. Bộ quần áo trống trơn của Chí Tiêm Long khiến Chí Đông Phương và những người khác có chút ngoài ý muốn. Trong trí tưởng tượng của họ, Chí Tiềm Long lẽ ra phải xuất hiện với bộ quân phục thiếu tướng. Ngôi sao trên quân hàm tuyệt đối phải cực kỳ chói mắt. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy khiến cho bọn họ có chút thất vọng. Thậm chí còn nghi ngờ thân phận của Chí Tiềm Long. Quân phục của con đâu? Không phải là quân hàm thiếu tướng sao?
Chí Đông Phương hỏi. Những người khác cũng nhìn Chí Tiềm Long đầy nghỉ hoặc. Cái này là vì lữ đoàn sát khải hoàng kỷ luật rất nghiêm khắc. Những trường hợp thế này tuyệt đối không được mặc quân trang chính. Tất cả các phù hiệu và quân hàm đều phải cởi ra. Những thứ đó ít xuất hiện là tốt nhất. Chí Tiềm Long nói dối mặt không đổi sắc, tim không đập loạn. Anh ta không dám nói cho Chí Đông Phương biết sự thật, nếu không có thể sẽ bị đánh chết. Thì ra là vậy, cha cũng đã nghĩ như thế. Chí Đông Phương mỉm cười. Đánh rắm, có quy tắc như vậy sao? Tại sao tôi không biết? Diệp Quân Lâm đột nhiên nói. Diệp Quân Lâm chưa bao giờ đặt ra quy tắc như vậy cho lữ đoàn Khải Hoàng. Thay vào đó, anh còn khuyến khích binh sĩ của mình mặc quân phục cùng quân hàm của lữ đoàn sát Khải Hoàng khi về quê. Bởi vì đây là một vấn đề của vinh quang, bất kể là gia tộc nào, chỉ cần có quân nhân trong quân đoàn Khải Hoàng, đó tuyệt đối là một loại vinh quang vô cùng. Diệp Quân Lâm nói một câu kia, mọi người đều đổ đồn ánh mắt về phía anh. Chí Tiềm Long cũng nhìn sang, khinh thường nhìn anh, nói anh là ai? Tôi có quen biết anh sao? Anh đến từ lữ đoàn Khải Hoàng. Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng vậy, lữ đoàn Khải Hoàng. Thiếu tướng Chí Tiềm Long. Chí Tiềm Long đáp. Diệp Quân Lâm mừng rõ, anh đến từ lữ đoàn, vậy mà không biết tôi sao? Các quân nhân ở nơi khác có thể không biết anh. Nhưng mọi thành viên của lữ đoàn Khải Hoàng đều nhó mặt anh. Không có khả năng không biết. Nếu có người không biết vậy chắc chắn người đó không phải quân nhân của lữ đoàn. Tôi không biết anh cũng là người của lữ đoàn Khải Hoàng. Chí Tiềm Long có chút hoảng hốt. Nếu lời nói dối bị bại lộ, Chí Đông Phương sẽ giết anh ta. Đừng nghe những lời vô nghĩa, nó là Diệp Quân Lâm, con trai của chị gái con Chí Oánh. Chí Đông Phương nhắc nhở. Nghe vậy, Chí Tiềm Long thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm tức giận nói, tôi là người của lữ đoàn Khải Hoàng còn phải biết anh sao? Anh nghĩ anh là ai? Diệp Quân Lâm cười đầy ẩn ý, nếu anh thực sự là người của lữ đoàn, chắc chắn không thể không biết tôi. Cha, người này quá vô, không đem trưởng bối để vào mắt. Chí Tiếu Long hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm. Không cần để ý đến hắn. Nào, lại thăm hỏi ông tổ trước đã. Chí Tiềm Long theo cha đến trước mặt Chí Khang Dũng. Ra mắt ông tổi. Chí Khang Dũng đứng lên, hưng phấn nhìn anh ta, nhà họ Chí ta quả là sinh ra rồng ra phượng. Nhà cao cửa rộng thì sao? Dân giàu nước mạnh thì thế nào? Không ai trong số họ có thể so sánh với cháu cháu là cánh tay đắc lực của chiến thần Côn Luân, là thiếu tướng lữ đoàn Khải Hoàng. Ông tổ rất tự hào về cháu. Họ Chí ở Hoa Hải đều mừng rỡ vô cùng. Ở trước mặt các gia tộc họ Chí, được ông tổ tán dương công nhận. Đó là vinh quang tột đỉnh mà các gia tộc khác phải ghen tị. Quả nhiên Chí Đông Vượng và những người khác đều thay đổi sắc mặt. Nào, nhường ghế để Tiềm Long ngồi. Chí Khang Dũng nói lớn. Mọi người đều biết, ngoại trừ những người đứng đầu các gia tộc lớn, không ai có thể ngồi trên ghế đấy. Vậy mà giờ ông tổ lại cho Chí Tiềm Long ngồi. Điều này có nghĩa ông coi trọng anh ta. Chí Đông Phương bố trí hai cái ghế, một cái cho Chí Tiềm Long ngồi, một cái ghế hiển nhiên là dành cho người có vị trí nặng nhất. Chính là chiến thần Văn Lanh. Khi Diệp Quân Lâm nhìn thấy chiếc ghế trống đó, anh em mờ cười nói, mọi người thật thức thời, lại để trống cho tôi một cái ghế. Nói xong liền tỏ vẻ muốn ngồi lên đó. Diệp Quân Lâm, mày định làm gì? Chí Khiếu Côn ngay lập tức ngăn anh lại. Đây là chỗ chuẩn bị cho tôi, đương nhiên tôi phải ngồi vào. Diệp Quân Lâm thản nhiên nói. Đầu óc của mày bị bệnh sao? Mày xem nhiều trưởng bối như vậy nếu phải đứng trên sân, mày cho rằng mình có tư cách gì mà ngồi vào? Chí Khiếu Côn tức giận nói. Cháu trai của Chí Đông Phương có bệnh à? Hay là coi trời bằng vung? Hắn sao có đủ tư cách để ngồi vào ghế này? Đúng, mấy lần vô lễ như vậy trước mặt ông tổ, Chí Đông Phương là có ý gì đây? Cố ý sao? Khi mọi người khiển trách Diệp Quân Lâm cũng không quên nói với sang Chí Đông Phương. Tôi, Chí Đông Phương tức đến sắp nổ. Diệp Quân Lâm này não bị hư rồi sao? Trong hoàn cảnh này lại ba lần bảy lượt chống đối mọi người. Người họ Chí ở Hoa Hải nhìn Diệp Quân Lâm như kẻ thù. Nếu không có anh, gia tộc của họ lần này nhất định sẽ tỏa sáng nhất. Trong đám người, Chí Khiết Văn kéo tay Chí Nam Yên nói, Nam Yên, con sau này nhất định không được nói chuyện với Diệp Quân Lâm nữa. Bằng không hắn sẽ hại chết con. Hả, anh Lâm Lâm đối với con rất tốt mà,
anh ấy sẽ không làm hại con. Chí Nam Yên mỉm cười. Con còn nhỏ, biết cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là một tên phế vật mà thôi. Chí Khiết Văn cực kỳ ghét Diệp Quân Lâm. Chí Nam Yên phản bác, đấy là ba không biết thôi. Nếu thân phận thật của anh Lâm Lâm bại lộ nhất định sẽ khiến mọi người ngạc nhiên. Không ai có thể so bằng anh ấy. Chí Khiết Văn liếc cô một cái nói, Diệp Quân Lâm cho con uống độc mê thần dược gì sao? Con như vậy lại có thể nói tốt cho hắn. Chí Nam Yên cười cười, ba sẽ sớm biết thôi. Trong sân, Chí Đông Vượng đột nhiên nói, Chí Đông Phương, ông nói cái chỗ ngồi này là có ý gì? Chẳng lẽ thật sự chuẩn bị cho cháu trai kia của ông sao? Ha 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 ha, mọi người cười ồ lên. Chí Đông Phương cảm thấy có chút nhục nhã. Đông Phương, nói cho ta biết, vị trí này dành cho ai? Ngay cả ông Tổ cũng bắt đầu quan tâm đến chỗ ngồi này. Chí Đông Phương biết mình không thể giấu giếm, chỉ có thể nói, ông Tổ, cháu lúc trước vốn muốn cho ngài bất ngờ. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, nên đành phải nói ra. Trái tim của Chí Đông Vượng lập tức trùng xuống. Ông chắc chắn Chí Đông Phương đã mời được nhân vật quan trọng nào đó đến. Bởi trong cuộc họp thường niên lần này ông ta muốn nâng địa vị của gia tộc lên. Lúc này, Chí Đông Vượng có chút hoảng hốt. Ông đã không chuẩn bị gì cả. Nhìn lại những người kia, ai cũng có vẻ vui và tự tin. Rõ ràng nhân vật này có lai lịch rất lớn và có địa vị cao. Ông Tổ cũng rất tò mò, không nhịn được hỏi, hả? Ta muốn nghe rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể làm cho ta kinh ngạc. Chí Đông Phương cười nói, không dám gạt ông tốt, vị trí này là chuẩn bị cho chiến thần Côn Luân. Lời nói này khiến mọi người an tâm. Chí Đông Phương vừa nói ra câu này, tất cả mọi người liền thở phào. Giống như một tia sáng xuất hiện trên bầu trời tối đen vậy. Ngoại trừ nhà họ Chí thì tất cả mọi người đều sững sờ. Chí Đông Vượng đã đoán tới việc người đó là một người to lớn. Nhưng không thể nào đoán ra là loại người đứng đầu như vậy. Chính là chiến thần Côn Luân đó. Ông Tổ Chí Khang Dũng đã khóc vì sung sướng, làm mất luôn chiếc nạng trên tay. Thật sao, có thật là chiến thần Côn Luân tối cao cũng tới dự cuộc họp thường niên của chúng ta không? Cơ thể của ông Tổ rõ ràng đang run rẩy. Ông Tổ, đúng vậy. Thật ra chiến thần Côn Luân từ lâu đã là người chống lưng cho dòng Việt Nam của cháu. Còn nhớ lúc chúng ta bị quân phiệt Tang Khôn uy hiếp không? Chính chiến thần Côn Luân đã đứng ra giải quyết. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, ông Tổ vui mừng hét lên, dòng họ Chí của tôi sẽ phát triển thêm. Từ nay, dòng Việt Nam của nhà họ Chí sẽ nghe theo dòng Việt Nam của cháu. Phụt, tin tức này là một đòn giáng mạnh vào phía Chí Đông Vương. Nhưng đối với dòng Việt Nam, đó chắc chắn là một tin tuyệt vời. Mặc dù sự xuất hiện của Diệp Quân Lâm đã làm bẽ mặt dòng Việt Nam, thậm chí còn khiến ông Tổ nổi giận. May mắn là họ vẫn còn một con át chủ bài là chiến thần Côn Luân. Chí Đông Phương suýt nữa đã đứng dậy hoan hô. Từ nay về sau, tất cả các dòng thuộc họ Chí ở Việt Nam đều sẽ tuân theo lệnh của ông ta. Ông ta đã có một bản thiết kế lớn trong đầu. Dùng sức mạnh của toàn bộ dòng Việt Nam của nhà họ Chí để tạo ra một tầng lớp quý tộc bất tử, không chỉ phải đứng đầu Việt Nam, mà còn phải đứng đầu toàn bộ Việt Nam. Khi nào thì chiến thần Côn Luân đến? Ông Tổ sốt ruột hỏi. Hành trình của người không đến lượt người bình thường như chúng ta biết, nhưng nếu người đã hứa thì nhất định sẽ tới. Chí Đông Phương khẳng định. Lúc này, không ai trong số họ chú ý tới Chí Hồng Doãn đang run bần bật. Làm sao ông ta có thể ngờ rằng chiến thần Côn Luân sẽ tự mình đến đây? Đến lúc đó danh tính của ông ta không phải sẽ bị lộ sao? Là cánh tay đắc lực của chiến thần Côn Luân, một thiếu tướng, thế mà chiến thần Côn Luân lại không quen biết ông ta. Nếu tình huống như vậy xảy ra thì ông ta còn có mặt mũi được sao? Càng nghĩ càng sợ, cả người Chí Hồng Doãn run lên. Ông ta không dám bị dọa đái ra quần đâu. Hồng Doãn! Sao ông lại run nhiều như vậy? Đang sợ gì sao? Chí Đông Phương ngạc nhiên. Mắt ông ta lóe lên, tại sao khi nhắc tới chiến thần Côn Luân ông ta lại sợ hãi như vậy? Có chuyện gì vậy? Ông Tổ Chí Khang Dũng cười nói, Đông Phương, con không hiểu à? Hồng Doãn là cánh tay đắc lực của chiến thần Côn Luân, nghe nhắc đến chiến thần Côn Luân chắc chắn rất vui. Chí Đông Phương đột nhiên nhận ra, ồ, là vậy sao? Thảo nào! Nhưng vào lúc này, một giọng nói khác vang lên, không. Ông ta đang sợ hãi.
Ông ta sợ rằng sau khi chiến thần Côn Luân tới không quen biết ông ta, sau đó thân phận của ông ta sẽ bại lộ. Trái tim Chí Đông Phương rỉ máu, người Chí Hồng Doãn run lên, không ngờ rằng Diệp Quân Lâm lại nhắc tới chuyện này. Ông ta bắt đầu nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ sợ hãi. Ta thực sự biết gì đó. Ông ta không dám phản bác Diệp Quân Lâm. Đây là một nỗi sợ hãi đã ăn sâu vào máu. Diệp Quân Lâm, mày đang nói linh tinh gì vậy? Chú Bảy là thiếu tướng của Lữ đoàn Viêm Hoàng. Thân phận của ông ấy có thể là giả được sao? Có buồn cười không? Đúng, Diệp Quân Lâm, anh đang cố ý phá hoại đúng không? Trên dưới dòng hoa hoa của nhà họ Chí đều tức giận. Nếu không phải bây giờ đang trong buổi gặp mặt thì bọn họ nhất định sẽ giết Diệp Quân Lâm trước. Còn ở bên này Chí Đông Vượng và những người khác rất vui khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Dòng hoa hải nhà họ Chí có mạnh hơn nữa thì thế nào? Trong gia đình có thiếu tướng thì đã sao? Có đứa con hoang như Diệp Quân Lâm thì mọi thứ đều sẽ hỏng bét. Anh ta là nỗi xấu hổ của dòng hoa hải nhà họ Chí. Giống như việc đóng đinh nhà họ Chí trong nỗi xấu hổ vậy. Chí Đông Vượng hỏi, Quân Lâm này, làm sao cháu biết ông ta là hàng giả? Còn có bí mật nào khác không? Chí Hồng Doãn hoảng sợ, sắc mặt tái nhọt, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì tôi biết tất cả mọi người trong Lữ đoàn Viêm Hoàng. Nhưng tôi không quen ông ta. Diệp Quân Lâm mỉm cười nói. Chí Đông Phương tức giận măng, mày thì biết cái gì? Mày cho rằng mày cũng là người của Lữ đoàn Viêm Hoàng sao? Diệp Quân Lâm đang định nói, Chí Đông Phương liêng xen ngang, tao đã điều tra rất rõ ràng mọi chuyện về mày. Ngoại trừ 6 năm ngồi tù, thì mày luôn ở Thiên Danh. Làm sao có thể tiếp xúc với Lữ đoàn Viêm Hoàng? Chí Đông Phương thật sự nói ra hết. Ông ta không sợ bị người khác cười nhạo, nói ra hết cả chuyện Diệp Quân Lâm từng ngồi tù. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Chí Đông Phương thậm chí còn nói với ông tổ của mình, ông tổ, con nói ra cũng không sợ bị ông chê cười. Ông cũng biết chuyện xấu hổ của con gái Chí Oánh của con rồi, nhưng con trai của ông ta còn xấu hổ hơn. Nếu không phải sợ Chí Đông Vượng lan truyền tin đồn thì con cũng sẽ không chấp nhận nó. Hôm nay con sẽ ở trước mặt ông tổ nói ra câu này, nó không xứng làm cháu trai của Chí Đông Phương này. Cho dù vào cửa nhà họ Chí, con cũng sẽ không chấp nhận đứa cháu trai này. Ông tổ, Chí Đông Vương và những người khác đều bị sốc. Chí Đông Phương vứt bỏ hết rồi. Muốn Chí Đông Phương này chấp nhận mày sao? Được, hãy thể hiện năng lực thực sự của mày. Hoặc là quân hàm thiếu tá, hoặc là cán bộ, hoặc nắm trong tay tài sản mấy ngàn tỷ. Nếu làm được mấy thứ này, tao sẽ chấp nhận mày. Nhưng mày nhìn lại mình đi. Mày có những thành tựu này không? Mày chỉ là một tên mọi rợ, một kẻ thất bại toàn diện. Còn từng phạm tội ngồi tù, mày có xứng đáng là người nhà họ Chí không? Chí Đông Phương tức giận đến mức liên tục đặt câu hỏi. Lúc này, có người từ ngoài chạy vào. Cậu Tiềm Long, cậu Chí Duy, Đảng Thái Tử đến rồi. Hả, Đảng Thái Tử đến rồi. Chí Tiềm Long và Chí Duy sửng sốt. Mặc dù họ đã liên lạc từ trước nhưng đám người Cố Hạn Vũ đã phớt lờ bọn họ. Thế mà bây giờ lại tới đây. Nhưng đã đến rồi thì vẫn là chuyện tốt. Ít nhất cũng tiếp thêm sức lực cho bọn họ. Dù sao thì địa vị của Đảng Thái Tử cũng không hề thấp, mỗi người đều đại diện cho một nhà giàu có. Quyền quý của Hoa Lân. Nghĩ đến đây, cả hai người đều cực kỳ vui mừng. Cả hai vội vàng ra tiếp đón. Ông Tổ là gốc rễ của đám người Tiềm Long, còn tổ chức trẻ tuổi của bọn họ được gọi là Đảng Thái Tử. Họ đều là người thừa kế của những nhà giàu có và quyền quý hàng đầu Việt Nam. Chí Đông Phương mỉm cười. Được rồi, Đảng Thái Tử Hoa Hải vốn đã rất nổi tiếng. Tôi đã nghe nói từ lâu. Thật tốt khi người trẻ tuổi đều tài giỏi như vậy. Ông Tổ không khỏi khen ngợi. Trong đám đông đôi mắt của Chí Nam Yên sáng ngời, trên môi nở một nụ cười. Cô ấy tự lấu ẩm bấm, quả nhiên anh Lâm Lâm sắp ra tay rồi. Cô ấy thực sự muốn nhìn thấy khía cạnh tuyệt vời, xuất sắc của anh Lâm Lâm. Lúc đó nhà họ Chí sẽ như thế nào đây? Cô ấy đang cực kỳ mong chờ. Chí Khiếu Văn ngạc nhiên nói, con gái, con đang nói cái gì vậy? Chuyện này liên quan gì đến Diệp Quân Lâm? Con đang nói cái gì vậy? Ba cứ trò xem, Chí Nam Yên mỉm cười. Chí Khiếu Văn nghe xong không hiểu gì nhưng vẫn nhìn về phía giữa. Chẳng mấy chốc, hai anh em Chí Tiềm Long đã dẫn theo tất cả người của Đảng Thái Tử Việt Nam đến. Đứng đầu là Cố Hạn Vũ và Hồ Minh Long. Ông Tổ,
Cố Hạn Vũ đứng đầu là người thừa kế của nhà họ Cố Việt Nam, Hồ Minh Long là người thừa kế của nhà họ Hồ Việt Nam. Chí Đông Phương bắt đầu giới thiệu thân phận của thành viên đảng Thái Tử. Được rồi, có sự giúp đỡ như vậy, nhà họ Chí của tôi nhất định có thể lớn mạnh thêm. Đông Phương, con đúng là không để cho ta thất vọng, những thế hệ sau này của con cũng không làm ta thất vọng. Đúng là tương lai của nhà họ Chí đều trông chờ vào con rồi. Ông Tổ hào hứng nói. Những người nhà họ Chí khác đều cảm thấy ngưỡng mộ. Cậu Vũ, cậu Long, để tôi giới thiệu với hai người, đây là. Khi Chí Tiềm Long chuẩn bị giới thiệu ông Tổ của mình với những người trong đảng Thái Tử. Không hiểu sao Cố Hạn Vũ đã đưa các thành viên của đảng Thái Tử đi sang hướng khác. Hả, có chuyện gì vậy? Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Chí Tiềm Long càng ngạc nhiên. Hả? Không phải bọn họ đến để tiếp thêm sức mạnh cho mình sao? Sao lại bỏ đi rồi? Bọn họ đến đây với mục đích khác sao? Nhìn theo hướng mà Cố Hạn Vũ và những người khác đi đến. Tim Chí Khiếu Văn như sắp nhảy lên cổ họng đến nơi. Lẽ nào con gá mình nói đúng rồi? Ông ta nhìn chằm chằm vào Chí Nam Yên. Hai mắt Chí Nam Yên sáng ngời, trên mặt tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Hàng nghìn người ở đây đều nhìn chằm chằm vào mỗi chuyển động của mười mấy người trong đám Cố Hạn Vũ. Mười mấy người trong đám Cố Hạn Vũ nhanh chóng bước đến trước mặt Diệp Quân Lâm, sau đó tất cả đều quỳ xuống. Tất cả người của Đảng Thái Tử Việt Nam đều quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, cùng nhau hét lên, Đảng Thái Tử Việt Nam gặp ông chủ. Giọng nói vang lên khắp khán đài, giống như sấm sét trên bầu trời. Lúc này, tất cả mọi người im lặng. Như thể thời gian vẫn còn. Nhưng không gian đã bị đóng băng. Mọi thứ đều đóng băng vào lúc này. Chí Tiềm Long ngẩn người. Chí Đông Phương ngẩn người. Chí Khang Dũng chất lặng. Hàng ngàn người nhà họ Chí đều sững sờ. Mọi người đều giống như bị sét đánh. Bị đánh đến nỗi bên ngoài cháy xém bên trong vỡ vụn. Cha con Chí Khiếu Văn ở rất gần. Chí Khiếu Văn nhìn thấy cảnh tượng này ở khoảng cách gần như vậy. Máu cung cấp lên não không đủ nên ngã thẳng xuống đất. May mắn thay, Chí Nam Yên đỡ được ông ấy. Bùm, lúc này, có ai đó không thể chấp nhận được sự thật này đã ngã xuống đất kèm theo một tiếng động lớn. Âm thanh này đưa mọi người trở về thực tại. Từng người một bắt đầu phản ứng. Hộc hộc, hầu như tất cả mọi người đều thở hồng hộc. Không thể tin được, thế giới như sụp đổ dù thế nào bọn họ cũng không thể chấp nhận cảnh tượng trước má ải. Đảng Thái Tử Việt Nam thực sự quỳ gối xuống trước mặt Diệp Quân Lâm sao? Đây, là chuyện gì vậy, đây có phải là đứa con hoang đó không? Đây vẫn là tên côn đồ đó sao? Đây vẫn là tên tội phạm đã ngồi tù 6 năm sao? Anh ta có tư cách gì khiến Đảng Thái Tử Việt Nam phải quỳ gối trước mình như vậy? Hàng loạt câu hỏi chỉ khiến đầu người ta nổ tung. Cảnh tượng này không thể giải thích được. Mọi người đều hoang mang và khó hiểu. Không biết vấn đề là ở đâu. Ngoại trừ tiếng thở. Không có bất kỳ âm thanh nào khác ở đây. Rõ ràng mọi người đều không thể chấp nhận được tình huống trước mắt. Chí Tiềm Long và Chí Duy không nhìn được hỏi, Thái Tử, cậu Long, các cậu không phải quỳ nhầm người rồi chứ? Người có địa vị cao nhất ở đây là ông Tổ của chúng tôi, đang ngồi phía bên này cơ mà. Nghe vậy, Cố Hạn Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Chí Tiềm Long nói, nếu các anh vẫn là thành viên của Đảng Thái Tử thì mau tới đây quỳ xuống. Hả, quỳ xuống? Quỳ anh ta, không thể nào. Cả đời này tôi có thể quỳ bất cứ người nào, chỉ có anh ta là không thể. Đúng vậy, cho dù nói như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không quỳ xuống trước mặt một đứa con hoang. Hai anh em Chí Tiềm Long nói rõ ý nghĩ của mình. Cố Hạn Vũ bỗng nhiên đứng dậy và đi đến chỗ hai người họ. Ba bai, hai cái tát giáng thẳng vào mặt họ. Ở Việt Nam này ai dám kêu ông chủ là con hoang, tôi sẽ đánh người đó. Cố Hạn Vũ tức giận nói. Hai người nghe đây, từ bây giờ, hai người sẽ bị khai trừ khỏi Đảng Thái Tử Việt Nam, không còn là thành viên của Đảng Thái Tử nữa. Cố Hạn Vũ đưa ra quyết định. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai anh em Chí Tiềm Long bị khai trừ khỏi Đảng Thái Tử. Sau này nếu tôi còn nghe thấy các anh mắng ông chủ là con hoang thì tôi sẽ giết các anh. Sự uy hiếp của Cố Hạn Vũ khiến nhà họ Chí càng thêm khó hiểu. Đây rốt cuộc là đang xảy ra điều gì vậy? Rốt cuộc Diệp Quân Lâm có thân phận như thế nào vậy? Thật khiến cho người ta bất ngờ. Đảng Thái Tử không chỉ gọi anh là chủ nhân,
mà còn bảo vệ anh như vậy. Tốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây? Sau khi Cố Hạn Vũ làm xong hết tất cả những điều này, tiếp tục quỳ gối trước mặt Diệp Quân Lâm. Được rồi, đều đứng dậy hết đi. Diệp Quân Lâm lạnh nhạt nói. Dầm. Tất cả thành viên của Đảng Thái Tử đều đứng dậy. Lúc này, đầu óc của Chí Đông Phương và những người khác đều trống rỗng. Bọn họ như thế nào cũng không thể nghĩ ra Diệp Quân Lâm làm thế nào để trở thành chủ nhân của Đảng Thái Tử Hoa Hải. Chí Đông Phương và Chí Tiêm Long ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ nhớ lại. Một thời gian trước, việc Kiều Nguyên Thu đến Kim Lăng. Chẳng lẽ Kiều Nguyên Thư là bị Diệp Quân Lâm hạ thủ sao? Nhưng mà những điều này chỉ là mới bắt đầu thôi. Lão gia việc lớn không xong rồi, không biết có chuyện gì xảy ra, mà bên ngoài một chiếc rồi lại một chiếc xe sang trọng lần lượt đến đây. Xem tình hình này đại khái phải có hơn 100 chiếc. Lúc này, quản gia vội vàng chạy đến, lớn tiếng nói ra tin tức này. Hả, còn có người tới, Chí Đông Phương không khỏi sửng sốt. Chỗ này của ông ta không có cái gì mà sao ai cũng đến thế. Lễ nào là chiến thần Côn Luân? Chiến thần Côn Luân tuyệt đối sẽ không bày ra thế trận 100 chiếc xe như vậy mà đến đâu. Có thể là ai được chứ? Ra. Trong phút chốc, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Rõ ràng là có rất nhiều người đến. Mau nhìn xem là ai. Mọi người đều tò mò nhìn và kích động nhìn ra. Chẳng mấy chốc đã có hơn 100 người đồn dập đi đến trước nhà thờ tổ. Cũng may là sân đủ rộng, nếu không sẽ không chứa được hết chừng này người. Khi nhìn thấy những người dẫn đầu, đầu Chí Đông Phương thiếu chút nữa đã muốn nổ ra. Không thể tưởng tượng nổi vậy mà lại là Cố Hạ Dương bọn họ. 10 đại hoàng tộc đứng đầu Hoa Hải đã tập hợp. Phía sau bọn họ còn có một đống lớn người. Lão Cố, không phải anh nói không tiện tham gia cuộc họp thường niên của nhà họ Chí của tôi sao? Sao các anh lại đến đây? Chí Đông Phương tiến lên, tò mò hỏi. Với tư cách là nhân mạch của Hoa Hải, Chí Đông Phương khẳng định là đã mời qua bọn họ. Nhưng những gia tộc lớn này đều lấy lý do cuộc họp thường niên của nhà họ Chí, các gia tộc khác tham gia làm gì để từ chối. Nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây, khiến cho Chí Đông Phương ù hết cả đầu. Hừ, cuộc họp thường niên của nhà họ Chí ông, những nhà khác như chúng tôi tham gia làm cái gì? Cố Hạ Dương hừ lạnh nói. Đúng vậy, không sai. Náo nhiệt của nhà họ Chí các ông, chúng tôi tụ họp lại làm cái gì chứ? Người đứng đầu nhà họ Hồ, Hồ Minh Huyền tức giận nói. Người đứng đầu nhà họ Kiều, Kiều Huy Hoàng, cũng chế nhạo, Chí Đông Phương, ông xem chúng tôi là đồ ngốc sao? Điều này, ba gia tộc Cố, Kiều, Hồ là ba gia tộc đứng đầu trong 10 đại hoàng tộc của Hoa Hải. Chí Đông Phương tự nhiên không dám đắc tội. Ông thận trọng hỏi, lão Cố, chẳng lẽ ông đến đây là vì người khác? Đúng vậy. Sau khi nói xong, Cố Hạ Dương và mọi người đi về hướng Diệp Quân Lâm. Phùi. Vào lúc này, bầu không khí trên sân như chết lặng. Chỉ thấy Cố Hạ Dương đi đến trước mặt Diệp Quân Lâm, phịch một tiếng quỳ xuống. Lúc này, trái tim của tất cả mọi người trong nhà họ Chí như muốn nổ tung vậy. Đây chính là nhân vật nổi tiếng số 1 ở vùng đất Hoa Hải này. Người đứng đầu nhà họ Cổ, cũng là người đứng đầu trong 10 đại hoàng tộc, Cố Lão. Cảnh tượng này quá mức chấn động rồi đi, khiến cho mọi người không cách nào có thể chịu nổi. Chỉ nghe Cố Hạ Dương nói, Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Cố Cố Hạ Dương, ra mắt chủ nhân. Hồ Minh Huyền cũng theo sát, Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Hồ Hồ Minh Huyền, ra mắt chủ nhân. Kiều Huy Hoàng cũng làm theo, Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Kiều Kiều Huy Hoàng, ra mắt chủ nhân. Nhưng điều này chỉ là mới bắt đầu, Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Long, ra mắt chủ nhân. Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Bùi, ra mắt chủ nhân. Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Uông, ra mắt chủ nhân. Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Đàm, ra mắt chủ nhân. Hoa Hải hoàng tộc nhà họ Tê, ra mắt chủ nhân. Hào môn Hoa Hải nhà họ Liêu, ra mắt chủ nhân. Hào môn Hoa Hải nhà họ Trịnh, ra mắt chủ nhân. Hào môn Hoa Hải nhà họ Phan, ra mắt chủ nhân. Sau khi Cố Hạ Dương dẫn đầu, người đứng đầu của các gia đình giàu có ở Hoa Hải lần lượt quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Đồng thanh hô lên chủ nhân. Một người, hai người, ba người, đầy đủ 99 người đứng đầu của các gia tộc hào môn toàn bộ đều quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, gọi anh là chủ nhân. Hoa Hải được xưng là trăm đại gia tộc hào môn. Hôm nay,
99 gia tộc hào môn tập hợp lại với nhau. Chỉ còn lại một mình nhà họ Chí. Nói cách khác, trăm đại gia tộc hào môn ở Hoa Hải, ngoại trừ nhà họ Chí, tất cả gia tộc khác đều tôn sùng Diệp Quân Lâm là chủ nhân của bọn họ. Điều này, đây là đang xảy ra chuyện gì thế này? Thật đáng kinh ngạc, không thể tưởng tượng được. Lúc này, niềm tin của Chí Đông Phương cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Phùi, trong ngực ông ta trào lên một trận mùi tanh ngọt ngọt, một ngụm máu trào ra khỏi cổ họng. Nếu không phải vì sức chịu đựng mạnh mẽ, sợ rằng đã nôn ra ngoài. Hiện trường im lặng không có một tiếng động. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng đều không có. Tí tách, tí tách. Duy nhất chỉ có âm thanh của tiếng giọt mồ hôi rơi xuống đất. Người nhà họ Chí, không một ai là không đổ mồ hôi hột. Tất cả đều mồ hôi nhễ nhại, quần áo sớm đã bị ướt đến trong suốt. Ngay cả Chí Nam Yên, người trước đây đã biết một chút về thân thế của Diệp Quân Lâm, bây giờ cũng hô hấp dồn dập, đổ một thân mồ hôi lạnh. Vốn dĩ cho rằng chỉ là chủ nhân của đảng thái tử cũng đã đủ lợi hại. Thật không ngờ đó chỉ là mới bắt đầu. Ngoại trừ nhà họ Chí, trăm đại gia tộc hào môn ở Hoa Hải đều tôn anh làm chủ nhân. Chấn động. Vô cùng chấn động. Cảnh tượng trước mắt này khiến mọi người trong nhà họ Chí đều không thể tưởng tượng nổi. Tim của bọn họ đập thình thịch, vang lên không ngừng nghỉ. Xung huyết cực độ. Như muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào. Hơi thở gấp gáp. Như thể cổ bị dây siết chặt lại, thở không ra hơi. Đây có phải là kết thúc không? Không. Vẫn chưa. Nam Hồng Môn, Long Đầu Phó Thiên Long, và Tứ Đại Thiên Vương đến. Đúng lúc này, một giọng nói khác từ bên ngoài truyền đến. Am, lại là một tia sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Chí Đông Phương và những người khác dường như đã chịu đả kích rất lớn. Không cần phải nghĩ. Nam Hồng Môn và Tứ Đại Thiên Vương cũng chắc chắn là đến tìm Diệp Quân Lâm. Ngay sau đó, Long Đầu Phó Thiên Long và Tứ Đại Thiên Vương cùng nhau đi vào, phía sau có 6 tên người hầu to lớn. Sau khi 11 người đến nơi, trực tiếp đến thẳng chỗ Diệp Quân Lâm. Phù, tất cả đều quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm. Tất cả đồng thanh hô lên, anh Lâm, mọi người lại lần nữa bàng hoàng. Đây chính là Long Đầu Phó Thiên Long, người tên tuổi ngang ngửa với Cố Lão. Cho dù Tứ Đại Thiên Vương đứng sau lưng ông ta cũng đều là nhân vật chí dũng kiệt xuất của một phương. Vậy mà lại đều quỳ xuống trước mặt Diệp Quân Lâm, thật khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Rốt cuộc Diệp Quân Lâm có thân phận gì? Cậu ta không phải chỉ là đã chủng, lưu manh trong nhà họ Chí thôi sao? Một tên lưu manh thì có thể có thân phận gì chứ? Ông Tổ, Chí Đông Vượng toàn bộ đều nhìn về phía Chí Đông Phương. Ánh mắt của họ đường như muốn nói rằng, đây chính là lưu manh trong miệng mà ông nói đây hay sao? Thân phận hiện tại của cậu ta còn lợi hại hơn tất cả những người trong nhà họ Chí cộng lại. Sự tồn tại như vậy, vậy mà Chí Đông Phương lại nói cậu ta không đủ tư cách bước vào cửa nhà họ Chí. Chí Đông Phương ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận thân phận của cậu ta. Còn đặt ra 3 điều kiện. Với thân phận hiện tại của cậu ta, cả nhà họ Chí đều phải ngửa mặt mà trông lên. Còn cần 3 điều kiện đó hay sao? Nhà họ Chí ở Hoa Hải chính là một lũ ngốc. Chí Đông Phương càng là một kẻ đần độn trong số những kẻ đần độn. Ông Tổ đỏ bừng cả mặt nhìn chằm chằm Chí Đông Phương. Nhân tài như vậy, đối với cậu ta tốt hơn, không phải đã là người nhà Chí rồi sao? Với năng lực và những mối liên hệ của cậu ta, lãnh đạo toàn bộ nhà họ Chí nhất định có thể vươn lên một tầm cao khác. Nhưng bây giờ nhà họ Chí lại hình thành mối quan hệ như vậy với Diệp Quân Lâm, kẻ thù gặp nhau. Bây giờ đã trở thành kẻ thù. Nếu để ông Tổ biết rằng nhà họ Chí đã ám sát Diệp Quân Lâm hết lần này đến lần khác, đoán chừng có thể cầm gậy mà đánh chết Chí Đông Phương. Hổn hển, hổn hển. Bầu không khí trong sân dịu đi một chút, sau đó mọi người đều thở hổn hển nặng nề. Thật quá khủng khiếp rồi. Tất cả những gì họ đã trải qua ngày hôm nay là điều mà cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ quên được. Cậu. Chí Đông Phương nhìn Diệp Quân Lâm rất lâu, nhưng mà ông ta một câu cũng không thể nói ra được. Trong lòng mọi người trong nhà họ Chí vô cùng sửng sốt. Vốn dĩ một số hiểu lầm ban đầu có thể được giải quyết được. Tại sao Chí Khiếu Thiên lại bị đánh cho tàn phế, tại sao Kiêu Nguyên Thu lại trở thành thái giám, và tại sao đảng thái tử lại bị phế bỏ? Thậm chí còn có thổ hoàng đế Sở Bá Vương cũng bị giết. Còn thủ phạm giết vua lại đột nhiên biến mất tung tích.
vốn tưởng rằng đều là trùng hợp, đụng chạm chiến thần Côn Luân, nhưng bây giờ xem ra tất cả là do Diệp Quân Lâm. Bản thân cậu ta đủ mạnh mẽ. Muốn hỏi tôi tại sao sao? Diệp Quân Lâm mỉm cười. Tôi sớm đã nói qua với các ông, một nhà họ Chí tôi căn bản không thèm đặt vào trong mắt. Tôi còn khinh thường cùng các người thừa nhận quan hệ. Bởi vì tôi mạnh hơn các người. Mạnh hơn so với các người, chưa từng thấy sao. Người đầu óc minh mẫn nhất của nhà họ Chí trong sân này chính là Chí Tiêm Long. Hắn ta cười nói, tôi thừa nhận cậu rất mạnh, tôi không biết tại sao cậu lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, nhà họ Chí chúng tôi quả thật không bằng cậu. Nhưng nhà họ Chí của chúng tôi vẫn còn có một hậu thuẫn vững chắc. Chỉ cần anh ta xuất hiện, mọi thứ về cậu đều là bong bóng. Chí Tiềm Long nói. Câu này vừa nói ra, đã khiến cho mọi người náo động. Mọi người dần dần phản ứng lại. Vừa mới bị sốc bởi thế lực mạnh mẽ của Diệp Quân Lâm. Mà quên mất rằng nhà họ Chí còn có một người chống lưng cực kỳ quan trọng. Sau khi được Chí Tiềm Long nhắc nhở, mọi người chợt nhớ ra, nhà họ Chí vẫn còn chiến thần Côn Luân. Nghĩ đến đây, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sắc mặt dịu đi không ít. Bọn họ vẫn chưa thua ồ, nói cách khác, nhà họ Chí ở Hoa Hải mới thực sự bắt đầu. Đúng vậy, chúng ta còn có chiến thần Côn Luân, Diệp Quân Lâm cậu đừng quá đắc ý. Gừng càng già càng cay, cậu vẫn là quá non trẻ, đánh không lại chúng tôi đâu. Chí Đông Phương cả mặt đầy ý cười, lại bắt đầu luống cuống. Ông Tổ cũng tạm thời tha thứ cho Chí Đông Phương. Nếu chiến thần Côn Luân xuất hiện, mọi khoảng trống đều có thể được san lấp. Chiến thần Côn Luân đã đến chưa? Chỉ còn vài phút nữa là cuộc họp thường niên thực sự bắt đầu rồi. Ông Tổ bắt đầu thúc giục. Chí Đông Vượng thắc mắc, mọi người nói chiến thần Côn Luân có khi nào sẽ không đến không? Không thể nào, đường đường là một chiến thần, nhất định là nhất ngôn cửu đỉnh. Chí Đông Phương lập tức nói. Vậy thì tại sao bây giờ vẫn chưa tới? Nhất ngôn cửu đỉnh là không sai, nhưng có đôi khi nhà họ Chí thật sự không thể nào lọt vào mắt người tét. Người ta không muốn đến thì sẽ không đến, ông có thể làm gì được. Lời nhắc nhở của Chí Đông Vượng khiến Chí Đông Phương lạnh toát sống lưng. Đúng vậy. Cho dù thế nào đi nữa, nhà họ Chí trong mắt chiến thần Côn Luân vẫn luôn bị xem nhẹ. Người ta không muốn đến thì sẽ không đến. Ông có thể làm gì được chứ? Thời khắc mấu chốt, Chí Đông Phương nhìn về phía con trai mình, Hồng Doãn, con có thể liên lạc với chiến thần Côn Luân không? Mau hỏi xem anh ta đang ở đâu. Hả, cái này. Chí Hồng Doãn vẻ mặt xấu hổ. Anh ta căn bản chính là giả mạo. Cùng chiến thần Côn Luân không có chút xíu quan hệ nào. Anh ta đi đâu liên hệ với chiến thần cơ chứ? Chí Hồng Doãn sờ sờ đầu nói, cha, người có thể không biết, lịch trình của chiến thần Côn Luân là cơ mật, mỗi ngày đều phải đổi mật lệnh. Chí Đông Phương lập tức nói, Tiềm Long, mau gọi điện thoại cho Tổng Tư lệnh hỏi xem, chiến thần Côn Luân sao lại không tới. Người nhà họ Chí trên dưới đều rất lo lắng. Dần dần đều đổ mồ hôi lạnh. Nếu chiến thần Côn Luân thực sự không tới, thì nhà họ Chí của bọn họ xong đời rồi. Ông Tổ ra lệnh nói, cháu, bật loa ngoài. Xin chào Tổng Tư lệnh, tôi là Chí Tiềm Long của nhà họ Chí chấm CSO. Tôi hỏi chiến thần Côn Luân đã đến chưa? Bên này vẫn không thấy. Một giọng nói vang dội vang lên từ đầu dây bên kia, chiến thần Côn Luân đã đến rồi, sao vậy? Anh không thấy người sao? Tôi khinh thường vừa nói ra câu này, Chí Tiềm Long sợ tới mức làm rơi điện thoại di động xuống đất. Chiến thần Côn Luân đã đến. Tại sao bọn họ cái gì cũng đều không biết? Trong sân bây giờ làm gì có ai đâu? Chỗ nào thì có bóng dáng của chiến thần Côn Luân chứ? Ngoại trừ Diệp Quân Lâm và trăm đại gia tộc Hào Môn cùng với Nam Hồng Môn gia, trong sân bây giờ làm gì có người khác? Chiến thần Côn Luân đến chỗ nào chứ? Tổng Tư lệnh hướng. Chiến thần Côn Luân căn bản không có đến, ngài có phải là nhầm lẫn rồi hay không? Chí Tiềm Long nhịn không được hỏi lại. Có thể đang trên đường đến, để tôi hỏi lại xem. Nghe như vậy vẻ mặt Chí Đông Phương mới dịu đi không ít, ông Tổ, chiến thần có lẽ là đang trên đường đến đây. Đúng vậy, chắc chắn là đang ở trên đường đến. Cháu sẽ phái người ra đón tiếp, Chí Tiềm Long nói. Không, để biểu thị sự coi trọng, các cháu đều đi đi. Chí Đông Phương ra lệnh nói. Mấy người Chí Khiếu Côn và Chí Tiềm Long toàn bộ đều ra bên ngoài, tự mình tiếp đón chiến thần Côn Luân. Diệp Quân Lâm, tôi không quan tâm cậu có bản lĩnh phi thường gì,
nhưng ở trước mặt lão thất nhà chúng tôi cũng không có tác dụng gì cả. Lão thất nhà chúng tôi là thiếu tướng của Lữ đoàn Viêm Hoàng, có chiến thần Côn Luân hậu thuẫn. Dù cậu có lợi hại đến đâu cũng vô dụng, Chí Đông Phương tức giận nói. Lúc này, ông Tổ hung tợn nhìn chằm chằm Chí Đông Phương nói anh. Anh nói cái gì, có phải anh muốn ép người ta trở thành kẻ thù hay không? Đây là cháu ngoại ruột thịt của anh, mang trong người nửa dòng máu của nhà họ Chí chúng ta, đây cũng là một thành viên của nhà họ Chí. Anh đang làm cái gì vậy? Ánh mắt của ông Tổ Chí Khang Dũng rơi vào trên người Diệp Quân Lâm nói, cháu à, trước đây đều là hiểu lầm. Bọn họ không biết thân phận của cháu, mới có thể đối với cháu như vậy. Nếu biết được thân phận của cháu sớm hơn một chút, chắc chắn sẽ không như vậy, thậm chí cháu sẽ được bồi dưỡng để trở thành người đứng đầu gia tộc đời tiếp theo. Cháu này, sao phải che giấu bản thân làm gì chứ? Nên nói ra từ sớm thì mới phải. Mục đích của ông Tổ rất đơn giản. Thuyết phục Diệp Quân Lâm, giải quyết hiểu lầm. Khiến cho Diệp Quân Lâm gia nhập vào nhà họ Chí. Ngay cả trăm đại gia tộc của Hoa Hải đều tôn anh làm chủ nhân, khi những thế lực này hợp nhất với nhau. Tuyệt đối là mạnh mạnh kết hợp. Trong tương lai, nhà họ Chí nhất định sẽ có một chỗ đứng trong những gia tộc đứng đầu của Việt Nam. Một nhân tài hiếm có như vậy, ông Tổ tất nhiên không muốn buông tha. Đúng, đúng, trước đây là ông không tốt, không nhận ra tài năng của cháu. Cháu sớm một chút nói rõ thì đã tốt hơn rồi. Ông ngoại đích thân tới đón cháu. Chí Đông Phương hiểu rõ dụng ý của ông Tổ, lập tức nói. Diệp Quân Lâm bật cười. Vậy nếu tôi không có cái thân phận này thì sao? Các người vẫn nhận tôi là người nhà họ Chí sao? Chí Đông Phương, ông vẫn sẽ đích thân đến đón tôi chứ? Chí Đông Phương cứng họng, không nói được gì. Ông Tổ cũng như vậy. Nếu Diệp Quân Lâm không có tầng thân phận này, mọi người vẫn coi anh như một loài dã chủng mà thôi. Ha ha, nói cho các người biết, nhà họ Chí các người tôi đây vẫn là khinh thường. Đúng lúc này, Chí Tiềm Long cùng Chí Duy cùng vài người trở lại. Hả, chẳng lẽ là chiến thần Côn Luân tới? Đôi mắt Chí Đông Phương tràn đầy hy vọng, lập tức đi tới. Có điều ông ta phải thất vọng rồi. Đó đâu phải là chiến thần Côn Luân. Đám người Chí Tiềm Long vây xung quanh một người. Trong tay người đó cầm một cái hộp. Trông có vẻ rất quen thuộc nhưng lại không thể nhận ra nó quen thuộc ở điểm nào. Tiềm Long, có chuyện gì thế? Không phải bảo cháu đi đón chiến thần Côn Luân sao? Cháu mang, cái gì về thế này? Chí Đông Phương không nhịn được hỏi một câu. Không phải đâu, ông ơi, vị này không phải người bình thường, anh ta mang đồ của chiến thần Côn Luân tới tặng đấy. Lời này của Chí Tiềm Long vừa nói ra, sắc mặt Chí Đông Phương thay đổi ngay lập tức. Ông ta và ông Tổ vội vàng bước lên nghênh đón. Chỉ cần có liên quan tới chiến thần Côn Luân thì cho dù là một con chó cũng trở nên cao quý. Cho dù bảo Chí Đông Phương quỳ xuống ông ta cũng sẽ quỳ. Thưa anh tới đưa đồ gì của chiến thần Côn Luân thế ạ? Chí Đông Phương hỏi. Một thanh kiếm cổ bằng đồng. Người nọ nhan nhạt nói. Hả, kiếm cổ bằng đồng. Mọi người đều chăm chú nhìn chiếc hộp. Sau đó mới phát hiện ra đây chính là món quà lần trước nhà họ Chí tặng cho chiến thần Côn Luân. Đây đúng là một tin tức tốt. Kiếm cổ bằng đồng tới rồi, vậy thì chứng tỏ chiến thần Côn Luân cũng tới rồi. Đến lúc đó thì Diệp Quân Lâm còn là cái gì nữa chứ? Hoặc là Diệp Quân Lâm ngoan ngoãn quy phục nhà họ Chí, tận tâm tận lực cống hiến cho Chí thị. Hoặc là Diệp Quân Lâm sẽ bị phế truất, nhà họ Chí ai nấy đều vô cùng vui mừng. Không biết chiến thần bảo ngài tới đưa kiếm cổ đồng là có ý gì. Mọi người đều vô cùng tò mò, đoán tới đoán lui. Tất nhiên là kiếm cổ đồng tượng trưng cho chiến thần Côn Luân rồi. Lát nữa chiến thần Côn Luân sẽ chính thức lộ diện. Người đàn ông đang cầm chiếc hộp không để ý tới bọn họ nữa, nhìn xung quanh đánh giá sau đó đột nhiên đi tới phía Diệp Quân Lâm. Oang! Một tín hiệu cảnh báo nguy hiểm phát ra khiến cho Chí Đông Phương và ông Tổ giật mình suýt nữa ngã xuống mặt đất. Lẽ nào kiếm cổ đồng là đưa cho Diệp Quân Lâm? Anh và chiến thần Côn Luân có quan hệ gì chứ? Lúc này, người đàn ông đi tới trước mặt Diệp Quân Lâm, cung kính dâng chiếc hộp lên. Diệp Quân Lâm mở chiếc hộp ra, cầm lấy thanh kiếm đồng ngắm nghía. Thanh kiếm đồng vốn dĩ đang rỉ sét loang lổ đột nhiên trở nên sáng bừng. Việc này, thật sự là mang tới cho Diệp Quân Lâm sao? Anh và chiến thần Côn Luân rốt cuộc có quan hệ gì chứ? Hay là anh đại diện cho chiến thần Côn Luân?
Nghĩ tới chuyện trước đây Chí Hồng Doãn nói, có vẻ như anh ta biết rất rõ về Lữ Đoàn Viêm Hoàng. Chẳng lẽ thật sự là một thành viên của Lữ Đoàn Viêm Hoàng? Chí Duy thấy Diệp Quân Lâm ngắm nghía thanh kiếm cổ đồng, anh ta nhịn không được quát lớn, Diệp Quân Lâm ông đang làm cái gì thế? Thanh kiếm cổ đồng đó là món quà chiến thần Côn Luân gửi tới cho chúng tôi, anh có tư cách gì mà ngắm nghía nó chứ? Đúng thế, mau đặt nó xuống. Anh không có tư cách. Tất cả những người nhà họ Chí đều tức giận quát lên. Diệp Quân Lâm vừa thưởng thức cây kiếm cổ vừa cười nói, vậy mấy người có từng nghĩ tới chuyện này không? Chuyện gì cơ? Tôi có phải là chiến thần Côn Luân hay không? Lời vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc đến chết lặng, giọng nói Diệp Quân Lâm vang lên như sét đánh giữa trời quang. Tất cả người nhà họ Chí đều im lặng. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, đầu óc trống rỗng, đôi mắt thất thần mở to ra, hồn vía như đã bay lên tận mây xanh. Câu hỏi này của Diệp Quân Lâm thật sự khiến cho mọi người chấn động. Nếu như tất cả đều là sự thật, thì kết cục nhà họ Chí sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này quả thực không khác một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới. Anh sao, anh mà cũng dám tự xưng là chiến thần Côn Luân à? Không sợ xúc phạm đến danh dự của chiến thần à? Chí Duy ngay lập tức nói với vẻ nghi ngờ. Chí Tiêm Long cười cười nói, Diệp Quân Lâm, tôi thừa nhận anh rất lợi hại, ngay cả ông cố cũng bị anh chinh phục. Nhưng anh mà là chiến thần Côn Luân, chuyện này là điều không thể nào. Anh ngồi trong trại giam suốt 6 năm, nghe như vậy đã quá vô lý rồi. Lúc chiến thần Côn Luân đang nổi dây thì anh vẫn còn ngồi trong trại giam đấy. Tôi đoán là trong ngục anh đã quen được một tên tai to mặt lớn đi. Cho nên mới có anh của ngày hôm nay. Anh có thể khiến trăm tộc Hoa Hải ngoan ngoãn cúi đầu chắc hẳn là vì như thế. Chí Tiềm Long ra vẻ phân tích nói. Hiện giờ anh ta quả thật không thể nhìn thấu được năng lực của Diệp Quân Lâm. Cũng không thể tưởng tượng nổi. Cách duy nhất có thể giải thích đó là Diệp Quân Lâm quen được một nhân vật lớn trong trại giam. Với phân tích này của Chí Tiềm Long, mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Bọn họ không dám tưởng tượng đến những chiêu hướng khác. Đặc biệt là thân phận chiến thần Côn Luân. Diệp Quân Lâm cười nói, đầu óc của anh đúng là không rồi. Không sai, đúng là tôi có được cơ hội ở trong ngục giam. Lúc trước, Diệp Quân Lâm đã được bộ mật vụ âm thầm lựa chọn. Xem như là một đãi ngộ khi còn ở trong tù. Tên nhóc nhà anh đúng là lợi hại, có chỗ dựa ở trong ngục, bây giờ còn có quan hệ với chiến thần Côn Luân. Chí Tiềm Long cười nói. Nhưng mà nhà họ Chí chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Không nói tới quan hệ giữa chúng ta với chiến thần Côn Luân, chú Bảy tôi chính là thiếu tướng ở dưới trướng chiến thần Côn Luân đấy. Điểm này anh có thể sánh được sao? Chí Tiềm Long liên tục hỏi. Cả người Diệp Quân Lâm run lên, anh khẽ bật cười. Được, 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 tôi sẽ chờ xem L. Diệp Quân Lâm tiếp tục thưởng thức cây kiếm cổ đồng. Nhà họ Chí vẫn vô cùng nóng lòng chờ chiến thần Côn Luân tới. Ai cũng sốt ruột tới mức đi đi lại lại. Đột nhiên họ như nhận ra điều gì, bước chân chợt dừng lại. Chí Khiếu Côn cúi người cung kính hỏi. Đằng sau có mấy người. Trong đó có một người quen biết với nhà họ Chí. Tổng chỉ huy quân khu Hoa Hải, Đỗ Minh Hạ. Ngay cả vị này cũng tới. Vậy thì chiến thần Côn Luân chắc chắn cũng sẽ tới bên cạnh còn có 5 người. Chính là 5 đại vương dưới trướng chiến thần Côn Luân. Có điều người nhà họ Chí không biết họ. Còn tưởng rằng trong đó có chiến thần Côn Luân. Cuối cùng thì chiến thần Côn Luân cũng tới. Chí Đông Phương vui mừng tới phát khóc. Ông Tổ và mấy người lớn tuổi nhà họ Chí đều sôi nổi bước tới nghênh đón. Nhưng họ nào biết Đỗ Minh Hạ và 5 người kia không thèm để đến những người nhà Chí mà đi thẳng tới một bên. Đó chính là hướng của Diệp Quân Lâm. Không phải chứ, chẳng lẽ. Một suy nghĩ không ha đọt hiện lên trong đầu đám người Chí Đông Phương. Vốn đã tưởng rằng một trong 6 người đã có được chiến thần Côn Luân. Nhưng không ngờ rằng lại không phải như vậy. Đặc biệt từ cấp hiệu đeo trên vai của bọn họ, có thể thấy rõ đây đều là 5 vị thiếu tướng. 5 vị thiếu tướng, mọi người đều lập tức nghĩ đến bộ ngũ kiêu hùng dưới trướng của chiến thần Côn Luân. Hàng nghìn cặp mắt của họ Chí đều đồng loạt nhìn về phía nhóm 6 người của Đỗ Minh Hạ. Đúng như dự đoán, bọn họ đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Kính chào tướng quân, cả 6 người đều đồng thanh hô lên. Âm ngay lúc này, dường như sấm sét đang lan rộng cả bầu trời.
ta chấp xe tỏa cả mọi thứ. Chí Tiềm Long chết lặng. Chí Khiến Côn há hốc mồm. Chí Khang Dũng đần người ra. Chí Đông Phương trợn tròn mắt. Hơn 1.000 người của nhà họ Chí, ngay lúc này giống như là bị sét đánh trúng. Ai cũng đứng yên tại chỗ như một bức tượng. Ánh mắt đờ đẫn, không có chút ý thức, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Thậm chí còn giống như trở thành một cái xác không hồn. 6 vị thiếu tướng, trong đó có 5 người là bộ ngũ kiêu hùng. Bọn họ gọi còn thể gọi là tướng quân được nữa chứ. Chiến thần Côn Luân, Diệp Quân Lâm chính là chiến thần Côn Luân. Đây chính là sự thật, có thế nào đi nữa cũng sẽ không thay đổi. Diệp Quân Lâm cười nói, đi, mang ghế lại đây, đứng mỏi chân rồi. Diệp Quân Lâm nói một câu, hàng nghìn con mắt đều tập trung vào chiếc ghế trước sảnh nhà thờ tổ. Mọi người còn nhớ rõ cách đây không lâu, lúc Chí Đông Phương sắp xếp ghế ở đó, Diệp Quân Lâm đã nói rằng anh ấy sẽ ngồi vào vị trí đó. Lúc đó nhà họ Chí còn châm chọc, ngăn cản anh. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ Diệp Quân Lâm ra không ai dám ngồi vào vị trí đó đã được định sẵn là của anh. Tây Phương nhanh chóng mang ghế đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm ngồi xuống, cười nói, từ lâu tôi đã nói chiếc ghế là chuẩn bị cho tôi, các người lại không ai tin. Phụt, lồng ngực Chí Đông Phương có chút thanh tưởi, nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Vụt, Chí Khiếu Côn hai chân mềm nhũn, ngã quỳ xuống đất. Chí Tiềm Long cũng khuỵu gối. Chí Duy cũng quỳ xuống theo. Da đầu bọn họ tê dần, dường như đang bị tách ra từng chút một, đầu như muốn nổ tung. Chiến thần Côn Luân lại chính là Diệp Quân Lâm. Điều bọn họ không dám nghĩ đến nhất, lại trở thành sự thật. Sau khi nghĩ lại, vừa rồi bọn họ đã sai rồi. Có thể ra lệnh cho hơn 100 dòng họ lớn ở Việt Nam và Nam Hồng Môn là người bình thường sao? Liệu những người có thể đặt hàng 100 người khổng lồ hàng đầu của Việt Nam có phải là người bình thường không? Ông lớn nào có thể làm được đến bước này? Có thể làm được ông chủ như thế này, không thể ngồi tù được. Đột nhiên Chí Tiềm Long nhận ra điều này khiến da đầu anh ta tê dại. Không phải thời gian 6 năm ngồi tù của Diệp Quân Lâm vừa khớp với khoảng thời gian chiến thần Côn Luân nổi dậy sao? Thời gian hoàn toàn trùng khớp. Tại sao vừa rồi anh không nghĩ ra chứ? Anh ta tự vỗ đầu mình. Phụt. Rồi cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thật đáng sợ, nguyên nhân chính là bọn họ không dám nghĩ đến điều đó. Vì sao trùm sát thủ lại biến mất? Người bình thường có thể khiến anh ta biến mất sao? Kiều Nguyên Thu bị phế bỏ, Đảng Thái Tử cũng bị phế bỏ luôn, Cố Lão Ngũ 10 năm không rời khỏi Hoa Hải, đến Kim Lăng nhưng lại không thành công mà quay về. Hàng loạt lý do chẳng phải chứng tỏ rằng anh là chiến thần Côn Luân sao? Chí Đông Phương nhìn Diệp Quân Lâm đây nghỉ ngờ, nói, ban đầu quân phiệt Tang Khôn, đã bắt sai cậu, ha 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 ha, cả nhà họ Chí đều bật cười. Cười vì quân phiệt Tang Khôn. Cười vì hắn ta xui xẻo. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không bao giờ ngờ rằng kẻ được phái đến để gánh tội thay chính là chiến thần Côn Luân. Chả trách ngay đến cả những lời mời của nhà họ Chí mà cậu cũng từ chối. Hóa ra là cậu cảm thấy quá ghê tởm, chướng mắt. Không phải cậu nhìn đời bằng nửa con mắt, mà vì tất cả chúng tôi làm sao lọt vào mắt của cậu được. Chí Đông Phương cười khổ, sắc mặt sớm đã không còn giọt máu nào. Lúc này, mọi thắc mắc trong lòng bọn họ đều đã được giải thích rõ ràng. Tại sao thanh kiếm cổ bằng đồng người ta nhận được tặng cho bọn họ, bây giờ lại nằm trong tay Diệp Quân Lâm? Hóa ra chiến thần Côn Luân cũng không phải là chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Mà là vì Diệp Quân Lâm đánh bậy đánh bạ. Khiến bọn họ nghĩ rằng chiến thần Côn Luân đang giúp đỡ. Kết hợp với Chí Hồng Doãn ở Lữ Đoàn Khải Hoàng. Cho nên bọn họ ngày càng tin tưởng chiến thần Côn Luân là chỗ dựa vững chắc của bọn họ. Hả, không đúng, Chí Hồng Doãn sao lại thế này? Không phải hắn là cánh tay phải đắc lực của chiến thần Côn Luân sao? Lúc này, hàng nghìn con mắt của nhà họ Chí đều nhìn về phía Chí Hồng Doãn. Lúc này Chí Hồng Doãn toàn thân run lên cầm cập, cúi thấp đầu như sắp khóc đến noi. Anh ta cũng tự hiểu rõ rằng, một khi chiến thần Côn Luân xuất hiện, thân phận của anh ta chắc chắn sẽ bị bại lộ. Anh ta đâu phải là thiếu tướng gì, ngay đến cả một tên lính nhỏ trong Lữ Đoàn Khải Hoàng cũng không phải. Anh ta là một kẻ đào ngũ. Anh ta là một tù binh. Chí Hồng Doãn sao lại xảy ra chuyện này? Chiếu thần Côn Luân đến rồi, anh lại không đến sao?
Ông tổ hét lên. Chí Hồng Doãn cuộn mình lại như một quả bóng, cả người run lên như cầy sấy. Không dám đi qua. Cậu, chuyện này là sao vậy? Cậu không phải là thiếu tướng của lữ đoàn Khải Hoàng sao? Ông tổ và những người khác lo lắng. Để tôi giúp anh ta nói cho các người biết, Chí Hồng Doãn là một kẻ đào ngũ, sau khi bị kẻ thù bắt làm tù binh suýt chút nữa đã tiết lộ chuyện cơ mật. Sau khi được lữ đoàn Khải Hoàng giải cứu thì bị tống vào ngục giam. Diệp Quân Lâm cười nói. Cái gì, vậy cậu là một kẻ đào ngũ, thảo nào trên quần áo cậu không hề có bất cứ ký hiệu nào. Anh là đồ đào ngũ, nhà họ Chí sao có thể sinh ra một tên nhục nhã như anh được chứ? Chí Đông Phương bước đến, hung hăng giơ gậy quật mạnh vào người Chí Hồng Doãn. Vốn dĩ Chí Hồng Doãn là hy vọng duy nhất, nhưng nào ngờ hy vọng đó cũng đã tan thành mây khói luôn rồi. Đừng đánh nữa, những người của nhà họ Chí các người cũng không khá hơn là bao. Chuyện các người ám sát tôi nói thế nào đây nhỉ? Đột nhiên Diệp Quân Lâm hỏi. Lúc đó, nghe thấy câu nói này, hai mắt Chí Đông Phương tối sầm lại, suýt chút nữa đã ngất đi. Đây là chiến thần Côn Luân đang hỏi tội sao? Vụt, Chí Đông Phương quỳ trên mặt đất, toàn bộ những người của lại của nhà Chí ở Hoa Hải đều quỳ xuống theo, từng người một. Chí Khiếu Văn và Chí Nam Yên cũng quỳ xuống. Tâm trạng của Chí Khiếu Văn khác hẳn những người khác, ông ta lại có chút hưng phấn. Cô con gái đã tin tưởng vào Diệp Quân Lâm rất nhiều. Thậm chí, người duy nhất chấp nhận Diệp Quân Lâm là người của nhà họ Chí chính là con gái mình. Như thế chả phải sau này sẽ lên như diều gặp gió sao? Ít nhất bọn họ cũng có giá trị hơn trong dòng tộc, ai dám hỗn láo. Đây chính là em gái ruột của chiến thần Côn Luân. Con gái à, tầm nhìn của con cả đời nay ba cũng không thể nào học được. Chí Khiếu Văn cười nói. Không, ba à, suy nghĩ của mọi người quá hạn hẹp chỉ hướng đến cái lợi trước mặt. Anh Lâm Lâm làm sao có thể người nhà của chúng ta được, phải đối xử tốt với anh ấy. Lúc trước con cũng không biết thân phận của anh ấy. Chí Nam Yên nói, Chí Nam Yên hiểu rõ đạo lý này, người lương thiện sẽ được cả thế giới thiên vị. Ám sát, sau khi ông Tổ nghe thấy thời này, trong mắt như muốn bay ra ngoài. Lá gan của Chí Đông Phương quá lớn, vậy mà dám đi ám sát chiến thần Côn Luân. Đúng vậy, cả trước lẫn sau ra tay tổng cộng 2 lần. Một lần là mời trùm sát thủ Bắc Âu, lần còn lại là ra tay với vợ của tôi. Diệp Quân Lâm nhàn nhạt nói. Ông Tổ nghe xong những lời này, tức giận đùng đùng đi về phía Chí Đông Phương. Binh binh binh. Ông lấy đầu gậy trong tay đập mạnh lên đầu Chí Đông Phương. Máu chảy. Nhưng ông vẫn không dừng lại. Lúc trước tôi còn nghe nói cậu tìm được cháu trai về, lại đưa đến quân phiệt tang khôn chịu tội. Cậu có còn là con người không hả? Cậu muốn đẩy nhà họ Chí vào đường cùng sêu. Ông Tổ đánh Chí Đông Phương một cách điên cuồng. Diệp Quân Lâm liền nhìn thấy Chí Nam Yên, cười nói, Nam Yên, đến đây với anh. Em không cần quỳ. Dưới hàng nghìn ánh mắt, Chí Nam Yên đứng lên đến bên cạnh Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nhích sang một bên để Chí Nam Yên ngồi xuống. Ngưỡng mộ. Tất cả mọi người ai cũng ngưỡng mộ. Cô gái này sao có thể ngồi bên cạnh chiến thần Côn Luân? Đúng là phúc lớn. Nhà họ Chí ở Hoa Hải đều chết lặng đi. Bọn họ vẫn luôn bắt nạt Chí Nam Yên, cuối cùng cô lại trở thành người quyền lúc nhất trong nhà họ Chí. Chí Khiếu Văn có chút hối hận. Nếu như ban đầu ông không ngăn cản, thì liệu bây giờ kết quả có tốt hơn không? Hối hận. Vô cùng hối hận. Nhà họ Chí ám sát anh 2 lần, cố ý gây khó dễ cho anh 2 lần, em nói xem đây là tội danh gì? Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng hỏi. Nhưng câu nói này lại hết sức ngang ngược. Vụt. Ông Tổ quỳ xuống đầu tiên. Chí Đông Phương và hàng nghìn thành viên dòng họ Chí có mặt ở đó đều quỳ xuống theo. Đây không chỉ là chuyện riêng của nhà họ Chí ở Hoa Hải, mà còn liên quan đến vận mệnh của dòng họ Chí trên đất nước Việt Nam này. Chiến thần Côn Luân, tôi quỳ xuống nhận tội. Tôi chỉ có một lời cầu xin, đó chính là có thể giữ lại người kế tục để lo hương quả. Ngoài ra không cầu gì khác. Diệp Quân Lâm cười to nói, ha 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 ha. Nhà họ Chí các người không phải là huyết mạch cao quý sao? Tại sao từng người lại hướng về phía tôi mà quỳ vậy? Tôi thực sự muốn rút hít máu các người ra xem nó có màu gì. Từ trước tới giờ, nhà họ Chí câu nào câu đấy đều nói là bản thân là huyết mạch cao quý, mà anh Diệp Quân Lâm chính là đồ con hoang, là loại đê tiện.
Diệp Quân Lâm chán ghét nói. Hu hu hiu. Cháu trai của Chí Đông Vượng trực tiếp khóc lớn. Vừa rồi ông ta cũng cùng với Diệp Quân Lâm nói chuyện về huyết mạch. Các người không phải rất kiêu ngạo sao? Sao lại quỳ lạy một đứa con hoang như tôi? Diệp Quân Lâm cười nói. Chúng tôi sai rồi. Trên dưới hơn ngàn người nhà họ Chí điên cuồng dập đầu. Dập đầu đến nỗi máu cháy ra cũng không dừng lại. Bọn họ chỉ cầu mong nhà họ Chí không bị điệt là được. Giây tiếp theo, toàn bộ hiện trường đều rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều đang đợi Diệp Quân Lâm xử phạt. Lúc này, đột nhiên Chí Nam Yên nói, anh Lâm Lâm anh có thể xử phạt nhẹ một chút không, dù sao mọi người cũng là người một nhà. Diệp Quân Lâm cười nói, được, nể mặt em tôi sẽ xử phạt nhẹ một chút. Chí Đông Phương tất cả những chuyện ông đã làm ông có nhận không? Diệp Quân Lâm nhìn Chí Đông Phương nói. Tôi nhận, cho dù phải chết tôi cũng nhận. Mạng của ông tôi không có hứng thú, nhưng tôi muốn ông giao ra vị trí gia chủ. Từ nay về sau, ông phải nhường lại vị trí gia chủ cho Chí Nam Yên. Ai cũng không được phép dị nghị. Một câu nói của Diệp Quân Lâm đã đoạt đi quyền gia chủ của Chí Đông Phương. Lại còn nhường vị trí đó cho đứa cháu gái mà ông ta không thích nhất. Chuyện này so với việc bắt ông ta chết còn khó chịu hơn. Nhưng đây lệnh của chiến thân Côn Luân, trừ làm theo ông ta không còn cách nào khác. Những người còn lại của nhà họ Chí cũng rất bất ngờ. Chí Nam Yên người bình thường dễ bị bắt nạt nhất nay lại trở thành gia chủ. Bọn họ không thể nào chấp nhận chuyện này. Nhưng không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Chí Nam Yên tỏ ra đầy kinh ngạc. Cô trở thành người đứng đầu nhà họ Chí. Nam Yên anh đã điều tra em rồi, năng lực mưu lược em đều có, em hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí gia chủ. Ngoài ra, em chỉ cần tiếp tục bảo vệ sự lương thiện của mình, anh sẽ vì em trừ khử hết những đen tối. Diệp Hạo Thiên nhìn về phía ba người Chí Tiềm Long nói, các người thuê sát thủ đã là tội chết, nhưng tôi giữ lại mạng cho các người. Cả đời này hãy ở trong ngục đi. Phụt, phụt, mấy người đồng loạt hộc máu. Tất cả báo ứng đều ập tới quá nhanh, chuyện đó so với chết còn khó chịu hơn. Chí Hồng Doãn giả mạo thiếu tướng, tôi tước đoạt thân phận người nhà họ Chí của anh, sau này hãy tự sinh tự diệt, Diệp Quân Lâm nói. Chí Đông Vượng ông đã giở thủ đoạn ngầm với tôi, ông cũng trốn không thoát đâu, tôi phạt ông đem nửa gia tài đi làm từ thiện, tôi sẽ cho người đặc biệt theo dõi ông. Những hộ còn lại của nhà họ Chí cũng phải đóng góp tiền của vào sự phát triển của thành phố, tôi sẽ theo dõi từng hộ. Tiếp theo, Diệp Quân Lâm tiến hành xử phạt đối với những người này. Thật may là anh không ra tay giết người. Nếu không hôm nay nhà họ Chí chắc phải chết phân nửa. Đột nhiên Diệp Quân Lâm nhớ tới một vấn đề, liền hỏi, đúng rồi, các người gọi tôi là con hoang là có ý gì? À, chuyện này. Trên dưới nhà họ Chí đều bị dọa sợ. Lẽ nào lại muốn trách phạt tiếp? Không phải. Chúng tôi sai rồi. Chí Đông Phương sắp khóc nói. Thì ra nếu anh là cháu ngoại của ông ta thì tốt biết bao. Hết lần này đến lần khác ông ta đều không biết quý trọng anh. Tôi bảo các người nói lý do. Mẹ tôi, Triệu Ánh là con gái ông, nhưng ông cũng gọi tôi là con hoang, vậy thì chỉ có thể chứng minh bố tôi có vấn đề. Diệp Quân Lâm hỏi, anh vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái. Những người khác gọi anh là con hoang thì còn được, nhưng người nhà họ Chí cũng gọi anh như vậy. Chuyện này thật sự rất kỳ quái. Dù sao mẹ ruột anh cũng là người nhà họ Chí. Chí Đông Phương nhìn mọi người tôi nói, chiến thần Côn Luân có thể cất bước theo tôi không? Chí Đông Phương chê bai ở đây quá nhiều người. Được. Diệp Quân Lâm đồng ý. Anh đi theo Chí Đông Phương tới một góc vắng vẻ. Chiến thần Côn Luân, bây giờ tới sẽ nói một chút chuyện liên quan đến mẹ của ngài. Nó thật sự là người có tài hoa và năng lực nhất trong những đứa con gái của tôi. Tôi cũng dốc hết sức đào tạo nó. Chuẩn bị để nó trở thành người tiếp theo làm chủ nhà họ Chí. Tôi vì nó sắp xếp hết mọi chuyện, thậm chí còn sắp xếp cả chuyện hôn ước của nó. Nhưng trước khi kết hôn, nó đi kinh thành một chuyện, trở về thì lại mang thai. Chuyện này giống như sấm đánh bên tai tôi, thiếu chút nữa thì tôi đã giết chết nó. Nói đến đây, Chí Đông Phương lặng lẽ nhìn Diệp Quân Lâm. Thấy anh không tức giận mới tiếp tục nói, tôi liên tục truy hỏi bố đứa bé là ai. Nhưng nó nhất quyết không nói. Đánh thế nào cũng không nói. Thấy hôn sự mà tôi sắp xếp cho nó sắp đến lại bị nhà trai phát hiện chuyện nó mang thai. Lúc đó cả Hoa Hải đều bàn tán nói mẹ ngài trước khi kết hôn đã có mang hơn nữa bố đứa bé lại không phải là chồng sắp cưới.
bọn họ đều nói đứa bé trong bụng là con hoang. Nó cũng trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của nhà họ Trí. Trong cơn tức giận, tôi đã đuổi mẹ của cậu ra ngoài nhà họ Trí. Trí Đông Phương cúi đầu nói, cho nên trên dưới nhà họ Trí đều có ác ý cậu, đây không phải do cậu, mà là do mẹ của cậu. Diệp Quân Lâm nói, vậy thì tôi muốn hỏi một câu, hôn lễ mà ông sắp xếp cho mẹ tôi, bà ấy có đồng ý không? Chuyện này, nó không hề đồng ý, nó tuyên bố muốn theo đuổi hạnh phúc của chính mình, gả cho người mà nó thích. Nó nói vì bố của cậu, nó đồng ý từ bỏ tất cả, cho dù là chết nó cũng không sợi. Trí Đông Phương nói, chuyện này lỗi sai không ở chỗ mẹ tôi mà ở chỗ các người. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, theo đuổi hạnh phúc chính mình thì làm sao? Cuối cùng bị mắng là tiện nhân, đứa trẻ bị chửi là con hoang. Trong lòng Diệp Quân Lâm có chút xúc động. Thì ra nhiều năm như vậy mẹ anh không tìm anh là có nguyên nhân. Cả đời này của bà ấy sống rất khổ cực, không hề tốt hơn anh là bao. Mẹ đẻ tôi còn sống không? Vốn dĩ Diệp Quân Lâm cũng không có ý tìm kiếm bố mẹ ruột. Bọn họ không tìm anh cũng xem như bọn họ không tồn tại. Hai bên đều là người xa lạ. Có điều bây giờ khi nghe được câu chuyện bi thảm của mẹ anh, Diệp Quân Lâm vô cùng xúc động. Thì ra bọn họ vứt bỏ anh là có nguyên nhân, cho nên Diệp Quân Lâm muốn biết một chút tin tức về họ. Ừ, còn sống. Trí Đông Phương nhanh chóng nói tiếp, nhưng sống còn không bằng chết. Mẹ đẻ đang sống trong trạng thái không bằng chết, ánh mắt Diệp Quân Lâm trở nên lạnh lẽo. Anh đã trải qua những thảm khốc, nhưng anh đã vượt qua. Nhưng mẹ ruột anh thì không nhất định. Có lẽ bà vẫn đang phải chịu đau khổ, nhất là khi nghe những gì Trí Đông Phương nói, trái tim của Diệp Quân Lâm đột nhiên đập loạn xạ. Sống không bằng chết là có ý gì? Diệp Quân Lâm hỏi, tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng bố của cậu chỉ là người bình thường, là mẹ cậu vì muốn trả thù chúng tôi, nên tùy tìm một người rồi mang thai để phản đối cuộc hôn nhân đã được sắp đặt từ trước. Chúng tôi nào có biết, bố của cậu cũng là một nhân vật lớn. Đừng nói là nhà họ Trí. Ngay cả nhà họ Cố danh giá nhất Hoa Hải ở trước mặt cậu ta cũng như con kiến mà thôi. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng chỉ biết cậu ta là con của một gia đình ở Kinh Thành, họ Diệp. Những chuyện khác tôi cũng không biết. Trí Đông Phương sửng sốt nói. Ồ, thì ra ngay cả ông cũng không tra ra được tin gì. Diệp Quân Lâm vui vẻ nói. Nhà họ Trí là dòng dõi hoàng tộc, vậy mà ngay cả tin tức của một người cũng không tra được. Gia thế bố ruột anh lớn mạnh như vậy sao? Lát nữa, anh sẽ bảo Bắc Phương đi điều tra một chút, xem gia cảnh của bố ruột anh rốt cuộc lớn mạnh đến mức nào. Tiếp tục nói. Diệp Quân Lâm hỏi. Khi tôi đuổi mẹ cậu ra khỏi cửa không lâu thì đột nhiên vào một ngày, một cao thủ đến nhà họ Trí, giết chết hàng trăm cao thủ của nhà họ Trí, lại còn cảnh cáo tôi, cả cuộc đời này cũng không được liên lạc với mẹ của ngài, nếu như có bất kỳ liên lạc nào, cả nhà họ Trí sẽ bị diệt sạch. Hơn nữa tất cả tin tức liên quan đến chuyện mẹ cậu mang thai cũng không được để cho nhiều người biết. Nhắc tới cũng thật kỳ lạ, sau đêm đó, cả Hoa Hải đều không có bất kỳ tin gì về mẹ cậu giống như nó chưa từng tồn tại vậy. Trí Đông Phương thở dài nói. Có thể trong vòng một đêm làm cho chuyện đang rầm rộ ở Hoa Hải lắng xuống cõi âm. Thực lực của người này thật sự rất mạnh. Bố đẻ tôi làm sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng vậy, chính là gia tộc của bố đẻ cậu làm. Nguyên nhân rất đơn giản, gia đình của họ quá mức tôn quý. Trong mắt của bọn họ, mẹ ngài không khác gì một cô gái thôn quê. Nó gả cho nhà họ Diệp sẽ khiến cho bọn họ mất mặt. Trí Đông Phương tự cười chế giễu nói, tôi vẫn còn nhớ người đó đã nói với tôi và mẹ ngài một câu trí oánh thân phận hèn mọn, huyết mạch đê tiện, căn bản không xứng với con trai tôi, càng không xứng bước chân vào cửa nhà họ Diệp. Thân phận con dâu nhà họ Diệp cả đời này cô cũng đừng nghĩ nữa. Còn đứa bé trong bụng cô cũng chỉ là đồ con hoang đê tiện, sinh nó ra chính là làm ô nhục huyết mạch cao quý nhà họ Diệp bọn ta. Choang, sau khi Trí Đông Phương nói xong câu này liền cảm giác có một âm khí tức giận đang truyền đến. Diệp Quân Lâm tức giận. Lại là huyết mạch cao quý, người lại có phân cấp 369. Tôi không cần biết những quốc gia khác như thế nào. Ở Việt Nam của tôi mọi người đều bình đẳng. Điều là hai bò vai và một cái đâu. Ai nhiều hơn ai cái gì sao? Sao nào, huyết mạch của người này lại cao quý hơn người khác sao? Máu của người có màu vàng sao? Sau này, chỉ cần ai nhắc tới mấy thứ như huyết mạch cao quý, phân cấp con người 369,
Diệp Quân Lâm gặp người nào sẽ diệt người đó. Ông nói tiếp đi. Diệp Quân Lâm nói. Hiển nhiên gia tộc của bố ngài coi người mẹ ngài như vậy, bọn họ sao có thể để mẹ ngài gả vào nhà họ Diệp. Dù nó mang thai đứa bé là con cháu họ, bọn họ cũng không cho nó bước chân vào cửa. Càng không thừa nhận đứa bé trong bụng là cháu trai là nhà họ Diệp. Sau đó, nhà họ Diệp đã nghĩ ra cách rất đơn giản, đó chính là làm mẹ ngài sinh non, tuyệt đối không để cho mẹ ngài sinh ra đứa bé. Loại rẻ tiền làm ô uế huyết mạch cao quý của nhà họ không được phép đến với thế gian. Diệp Quân Lâm cười. Suýt chút nữa thì anh không thể đến với thế giới này. Sau đó thì sao? Vì sao không để mẹ tôi phá thai? Diệp Quân Lâm hỏi. Là mẹ của cậu, khổ sở cầu xin đừng động đến đứa bé, thế dù có chết cũng phải sinh cậu Ran, thậm chí nó còn nói nó có thể chết, chỉ cần bọn họ thả cho đứa trẻ, để đứa trẻ được sinh ra. Sau đó, nhà họ Diệp nói ra một yêu cầu, chỉ quyền mẹ ngài ở trước cửa nhà họ Diệp quỳ 3 ngày 3 đêm sẽ để cho mẹ ngài sinh đứa bé. Nghe đến đây, Diệp Quân Lâm cảm thấy hốc mắt có chút ẩm ướt. Trên đời này không có bố mẹ nào lại không yêu con. Có. Thì sợ rằng cũng bỏi vì có nỗi khổ riêng. Tuyệt đối không có bố mẹ nào tuyệt tình với con cái. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Do phút này Diệp Quân Lâm đã hiểu rõ. Mẹ không phải là vứt bỏ anh, mà ngược lại bà vì mình mà bỏ ra quá nhiều. Thì ra ân tình lớn nhất mà mẹ ban cho anh chính là để anh đến với thế gian này. Thậm chí không tiếc lấy tính mạng mình tới đánh đổi, cũng phải để anh sống sót. Mẹ! Diệp Quân Lâm mấp máy môi nói. Sau đó thì sao? Mẹ cậu cứ như vậy quỳ gối trước cửa lớn nhà họ Diệp, mấy ngày đó trời không đẹp, không ngừng đổ mưa. Mẹ của cậu quỳ trong mưa ước chừng 3 ngày 3 đêm, ý chí dù kiên cường đến đâu thì thân thể cũng không thể chịu đựng được. Nói đến đây, nước mắt Chí Đông Phương cũng ứa ra. Dù sao cũng là con gái mình. Sau lần đó, bà ấy mắc rất nhiều bệnh nan y khó trị, cả người dường như già đi 10 tuổi. Chỉ một người phụ nữ đang mang thai đứng dưới cơn mưa, quỳ ở nơi đó 3 ngày 3 đêm. Phải cần bao nhiêu ý chí mạnh mẽ thì mới có thể quỳ ở trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy 3 ngày 3 đêm. Bởi vì bảo vệ sự an toàn cho con của mình sao? Điều này khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, người phụ nữ vốn yếu đuối, làm mẹ lại trở nên mạnh mẽ. Người này cũng là một ngựa oi mẹ. Một người mẹ vô cùng bình thường, là một người mẹ trong hàng nghìn bà mẹ, là ba mẹ trên thế giới này. Vì con cái của mình, trong giây phút gian nan đã trở thành thiên sứ. Vì con cái mà che gió che mưa, trời sập cũng có thể chống đỡ được. Không có thần linh từ trên trời giáng xuống, chỉ có người mẹ bình thường dũng cảm đứng ra. Chí Đông Phương lau nước mắt, sau đó tiếp tục nói, sau này coi như nhà họ Diệp đã giữ lời hứa. Tôi đồng ý thả cậu và mẹ của cậu ra, nhưng tôi có một điều kiện. Hả, điều kiện gì? Diệp Quân Lâm hỏi. Có thể sinh cậu ra, nhưng không thể được mẹ cậu nuôi. Nhất định phải vứt cậu đi nơi khác, hơn nữa mẹ cậu cũng không được để tâm đến nữa. Suy nghĩ của rất đơn giản, đứa trẻ này nhất định không được có bất cứ quan hệ nào với nhà họ Diệp ở Hà Nội và phải giữ kín nguồn gốc của nó, không được có bất kỳ liên hệ nào. Nó chính là một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ ở nơi đâu đường xó chợ. Mẹ cậu vì để cậu sống nên chỉ có thể đồng ý, sau khi sinh cậu ra thì đã tùy ý vứt bỏ cậu ở nơi đầu đường xó chợ nào đó. Chúng tôi không ngờ cậu lại ở Thiên Danh và được nhà họ Diệp nuôi dưỡng. Mẹ! Diệp Quân Lâm siết chặt tay thành hình nắm đấm. Anh giẫm mạnh đôi chân xuống. Sàn nhà bằng gạch xanh dưới chân anh vỡ nát tan tành, răng ra như mạng nhện. Toàn bộ sân có thể chứa được 100 người hoàn toàn bị vỡ nát. Cảnh tượng như vậy khiến cho Chí Đông Dương giật nảy mình. Như vậy mà còn là người sao? Diệp Quân Lâm rất xúc động. Bởi vì để cho mình sống mà mẹ đã làm nhiều chuyện như vậy. Hầu như có thể nói, cả cuộc đời của bà đều là vì bản thân anh. Cho dù đã bao nhiêu năm rồi chưa gặp mặt nhau. Nhưng tất cả đều là vì để cho anh sống. Anh tin vào giây phút này. Ở một nơi nào đó mẹ chắc chắn vẫn đang rất nhớ mình nhỉ. Và cũng muốn nhìn đứa con trai của mình, đúng không? Vậy sau này mẹ tôi đi đâu? Nhà họ Diệp ở Hà Nội sẽ không dễ dàng buông tha cho bà ấy nhỉ? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng vậy, cậu nói rất đúng. Bởi vì cắt đứt mối quan hệ giữa cậu và nhà họ Diệp,
bọn họ đã xóa bỏ hết tất cả dấu vết của cậu. Và đương nhiên mẹ cậu cũng như vậy, nhà họ Diệp sợ nhất là nỗi lo sau này. Lỡ như có một ngày mẹ cậu đột nhiên tìm đến nhà họ Diệp hoặc là đột nhiên tuyên bố sự tồn tại của mẹ cậu. Đây là điều mà nhà họ Diệp không cho phép và cũng là điều mà họ không muốn nhìn thấy nhất. Chí Đông Phương phân tích. Cho nên, bọn họ đã làm gì? Diệp Quân Lâm hít một hơi thật sâu. Chí Đông Phương nói. Cho nên bọn họ đã giam cầm mẹ cậu ở một nơi, sau đó để bà ấy tự sinh tự diệt. Hơn nữa còn giam cầm bà ấy suốt đời, cả đời này mẹ cậu không thể đi đến nơi khác được. 20 cao thủ được trang bị đao thời đường xông lên muốn giết mấy người Diệp Quân Lâm. Quỳnh! Bỗng một làn gió mạnh xoẹt qua. Một bóng người nhanh như chóp. Trung Phương ra tay tôi. Trong ngũ đại chiến vương, Đông Phương có khả năng phòng thủ mạnh nhất. Trung Phương lại là người tấn công tốt nhất. Phịch, phịch, Trung Phương ra tay nhanh như chớp, xuyên qua đám người. Rất nhanh sau đó, anh ta dừng chân. Phịch, 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 chỉ nhìn thấy 20 tên cao thủ đều ngã xuống. Toàn bộ không gian yên lặng không một tiếng động. Sắc mặt Cố Hạn Vũ thay đổi rõ rệt. Quá mạnh rồi đó, 20 tên đầy tớ của hắn đều là những cao thủ cao cấp được gia tộc lựa chọn Demi, được luyện võ từ nhỏ. Hắn đã từng chỉ cần mang theo 20 người là đã có thể giết hết toàn bộ người trong Nam Hồng Môn. Không ai có thể ngăn cản, nhưng hôm nay lại không đánh lại một người. Anh ta mạnh đến cỡ nào? Khá thú vị, chúng mày mạnh hơn cả đám người Nam Hồng Môn. Trung Phương sảng khoái nói. Tiếp theo, đến lượt mày rồi. Trung Phương ngoách ngón tay về phía Cố Hạn Vũ. Dĩ nhiên anh ta nhìn ra được kẻ mạnh nhất là Cố Hạn Vũ. Giết! Cố Hạn Vũ mạnh mẽ ra tay. Ha ha, giao chiến cùng Trung Phương. Trận chiến này khiến người ta phải choáng váng. Toàn bộ tường của đại viện quân khu đều đổ vỡ, cửa chính cũng bị nứt ra. Ngay cả mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt, vô số những viên gạch màu xanh bị vỡ ra thành từng mảnh. Đám người Đảng Thái Tử chết lặng. Ngay cả đám người Diệp Quân Lâm cũng phải cảm thán. Cố Hạn Vũ chắc chắn là đối thủ mạnh nhất mà Trung Phương đã từng gặp kể từ khi anh ta trở lại. Việt Nam quả nhiên là ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều như mây. Sau này có thể gặp được nhiều hơn nữa. Một trận chiến lớn khiến người xem thích thú. Phích! Sau 100 chiêu, Trung Phương đá bay Cố Hạn Vũ. Bùm! Sau khi rơi xuống đất, Cố Hạn Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Trung Phương bằng ánh mắt hoài nghi. Cùng độ tuổi với hắn mà lại có thể đạt đến trình độ này. Thầy của Cố Hạn Vũ đã từng nói. Cố Hạn Vũ là thiên tài giỏi nhất mà ông ta đã từng gặp. Dường như cả Việt Nam không có người thứ hai. Không ngờ rằng có một người từ đâu chui ra. Chúng mày là ai? Cố Hạn Vũ run rẩy hỏi. Lần đầu tiên đám người Đảng Thái Tử sững sờ trước thân phận của mấy người Diệp Quân Lâm. Quá mạnh rồi. Vốn dĩ bọn họ chỉ coi Diệp Quân Lâm là một quả hồng mềm để nhào nặn, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Diệp Quân Lâm có thân phận như thế nào. Thân phận của bọn tao có là gì thì đám nhóc con chúng mày cũng không có tư cách để biết. Tây Phương lạnh lùng cười, đáp. Trong mắt bọn họ, Đảng Thái Tử chẳng khác gì một đám trẻ con. Kiều Nguyên Thu quỳ trong sân đột nhiên toát mồ hôi lạnh. Hắn ta nhớ đến cảnh 100 đệ tử của Nam Hồng Môn cùng quỳ xuống. Cố Hạn Vũ chật vật đứng dậy, lau đi vết máu bên khóe miệng, thưa ngài, chúng ta coi như chưa từng đánh nhau, chưa từng quen biết. Như vậy đi, coi như chuyện này chỉ là hiểu lầm. Tôi cho anh em xin lỗi ngài, mọi chuyện xem như giải quyết xong đi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng lên tiếng, mày nói là hiểu lầm thì là hiểu lầm sao? Toàn bộ đám người Cố Hạn Vũ đều sửng sốt. Đối mặt với Diệp Quân Lâm, lần này Đảng Thái Tử đã chịu tổn thất lớn. Thái Tử biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn hắn đều phải chết ở Kim Lăng. Vậy nên hắn muốn giải quyết trong hòa bình. Tư thế cúi mình của hắn cho thấy rằng hắn đã chịu khuất phục. Đây là lần đầu tiên Đảng Thái Tử chịu khuất phục trước người khác, tìm cách giải quyết trong hòa bình. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Thái Tử chưa từng bị đánh bại. Đây là lần đầu tiên bọn họ không chà đạp người ta xuống mặt đất. Chỉ riêng lần này họ đã gặp được một đối thủ vô cùng mạnh. Lần đầu tiên Đảng Thái Tử Hoa Hải thua cuộc. Đây là nỗi nhục nhã nhất trong lịch sử của Đảng Thái Tử từ trước đến nay. Cũng là nỗi nhục nhã của mỗi người bọn họ. Thái tử cũng là một người biết thích ứng với hoàn cảnh. Hắn muốn ổn định đám người Diệp Quân Lâm trước,
sau đó mới quay lại Hoa Hải. Ai ngờ rằng Diệp Quân Lâm hoàn toàn không cho hắn tí mặt mũi nào. Cố Hạo Vũ cười khổ, nói, thưa ngài, đúng là chúng tôi khiêu khích trước, chúng tôi cũng không nên sỉ nhục người phụ nữ của ngài. Nhưng mà chuyện đời miên là xử lý trong hòa bình thì sẽ sinh lợi. Nhiều bạn còn hơn nhiều thùi. Diệp Quân Lâm lạnh lùng cười, nói thật ngại quá, kẻ thù của tao không đến 10.000 thì cũng phải vài nghìn rồi, không thiếu mấy người chúng mày. Thái độ của ngài có phần hống hách rồi đó. Tôi đã chịu hạ mình rồi. Hơn nữa, nói về thân phận của chúng tôi, sau lưng mỗi người đều có một gia tộc quyền thế của Hoa Hải, tương lai sẽ là chủ của những gia tộc lớn của Hoa Hải. Thực sự đối đầu với chúng tôi chính là đối đầu với những gia tộc quyền thế của toàn bộ Hoa Hải. Cố Hạn Vũ nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Nét mặt đám người đảng thái tử cũng bớt phiền muộn, lần lượt đứng thẳng lưng lên. Đúng vậy. Sau lưng bọn họ chính là những thế lực hàng đầu Hoa Hải. Ai dám đắc tội với đảng thái tử chứ? Cho dù đám người Diệp Quân Lâm có mạnh hơn thế nữa cũng không dám động đến đảng thái tử. Không cho bọn họ mặt mũi thì cũng phải cho những gia tộc lớn của Hoa Hải một chút sĩ diện chứ. Diệp Quân Lâm cười, vậy nên ngài phải nể mặt chúng tôi. Chuyện này phải được giải quyết trong hòa bình. Cố Hạn Vũ cười nói. Giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo cảm giác mệnh lệnh không thể làm trái. Bọn họ không muốn nể mặt thì cũng phải nể. Thấy Diệp Quân Lâm không lên tiếng, Cố Hạn Vũ tiếp tục nói, ngài cũng là anh hùng kiệt xuất một phương. Có thêm nhiều bạn không phải tốt hơn sao? Nhất là những gia tộc có quyền thế hàng đầu Hoa Hải chúng tôi, đối với ngài mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại. Diệp Quân Lâm cười nói, vậy nên, hắn ta có làm nhục vợ tao rồi muốn giết tao 2 lần, còn giết cả con chó cưng của tao, còn mày lại muốn giết hết người của cả khu phố này, tao đều phải một mắt nhắm một mắt mở sao? Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi, không có chuyện gì lớn cả. Cố Hạn Vũ cười. Nói, ngài có hơi hẹp hòi rồi, không phải chỉ là một con chó chết thôi sao? Thế mà cũng mang ra nói được. Nếu tao muốn truy cứu thì sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Vậy có nghĩa là ngài đang chống đối lại tất cả những gia tộc quyền thế của Hoa Hải? Ánh mắt Cố Hạn Vũ sáng lên. Đột nhiên, Diệp Quân Lâm tát vào mặt Cố Hạn Vũ một cái. Anh hét lớn, vậy tao đây sẽ cố ý khiêu khích mấy gia tộc quyền thế của Hoa Hải xem sao? Đối với mày đó chỉ là một con chó. Nhưng đổi với bọn tao mà nói, đó là một sinh mạng còn sống. Đó là anh em bạn bè của bọn tao. Diệp Quân Lâm đã thực sự tức giận. Anh và chú chó quân đội kia đã sống với nhau một thời gian rất dài, anh thường xuyên chơi đùa cùng nó, cho nó ăn. Cũng đã từng ra chiến trường, từng tham gia chiến đấu. Sau khi xuất ngũ thì anh nuôi nó ở đây. Nó đã bị Cố Hạn Vũ giết chết thì thôi, lại còn nói nó chỉ là một con chó mà thôi. Theo tao thấy, lũ cặn bã chúng mày phải trả giá cho sinh mạng của nó. Diệp Quân Lâm gào lên. Khí thế mạnh mẽ của anh áp đảo tất cả mọi người có mặt ở đây. Bao gồm cả Cố Hạn Vũ. Hắn như đang cảm thấy nhiệt độ quanh đây đang hạ xuống, khiến người ta không khỏi rùng mình vài cái. Còn nữa, con người này, hắn đã đến Kim Lăng đã giết không ít người rồi nhỉ. Mặc dù bác sĩ của bệnh viện tư nhân là người nước ngoài nhưng cũng đều là bác sĩ mặc áo trắng như nhau. Người ta đã cứu mạng của mày, mày lại cầm dao chĩa về hướng người ta. Đây là cũng chuyện nhỏ sao? Mày độc ác muốn giết hết cả khu phố này, cũng là chuyện nhỏ. Nếu như bọn tao không có năng lực, thì chẳng phải bây giờ đã chết dưới đao của mày rồi hay sao? Diệp Quân Lâm hỏi đồn, chèn ép Cố Hạn Vũ. Sắc mặt những người khác lại càng khó coi, họ thậm chí còn không dám thỏ mạnh. Trong mắt Cố Hạn Vũ bắn ra một tia sắc lạnh. Hắn trầm giọng hỏi, cho nên mày sẽ không bỏ qua cho bọn tao. Lại càng không nể mặt những gia tộc quyền lực hàng đầu của Hoa Hải. Mày thấy tao sẽ bỏ qua sao? Tất cả quỳ xuống, Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tất cả đám người Trung Phương, Tây Phương đều quỳ xuống. Ngay lập tức, trước mắt Diệp Quân Lâm không còn ai đứng nữa, tất cả đều quỳ xuống đất. Khi nói chuyện với tao, mày chỉ được vừa quỳ vừa nói. Diệp Quân Lâm nhìn Cố Hạn Vũ đang quỳ, nhục nhã. Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời. Hắn là thái tử của đảng thái tử cơ mà. Lại quỳ xuống khuất phục người khác. Không thể nhịn được nữa rồi. Gan của mày to lắm. Lại còn không nể mặt gia tộc quyền thế của Hoa Hải. Vậy thì ngày tàn của mày sắp đến rồi. Cố Hạn Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Khóe miệng Diệp Quân Lâm cong lên đầy lạnh lùng. Tiếp theo tao sẽ tính sổ hết với chúng mày.
Diệp Quân Lâm đi đến trước mặt Kiều Nguyên Thu nói, mày dám tự tưởng đến vợ tao hả? Được rồi, thiến hắn ta đi. Không. Kiều Nguyên Thu kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng một tia máu văng ra, Kiều Nguyên Thu đã trở thành thái giám. Diệp Quân Lâm lại nhìn về phía những thành viên của đảng thái tử, chúng mày cũng muốn giết tao. Không có, chúng tôi không. Bọn họ giãy giụa tới tấp. Đánh gãy chân, bố mẹ chúng mày không dạy được chúng mày thì tao sẽ thay bọn họ dạy dỗ chúng mày. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Giữa những tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ chân của đám người đảng thái tử đã bị đánh gãy. Quả thật đáng sợ đến cùng cực. Thấy Diệp Quân Lâm nhìn mình, Cố Hạn Vũ bắt đầu hoảng sợ, mày muốn làm gì? Một tia lạnh như băng lóe lên trong ánh mắt của Diệp Quân Lâm, anh lạnh lùng nói, cậu đánh chết chó của tôi chặt đứt một cánh tay của cậu cũng không có gì quá đáng chứ. Nghe tới việc chặt đứt cánh tay của mình, Cố Hạn Vũ bắt đầu hoảng sợ. Khuôn mặt hắn ta kìm nén đến đỏ bừng, gân xanh cũng nổi lên, hắn ta muốn vùng vây để chạy thoát thân. Hắn ta đường đường là thái tử, nếu như bị chặt đứt một cánh tay. Há chẳng phải là nỗi sỉ nhục cả đời của hắn hay sao, hắn cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng đầu nhìn người khác nữa. Đừng mà, có chuyện gì thì cũng có thể bàn bạc lại được mà, mày muốn gì tao đều có thể cho mày. Cố Hạn Vũ bắt đầu xót ruột nói. Bộ dạng hỗn loạn này của hắn chẳng khác gì so với mấy tên thiếu gia, ăn phàm uống tục cả. Tôi muốn chó của tôi. Từ trong ánh mắt của Diệp Quân Lâm phát ra hai tia sáng lạnh lẽo. Trong thoáng chốc, Cố Hạn Vũ ngẩn người ra. Chó của anh chết rồi. Làm sao tôi trả cho cậu được bây giờ? Ngay tức khắc, một tia sáng lạnh lẽo vụt qua, đồng thời một lưỡi đao sắc bén cũng từ đâu xòe tới. Tay phải của Cố Hạn Vũ nhanh chóng bị chặt đứt. Phụt! Ngay lập tức, máu tươi không ngừng phun ra. Cố Hạn Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Xen lẫn tiếng hét của Kiều Nguyên Thu và tiếng nói của những người xung quanh, tất cả tạo âm thanh hỗn lộn vang vọng khắp khu viện này. Đảng thái tử ở Hoa Hải đã hoàn toàn bị Diệp Quân Lâm phế bỏ một cách sạch sẽ, một người cũng không để sót lại. Đương nhiên là ngoại trừ hai anh em nhà họ Trí, bọn chúng đã rời đi từ rất sớm, may thay cho chúng không tham gia vào vụ việc này. Thật xấu hổ! Nỗi ô nhục này làm sao có thể rửa sạch được? Danh tiếng của đảng thái tử Hoa Hải gây dựng mấy chục năm nay, tất cả đều mất sạch sau một đêm. Tất cả từ lớn tới nhỏ đều biến thành kẻ tàn phế. Đây là điều mà tất cả mọi người không thể lường trước được. Nếu như mày dám thả bọn tao đi, bọn tao nhất định sẽ quay trở lại báo thù, không giết chết nhà mày, làm sao tao có thể nguôi được nỗi hận này chứ? Cố Hạn Vũ hét lớn. Diệp Quân Lâm cười nói, đảng thái tử của các người từ nhỏ đã không được giáo dục tử tế. Bắt nạt kẻ yếu, làm ra vô số chuyện xấu xa, tôi đây chỉ là thay ba mẹ các người dạy dỗ lại các người mà thôi. Nhưng còn xa lắm mới còn thế đủ được. Diệp Quân Lâm ngẩng đầu lên nhìn cổ tay mình và nói, nội trong sáng sớm ngày hôm nay, ba mẹ các người phải chạy đến đây, sau đó quỳ xuống xin lỗi đền tội, nếu không cậu tự gánh lấy hậu quả. Mày quá ngông cuồng rồi. Đã phế đi bọn tao thì thôi, lại còn muốn gia đình bọn tao phải xin lỗi mày. Mày thực sự đang muốn tìm cái chết. Người đâu, ném bọn chúng ra ngoài cho tôi. Diệp Quân Lâm vừa nói vừa hất tay lên. Những người kia ngay lập tức bị ném ra ngoài. Đảng thái tử ở Hoa Hải đã thua đến thảm hại. Mau chóng quay trở về Hoa Hải. Đem tất cả chuyện này nói rõ cho gia đình tao, tất cả những người ở đây đều phải chết. Mặt mày Cố Hạn Vũ ủ rũ. Tao nhất định phải ăn từng miếng xương thịt của bọn chúng, sau đó uống cạn máu của cậu ta. Làm cho cậu ta đau đớn đến chết. Báo thù báo thù. Một đám người tàn phế hét lớn. Thù hận của bọn chúng dành cho Diệp Quân Lâm đã đạt đến mức đỉnh điểm. Bên kia, Chí Tiềm Long ở Hoa Hải đang nói chuyện phiếm với Chí Duy, hai ngày nay sao không nghe ngóng được tin tức gì của cậu Nguyên Thu nhỉ? Cũng không biết cậu Nguyên Thu có bắt được Lý Tử Nhiệm và Trịnh Thiết Hàm không? Hai người này sau khi trở về Hoa Hải, không ngờ một chút tin tức cũng chẳng thấy đâu. Chí Duy cười nói, cậu Nguyên Thu một khi đã ra tay thì một người phụ nữ chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Quá đơn giản ý chứ. Chí Tiềm Long nghĩ ngợi một lát, đúng là như thế thật. Kiều Nguyên Thu là một tên hống hách lộng hành, ở Hoa Hải hoành hành ngang ngược không sợ bất kỳ ai, không ai dám ngáng đường hắn ta, thì ở cái thành Hoa Lư này làm gì có ai dám cản trở hắn chứ? Nhưng sao đến giờ vẫn chưa trở về vậy?
hơn nữa một chút tin tức cũng không có. Em vừa gọi điện thoại cho bọn họ, nhưng bọn họ đều tắt máy. Chí Tiềm Long cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn ta mơ hồ cảm thấy được dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Anh, có khi nào đám người bọn họ bị mê muội rồi không? Nói thẳng ra là, ngay cả em cũng muốn ngủ với hai người phụ nữ là Lý Từ Nhiệm và Trình Thiết Hàm ấy chứ. Chí Duy nở một nụ cười xấu xa. Chí Tiềm Long hơi nhíu mày, hắn ta đang suy nghĩ về kết quả của sự việc. Em nói xem liệu có phải bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó ở Hoa Lư rồi không? Chí Tiềm Long đột nhiên hỏi. Bọn họ thì có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Chí Duy nói. Anh có nhận được tin tức là Thái Tử và Hồ Kim Long đã rời khỏi Hoa Hải, không biết là đã đi đâu rồi. Anh đang nghi ngờ liệu có phải là cậu Nguyên Thu xảy ra chuyện rồi, nên Thái Tử và mọi người mới phải đi hỗ trợ. Chí Tiềm Long phân tích. Chí Duy vỗ vai Chí Tiềm Long và nói, này, anh thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Người bên cạnh Lý Từ Nhiệm là ai cơ chứ? Diệp Quân Lâm chứ ai? Anh nói thử xem, Diệp Quân Lâm thì có thể làm gì được cậu Nguyên Thu cơ chứ? Chẳng lẽ hắn còn có thể phế được cậu Nguyên Thu hay sao? Chu Duy nhàn nhã trả lời. Cũng đúng nhỉ. Chỉ là cái tên phế vật Diệp Quân Lâm đấy. Hai người đang nói chuyện gì thế? Lúc này giọng nói của Chí Đông Phương vang lên. Ông nội, bọn cháu đang nói về Diệp Quân Lâm. Chí Duy trả lời. Ngay lập tức, sắc mặt của Chí Đông Phương liền thay đổi. Ta đã từng nói là không cho phép nhắc tới Diệp Quân Lâm rồi đúng không? Hắn ta không có tư cách để được chúng ta nhắc tới. Chí Đông Phương tức giận nói. Ông nội chuyện là như thế này. Chí Tiềm Long đem toàn bộ chuyện của Kiều Nguyên Thu nói cho Chí Đông Phương nghe. Nghe xong, Chí Đông Phương nở một nụ cười nói, thì ra chuyện là như vậy. Vậy thì cái tên Diệp Quân Lâm kia hoàn toàn bị phế thật rồi. Nếu như bị Kiều Nguyên Thu đã để mắt tới, thì cho dù cậu ta có 10 cái mạng cũng phải chết mà thôi. Chí Đông Phương cười nói, nếu như Diệp Quân Lâm còn sống, kỳ thực đó là một mối tai họa ngầm đối với nhà họ Chí chúng ta, sớm muộn thì cũng sẽ liên lụy đến chúng ta thôi. Nhưng nhà họ Chí chúng ta lại không thể trực tiếp loại trừ cậu ta. Lần này quả là một cơ hội tốt, chúng ta phải cảm ơn Kiều Nguyên Thu đã ra tay giúp chúng ta rồi. Đúng vậy ạ, nếu như Diệp Quân Lâm bị Kiều Nguyên Thu để mắt tới, thì cậu ta chết chắc rồi. Nỗi lo lắng của chúng ta cuối cùng cũng được giải quyết rồi. Khuôn mặt Chí Duy lộ rõ một nụ cười thỏa mãn. Chí Tiềm Long cau mày lại, đem toàn bộ nỗi lo âu của mình nói hết ra. Tiềm Long cháu suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu Kiều Nguyên Thu đã để mắt tới những người khác, thì có thể cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng người hiện giờ cậu ấy để mắt tới lại là Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm thì có thể tạo ra rắc rối gì chứ? Càng đừng nói đến việc uy hiếp đến tính mạng của Kiều Nguyên Thui. Chí Đông Phương cười lên một tiếng khinh thường, nếu so sánh Diệp Quân Lâm với Kiều Nguyên Thu, thì một người trên trời, một kẻ dưới đất. Đúng lúc Diệp Quân Lâm đang đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhà họ Chí từ già đến trẻ đều sợ hãi. Thẩm Trạch Lâm thật đúng là không biết trời cao đất dày. Dám bảo người này là đồ thấp kém, lại còn đứng ngay trước mặt mà nói. Vậy thì đến cả ông trời cũng không cứu được hắn. Chí Nam Yến nhỏ giọng nói bên tai của Diệp Quân Lâm, anh, đây là con trai của Thẩm Trường Sinh, Thẩm Trạch Lâm. Biết được thân phận của hắn, đôi mắt của Diệp Quân Lâm như bắn ra từng hàng mũi tên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Thẩm Trạch Lâm. Một tên nhóc như Thẩm Trạch Lâm cậu mà cũng dám liều lĩnh dương oai trước cửa nhà họ Chí sao? Chí Đông Phương lớn tiếng. Thẩm Trạch Lâm đút hai tay vào túi quần, kiêu ngạo nhìn Chí Đông Phương, lạnh lùng nói, Chí Đông Phương, ông đang tra hỏi tôi đấy á. Ông có tư cách tra hỏi tôi sao? Cậu! Chí Đông Phương tức đến hộc máu. Bị Đàm Hành Ba trách mắng thì cũng bỏ đi. Vậy mà còn bị một tên nhóc dạy dỗ. Chí Đông Phương, bố và ông nội tôi nói, ông phải giải thích cho rõ, vì sao lại đón thứ thấp kém mà Chí Oánh sinh ra về nhà họ Chí. Việc này là công nhận thân phận của hắn đúng không? Thẩm Trạch Lâm tra hỏi. Chí Đông Phương tức giận nói, đúng vậy, công nhận thì sao? Công nhận thân phận cho thứ thấp kém do Chí Oánh sinh ra, chính là nhà họ Chí các ông đang sỉ nhục Đàm Hành Ba. Bố và ông nội của tôi muốn ông phải tự mình quỳ gối trước mặt bọn họ để giải thích, cho họ nguyên nhân rõ ràng. Thẩm Trạch Lâm tức giận nói. Tụ bảo ta quỳ trước mặt bọn chúng,
không thể có chuyện đó được. Nếu là trước kia, đương nhiên Chí Đông Phương sẽ không dám nói ra những lời này. Cảm ơn cả nhà phản hồi sai nội dung nhé. Nhóm đã sửa, mong cả nhà thông cảm. Đám người Diệp Quân Lâm đang bàn bạc cách xử lý cỗ quan tài này như thế nào. Lúc này lại có mấy chiếc xe đi vào. Vài tên bảo vệ bước xuống dưới, vây quanh một người đàn ông đi vào giữa sân. Nhà họ Chí vừa thấy hắn, sắc mặt thay đổi. Đồ thấp kém Diệp Quân Lâm là kẻ nào? Thẩm Trạch Lâm vừa xuống xe đã lớn tiếng hỏi. Đúng lúc Diệp Quân Lâm đang đứng trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nhà họ Chí từ già đến trẻ đều sợ hãi. Thẩm Trạch Lâm thật đúng là không biết trời cao đất dày. Dám bảo người này là đồ thấp kém, lại còn đứng ngay trước mặt mà nói. Vậy thì đến cả ông trời cũng không cứu được hắn. Chí Nam Yến nhỏ giọng nói bên tai của Diệp Quân Lâm, anh, đây là con trai của Thẩm Trường Sinh, Thẩm Trạch Lâm. Biết được thân phận của hắn, đôi mắt của Diệp Quân Lâm như bắn ra từng hàng mũi tên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm về phía Thẩm Trạch Lâm. Một tên nhóc như Thẩm Trạch Lâm cậu mà cũng dám liều lĩnh dương oai trước cửa nhà họ Chí sao? Chí Đông Phương lớn tiếng. Thẩm Trạch Lâm đút hai tay vào túi quần, kiêu ngạo nhìn Chí Đông Phương, lạnh lùng nói, Chí Đông Phương, ông đang tra hỏi tôi đấy á. Ông có tư cách tra hỏi tôi sao? Cậu! Chí Đông Phương tức đến hộc máu. Bị Đàm Hành Ba trách mắng thì cũng bỏ đi. Vậy mà còn bị một tên nhóc dạy dỗ. Chí Đông Phương, bố và ông nội tôi nói, ông phải giải thích cho rõ, vì sao lại đón thứ thấp kém mà Chí Oánh sinh ra về nhà họ Chí. Việc này là công nhận thân phận của hắn đúng không? Thẩm Trạch Lâm tra hỏi. Chí Đông Phương tức giận nói, đúng vậy, công nhận thì sao? Công nhận thân phận cho thứ thấp kém do Chí Oánh sinh ra, chính là nhà họ Chí các ông đang sỉ nhục Đàm Hành Ba. Bố và ông nội của tôi muốn ông phải tự mình quỳ gối trước mặt bọn họ để giải thích, cho họ nguyên nhân rõ ràng. Thẩm Trạch Lâm tức giận nói. Tụ bảo ta quỳ trước mặt bọn chúng, không thể có chuyện đó được. Nếu là trước kia, đương nhiên Chí Đông Phương sẽ không dám nói ra những lời này. Nhưng hôm nay có Diệp Quân Lâm ở phía sau. Đàm Hành Ba là cái thá gì? Được lắm, Chí Đông Phương ông gan lắm. Công khai chống đổi chúng tôi phải không? Tôi sẽ nói lại việc này cho bố và ông nội. Để xem nhà họ Chí các ông có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai được không? Nhưng trước khi đi, Thẩm Trạch Lâm lại tiếp tục hỏi, tên nhà quê Diệp Quân Lâm đâu rồi? Không phải trốn không dám bước ra rồi chứ? Hắn vừa đút ly. Diệp Quân Lâm đã bước tới. Mày chính là đồ thấp kém Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm bước tới, Thẩm Trạch Lâm hỏi. Diệp Quân Lâm không trả lời, chỉ đột ngột áp sát hắn. Chát! Hung dữ đánh lên mặt hắn một cái tát. Một cái tát khiến máu hắn văng tung tóe, răng cũng văng ra ngoài mấy cái. Hết mọi người ở giữa sân đều sững sờ cả người. Đám bảo vệ của Thẩm Trạch Lâm còn chưa kịp phản ứng lại. Mày dám đánh tao? Cái tên rẻ rách này. Thẩm Trạch Lâm che mặt, hướng về phía cả người hắn bị Diệp Quân Lâm làm cho tàn phế trong nháy mắt. Thẩm Trạch Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị mổ. Giết hắn. Đám bảo vệ lúc này mới kịp phản ứng, chạy về hướng Diệp Quân Lâm. Bùm bùm bùm. Ca cha ca cha. Những vệ sĩ cũng bị Diệp Quân Lâm tiện tay tiêu diệt. Tất cả đều nằm trên mặt đất đau đớn kêu gào thảm thiết. Người đâu đến đây, ném nó vào quan tài và gửi cho Thẩm Trường Sinh xem. Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tại Sơn Trang Thanh Long. Đàm Hành Ba và Thẩm Trường Sinh vẫn đang chơi mặt trược. Lúc này bên ngoài có người đi tới, xảy ra chuyện không hay rồi. Nhà họ Chí đã gửi quan tài đến rồi mà cậu chủ còn chưa về. Gì cơ, Đàm Hành Ba và Thẩm Trường Sinh nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn chiếc quan tài nằm giữa cửa, Thẩm Trường Sinh vô cùng tức giận. Nhà họ Chí thật to gan, lại còn dám đưa cả quan tài về. Than ôi! Tùng tùng tùng! Thẩm Trường Sinh thay đổi sắc mặt, hình như có người trong quan tài. Mau mở quan tài ra. Sau khi mọi người đẩy nắp ra thì thấy có một người nằm trong quan tài. Đó là Thẩm Trạch Lâm. Khắp người Thẩm Trạch Lâm bê bết máu, tay chân rã ròi, đau đớn khóc. Gầm, lúc này cả Đàm Hành Ba và Thẩm Trường Sinh đều nổi dân. Tại sao chúng đám bỏ Thẩm Trạch Lâm vào quan tài, còn dám đánh gấy cả chân tay? Đây rõ ràng là bọn chúng đang muốn khiêu khích sao? Nhà họ Chí, ta sẽ giết chết các người. Khi Thẩm Trường Sinh nhìn thấy bộ dạng như vậy của con trai mình, trái tim anh ta đã rỉ máu.
Đàm Hành Ba thở hổn hển vì tức giận. Không thể tưởng tượng được nhà họ Chí lại khiêu khích bọn họ thế này. Ngay cả dòng họ hoàng tộc nhà họ Cố cũng không dám làm vậy. Đám người nhanh chóng nhấc Thẩm Trạch Lâm ra khỏi quan tài. Là kẻ nào đã ra tay? Thẩm Trường Sinh hỏi. Là con riêng của Chí Oánh, Diệp Quân Lâm. Thẩm Trường Sinh nghiến răng. Anh ta sẽ luôn ghi nhớ mối thù này. Anh ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho Diệp Quân Lâm một cách dễ dàng. Nhà họ Chí quá tự phụ rồi, chúng còn dám để một đứa con ngoài giá thú đánh con ta ra nông nỗi này. Thẩm Tam Thiên vô cùng tức giận. Thưa bà ông, thưa cha, mọi người phải báo thù cho con, nếu không con không thể nuốt trôi cục tức này. Chúng còn cho con vào trong quan tài, suýt chút nữa đánh chết con. Diệp Quân Lâm đang cảnh cáo mọi người, cảnh cáo chúng ta đều sẽ chết. Thẩm Trạch Lâm khóc lã chã. Nhất định phải trả mối thù này. Một nhà họ Chí mà dám làm như vậy, ta nhất định phải tiêu diệt nhà họ Chí. Thẩm Tam Thiên tức giận nói. Thẩm Trạch Lâm và Từ Tấn cũng nghiến răng. Cha và hai chú đừng tức giận nữa. Chuyện này hãy để con giải quyết. Con sẽ tìm Chí Đông Phương hỏi rõ ràng. Thẩm Trường Sinh nói. Được, đem người đi. Ngay sau đó, rất đông người đã kéo nhau đến trước cổng nhà họ Chí. Tất cả mọi người đều mặc đồ đen, quần áo của họ có thêu các chữ Thẩm, Từ và Tê. Điều này chứng tỏ họ là người của ba ông chủ vĩ đại. Hàng trăm người mặc đồ đen đứng thành nhiều hàng, vây kín cổng nhà họ Chí. Thẩm Trường Sinh mặc một bộ quần áo màu trắng đứng vô cùng nổi bật ở giữa đám người. Chí Đông Phương và Diệp Quân Lâm mau ra đây. Thẩm Trường Sinh gầm lên. Chí Đông Phương đã ngay lập tức đem theo người ra ngoài. Diệp Quân Lâm cũng đi cùng phía sau. Anh muốn xem Thẩm Trường Sinh định làm gì. Nhìn thấy đám người đen kịt bên ngoài, nhà họ Chí vô cùng kinh ngạc. Nếu không có Diệp Quân Lâm, chắc chắn nhà họ Chí sẽ bị bóp nát như quả cam ngay lập tức. Thẩm Trường Sinh lần này quả thực quá đáng sợ Chí Đông Phương, ông giỏi lắm. Thẩm Trường Sinh hét lên khi nhìn thấy Chí Đông Phương. Chí Đông Phương cười hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông không cần khách sáo, ông không có tư cách gọi tôi như vậy. Tôi hỏi ông, con trai tôi đã làm gì sai? Thẩm Trường Sinh tức giận nói. Chí Đông Phương cười nói, cậu Thẩm không giữ mồm miệng, xúc phạm người khác nên phải dạy đỗ một bài học thôi mà. Xem ra sau này ông Thẩm đây sẽ phải dạy lại cậu ấy nhiều nữa. Nếu như ông không quan tâm dạy dỗ cẩn thận e là bên ngoài sẽ có người dạy thay ông. Thẩm Trường Sinh tức giận đến mức như muốn bùng nổ, đừng có tự phụ. Con trai tôi còn chưa dám đánh bao giờ. Làm sao tôi có thể để người ngoài động vào một ngón tay sợi tóc của nó. Chí Đông Phương, gan ông to bằng trời đấy. Còn dám dạy dỗ con trai tôi. Nụ cười của Chí Đông Phương càng mãnh liệt hơn, xin lỗi, tôi không giáo dục cậu ta. Cậu ta đã xúc phạm người không nên xúc phạm, nên tôi đã dạy dỗ cậu ấy. Diệp Quân Lâm, phải không? Mau gọi nó ra đây. Thẩm Trường Sinh tức giận nói. Tôi ở đây, Diệp Quân Lâm nhìn Thẩm Trường Sinh. Khoảnh khắc Thẩm Trường Sinh nhìn thấy Diệp Quân Lâm, anh ta gần như nổi điên vì tức giận. Đây là con trai của tên khốn đó sao? Thẩm Trường Sinh cố nén lửa giận trong lòng, anh ta chế nhạo tiếp, chuyện gì đây? Nhà họ Chí dám mang con trai của Chí Oánh về, đây chẳng phải là thừa nhận thân phận sao? Chí Đông Phương không dám trả lời ngay. Ông nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm gật đầu. Trên thực tế, ông ta đã thừa nhận rằng đó là con trai của Chí Oánh. Đúng vậy, nó đã đến nhà họ Chí ở rồi thì tôi cũng thừa nhận quan hệ. Đây là con trai của con gái tôi Chí Oánh. Chí Đông Phương trả lời một cách chắc chắn. Thẩm Trường Sinh mắt đỏ rực hỏi, ông đưa nó về thừa nhận thân phận, rõ ràng là muốn làm nhục tôi phải không? Chí Đông Phương cười, liên quan gì đến ông? Ông và đứa nhỏ này có liên quan gì đến nhau sao? Lúc đầu Chí Oánh là vợ sắp cưới của tôi, nhưng lại sinh ra đứa con ngoài giá thú với người đàn ông khác. Thẩm Trường Sinh tôi còn mặt mũi nào không? Sự xấu hổ mà con đàn bà lẳng lơ đó mang lại cho tôi là quá đủ rồi. Bây giờ nhà họ Chí còn muốn sỉ nhục tôi thêm sao? Thẩm Trường Sinh gầm lên. Vợ sắp cưới của ông sao? Nếu không phải vì ông thích Chí Oánh, ép tôi gả con gái cho ông, nó có thể là vợ sắp cưới của ông không? Chí Đông Phương không ngần ngại đáp trả. Cha cha, được, ông đúng thật tàn nhẫn. Chí Đông Phương, tôi thật ngưỡng mộ ông. Nhưng ông không sợ bọn họ sẽ trách ông sao?
Lúc đầu bọn họ để nhà họ Trí cắt đứt mọi quan hệ với Trí Oánh và đứa con trong bụng cô ta. Bây giờ ông làm như vậy không sợ bọn họ biết sao? Cả người Trí Đông Phương run lên vì những lời nói của Thẩm Trường Sinh. Ông không khỏi rùng mình khi nghĩ đến cảnh người đàn ông ra tay sát hại cả nhà họ Trí hơn 20 năm trước. Nhưng bây giờ Diệp Quân Lâm ở đây, ông ấy không còn sợ hãi nữa. Nhưng người đã ở đây rồi, tôi còn cái gì để sợ nữa sao? Việc lớn, nhà họ Trí của tôi chịu thua rồi. Trí Đông Phương lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tôi biết. Trí Đông Phương, ông đã nguyện ý chịu thua, cũng đã thừa nhận thân phận của đứa con ngoài giá thú của con khốn Trí Oánh, cho dù ông không dám đấu với nhà họ Thẩm chúng ta. Thẩm Trường Sinh hỏi. Đúng vậy. Không sêu Thẩm Trường Sinh nói tiếp với ánh mắt đầy sát khí và những tia máu đỏ nổi lên hẳn rõ trong mắt, vậy thì nhà họ Trí cũng không cần tồn tại ở đất Hoa Hải này nữa. Ông vừa nói gì cơ? Lúc này, Diệp Quân Lâm mới lên tiếng. Điều này khiến Thẩm Trường Sinh sững người một lát. Đứa con ngoài giá thú của Trí Oánh dám lên tiếng chất vấn anh. Tôi nói mẹ cậu là con đàn bà đê tiện, cậu chính là con trai của con đàn bà đê tiện. Mà có phải chính cậu là người đã đánh con trai tôi ra nông nỗi này không? Thẩm Trường Sinh tức giận nói. Diệp Quân Lâm có vẻ rất bình tĩnh. Anh ta đi từng bước một đến trước mặt Thẩm Trường Sinh. Thằng nhóc này cậu đừng có vội mừng, nếu cậu làm tổn thương con trai tôi sẽ trả lại cho cậu gấp ngàn vạn lần. Thẩm Trường Sinh nhìn Diệp Quân Lâm. Ngay lập tức Diệp Quân Lâm tiến tới trước mặt ông ta. Vừa rồi ông nói tôi là đứa con ngoài giá thú đê tiện sao? Diệp Quân Lâm hỏi. Đúng vậy, không xêu cậu là đồ đê tiện, mẹ cậu là con đàn bà đê tiện. Cả nhà cậu thật sự quá đê tiện rẻ mạt. Thẩm Trường Sinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Diệp Quân Lâm và nói một cách nghiêm túc. Ông ta căm ghét Diệp Quân Lâm. Trong gần 30 năm qua, lòng căm thù của ông ta đối với Trí Oánh không hề giảm mà còn tăng lên. Đó là nỗi nhục suốt cuộc đời ông ta. Thẩm Trường Sinh chỉ muốn tự tay giết chết Trí Oánh. Thật không may. Ông ta lại không có cơ hội. Vì vậy, khi biết con trai của Trí Oánh đã được đón về, ông ta liền có dã tâm giết người. Những lỗi lầm do người mẹ tạo ra thì con trai phải gánh chịu. Vì vậy, ông ta ngay lập tức đặt một chiếc quan tài và gửi nó đến nhà họ Trí. Bốp! Câu trả lời của Diệp Quân Lâm chỉ là một cái tát. Với một cái tát, mặt Thẩm Trường Sinh phồng lên, máu chảy lênh láng, ông ta gãy răng, cũng không biết là bao nhiêu cái răng. Chỉ một cái tát gần như đã lấy đi nửa mạng sống của Thẩm Trường Sinh. Ông ta quay người lại và choáng váng đến lọng óc. Đám cao thủ bên cạnh ông ta không dám phản ứng gì. Bốp, bốp, bốp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu, Diệp Quân Lâm đã mở cung từ trái sang phải. Trong tích tắc, hàng chục cái tên cắm vào mặt Thẩm Trường Sinh. Thẩm Trường Sinh đã trở mặt từ lâu, anh ta gần như sắp chết. Thẩm Trường Sinh ngã xuống đất khiến khán giả sửng sốt. Không ai nghĩ rằng Diệp Quân Lâm lại ra tay nặng như vậy. Đây là cái kết của việc xúc phạm mẹ con tôi. Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy đám người mặc áo đen ập đến, người nhà họ Trí từ trên xuống dưới đều vô cùng hoang mang. Nhiều người sợ hãi nhắm mắt lại. Lúc này, trước cửa nhà họ Trí đột nhiên xuất hiện 5 người. Chính là Ngũ Đại Chiến Vương. Họ lao vào đám đông. Bùm bùm. Mặc dù người Thẩm Trường Sinh mang theo đều là những cao thủ của cao thủ, nhưng cuối cùng bọn họ lại gặp phải những sát thân bất khả chiến bại trên chiến trường. Một người. Hai người. Ba người. 99 người. Tiếp theo, nhà họ Trí chứng kiến một trận kinh thiên động địa. 5 người chiến đấu với hàng trăm người. Liên tục có người bị đá bay ra. Sau một vài phút, mặt đất đầy những người mặc đồ đen đang oán thán. Chỉ có 6 người Diệp Quân Lâm đứng trên 5 người đứng xung quanh Diệp Quân Lâm, một giọt máu cũng không bắn lên người Diệp Quân Lâm. Thẩm Trường Sinh chết lặng đứng trước mặt Diệp Quân Lâm. Anh ta nhìn xung quanh, tất cả hàng trăm người mà anh ta dẫn theo đều đã ngã xuống đất. Rốt cuộc người này là ai? Chuyện này quá không bình thường. 5 người nhanh chóng hạ gục hàng trăm cao thủ của Đàm Hành Bai. Nếu tin tức này được lan truyền ra ngoài, không ai có thể tin được điều này. Nhưng nó đã xảy ra. Nhìn tình hình, có vẻ 5 người trước mặt đều là thuộc hạ của tên khốn nạn này. Không đúng. Chẳng phải đồ khốn nạn mà Trí Oánh sinh ra đã bị vứt bỏ ở đầu đường xó chợ và trở thành một đứa trẻ mồ côi rồi sao? Từ khi còn nhỏ đã không có bất cứ tài nguyên gì,
lại càng không có người bồi dưỡng, làm sao có thể có 5 cao thủ như thế này? Không thể tin được. Khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Diệp Quân Lâm, Thẩm Trường Sinh vô thức lùi lại. Đôi mắt của tên khốn nạn này thật kinh khủng, giống như sắp ăn thịt đồng loại. Bây giờ còn dám gọi tôi là đồ khốn không? Diệp Quân Lâm rất vui. Mày có biết tao là ai không? Thẩm Trường Sinh run rẩy hỏi. Con trai của Thẩm Tam Thiên, Đàm Hành Bai. Diệp Quân Lâm trả lời. Nghe thấy Diệp Quân Lâm biết thân phận của mình, Thẩm Trường Sinh lập tức trở nên táo bạo. Anh ta tin rằng Diệp Quân Lâm cùng lắm chỉ đánh mình bị thương, chứ tuyệt đối không dám giết mình. Ai dám giết con trai của Thẩm Tam Thiên khi đã biết thân phận của anh ta chứ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Mày là tên khốn nạn, mẹ mày là một con chó cái. Một con chó cái đẻ ra một kẻ khốn nạn, cả nhà mày đều là đồ khốn nạn, từ tận xương thủy. Thẩm Trường Sinh tức giận nói mà không hề lảng tránh. Bùm! Trả lời anh ta là cú đá của Diệp Quân Lâm. Phì! Thẩm Trường Sinh bay ra ngoài, đâm vào xe, miệng nôn ra máu. Vẻ mặt của anh ta không dám tin những gì vừa xảy ra. Anh ta không thể nào ngờ rằng Diệp Quân Lâm sẽ ra tay độc ác như vậy. Diệp Quân Lâm thật sự dám giết anh ta. Mày dám giết tao? Thẩm Trường Sinh nghi ngờ hỏi. Bây giờ tao sẽ chơi với mày một trò chơi. Tao cho mày chạy trước 10 phút, 10 phút sau tao bắt đầu đuổi theo mày. Nếu bắt được mày, tao sẽ giết mày. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Thẩm Trường Sinh nghe vậy lập tức nói, được, vậy thì đừng hối hận. Thời gian đã bắt đầu. Diệp Quân Lâm nhìn đồng hồ, khóe miệng anh nhếch lên một đường cong khát máu. Thẩm Trường Sinh lập tức điều khiển xe ô tô chạy trốn, phóng xe với tốc độ tối đa, vượt đèn đỏ suốt đoạn đường. Anh ta cũng hiểu rằng, nếu anh bị Diệp Quân Lâm bắt được, anh ta sẽ chỉ có một con đường chết. Diệp Quân Lâm nhìn anh ta trốn thoát. Tướng quân, có cần đi theo hắn không, xem hắn ta đi đâu? Tây Phương hỏi. Diệp Quân Lâm lắc đầu, không cần, chắc chắn là đi đến Đàm Hành Ba. Vị trí của Đàm Hành Ba là Sơn Trang Thanh Long ở ngoại ô Tây Thành. Chí Đông Phương nói ngay. Diệp Quân Lâm đốt một điếu thuốc và nói, được rồi, 10 phút sau xuất phát, mục tiêu là Sơn Trang Thanh Long. Không kẻ nào được phép xúc phạm mẹ tôi. 10 phút sau, Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng nói. Anh và đám người Tây Phương đi thẳng đến Sơn Trang Thanh Long, trụ sở của Đàm Hành Ba. Bình thường lộ trình dài gần một tiếng đồng hồ, Thẩm Trường Sinh chỉ dùng 40 phút. A, Trường Sinh, cậu bị sao vậy? Nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của Thẩm Trường Sinh, Đàm Hành Ba đều vô cùng kinh ngạc. Cha, hai chú, con gặp phải một tên cứng đầu cứng cổ rồi. Tên khốn nạn con của Chí Oánh bây giờ vô cùng lợi hại, đặc biệt là năm cao thủ dưới quyền hắn vô cùng lợi hại. Những người con mang theo vừa rồi đã bị đánh ngã hết rồi. Hiện tại hắn ta muốn giết con, ba, hai chú, cứu con nồ. Thẩm Trường Sinh thực sự sợ hãi. Thẩm Tam Thiên hừ lạnh một tiếng, kẻ nào dám giết con trai Thẩm Tam Thiên của ta? Hoa hải này chưa xuất hiện kẻ nào như thế hết. Tề Trung Lâm gạt đi nói, còn dám chạy đến địa bàn của chúng ta giết người. Thật sự không coi Đàm Hành Ba chúng ta ra gì sao? Từ Tấn tức giận nói, lập tức triệu tập tất cả mọi người ra đây. Tôi muốn xem kẻ nào dám xông vào Sơn Trang Thanh Long. Chẳng bao lâu, tất cả từ trên xuống dưới của Đàm Hành Ba đã được tập hợp. Những người này là những người xưa đã đặt nền móng cho Đàm Hành Ba từ khi Hoa Hải còn đang chiến tranh. Bọn họ đều là cao thủ, và cũng vô cùng tàn nhãn. Ở Hoa Hải này, có ai không sợ hãi chứ? Dám đánh con trai của Thẩm Tam Thiên Thành như thế này. Trường Sinh, con không cần lo lắng, ba nhất định sẽ trả thù cho con. Thẩm Tam Thiên an ủi. Nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Trường Sinh, ông ta rất tức giận. Thẩm Trường Sinh đau đớn run lên, ba nhất định phải cứu con có linh cảm, con có linh cảm rất mạnh mẽ, con sắp chết rồi. Thẩm Trường Sinh có linh cảm mạnh mẽ rằng Diệp Quân Lâm sẽ giết anh ta. Không sợ Thẩm Trường Sinh, có ba người chúng ta ở đây, đừng nói một tên khốn nạn, cho dù là Diêm Vương cũng không đưa con đi được. Tề Trung Lâm và Từ Tấn tức giận nói. Thẩm Tam Thiên càng tức giận, tôi thề sẽ giết hết đám người nhà họ Chí, và chặt tên khốn nạn kia thành trăm mảnh ném cho chó ăn. Am! Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Thẩm Trường Sinh sợ hãi ngã xuống đất. Hắn ta đang đến, hắn ta đang đến. Thẩm Trường Sinh dùng mình.
Diệp Quân Lâm như một ác quỷ, để lại trong anh ta nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa. Nhìn thấy con trai mình sợ hãi như vậy, Thẩm Tam Thiên rất tức giận. Đi thôi, ba phải xem kẻ khốn nạn này có năng lực như thế nào. Tử Tấn và Tề Trung Lâm cũng theo sau. Ba, chú, mọi người nhất định phải giết hắn, nếu không hắn sẽ giết con. Thẩm Trường Sinh nói gần như khóc. Trong sơn trang Thanh Long, ba con át chủ bài của Đàm Hành Ba cùng nhau bước ra, rồi đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm đã xông vào cửa. Dừng lại. Kẻ nào tiến thêm một bước nữa, giết không thương tiếc. Những cao thủ này đều đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm. Tôi cứ thích đi về trước, xem các ông làm được gì. Diệp Quân Lâm khóe miệng mỉm cười, đi từng bước về phía trước. Đám cao thủ của Đàm Hành Ba lùi lại, cảnh giác nhìn bọn họ. Mục đích của tôi đến đây rất đơn giản, giết Thẩm Trường Sinh. Không liên quan gì đến những người khác, tránh ran. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Hừm, dám động vào cậu Thẩm, đã hỏi qua chúng tôi chưa? Đám đông từ khắp nơi vây quanh Diệp Quân Lâm. Lớn gan lắm, dám gây chuyện trên lãnh thổ của Đàm Hành Ba của chúng ta. Dầm một tiếng, ba người Thẩm Tam Thiên nhanh chóng đi đến. Ba người họ đều có mái tóc hoa râm, nhưng bọn họ có một khí chất mạnh mẽ và một đôi mắt sắc lạnh thấu lòng người. Đặc biệt là Thẩm Tam Thiên đứng đầu có phong thái vô cùng độc đoán. Sau khi Thẩm Tam Thiên nhìn xung quanh, ông ta hỏi, mày là Diệp Quân Lâm? Ừm, đúng vậy, tôi là Diệp Quân Lâm, đặc biệt đến đây để giết con trai Thẩm Trường Sinh của ông. Diệp Quân Lâm nở một nụ cười trên môi. Nhưng câu này của anh vô cùng độc đoán. Thậm chí có thể gọi là vô cùng khoa trương. Dám đứng trước mặt Đàm Hành Ba, nói giết chết con trai của ông ta, anh dũng cảm đến mức nào chứ? Diệp Quân Lâm khiến cả Đàm Hành Ba choáng váng. Nói thẳng không chút kiêng dè, không hề che giấu. Người này quá mức hống hách rồi phải không? Vì thế hãy giao Thẩm Trường Sinh ra đi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để giết một mình hắn ta. Tôi sẽ không khiến người khác khó xử. Giọng điệu của Diệp Quân Lâm phát ra sự ra lệnh lạnh lùng. Đàm Hành Ba đều sửng sốt. Bọn họ thậm chí nhất thời không có phản ứng. Người thanh niên này vô cùng độc đoán. Sau hàng chục giây, Thẩm Tam Thiên mới phản ứng lại, cậu nói cái gì? Con trai của Thẩm Tam Thiên tôi mà cậu nói giết là giết sao? Đừng nói rằng cậu là đứa con khốn nạn của Trí Oánh, cho dù cậu có là Diêm Vương, hôm nay cũng đừng nghĩ tới việc lấy đi mạng sống của con trai tai. Tử Tấn và Tề Trung Lâm cũng tỏ thái độ, lạnh lùng nói, đúng vậy, cậu đi ra ngoài tìm hiểu xem có ai có thể giết của Đàm Hành Ba không. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm mỉm cười, khóe miệng anh nhếch lên vô cùng chế giễu. Đàm Hành Ba cảm thấy bị xúc phạm, chưa từng có kẻ nào dám chế nhạo họ như thế này. Vậy thì tôi cũng nói cho các ông biết, không có kẻ nào Diệp Quân Lâm tôi không thể giết được. Ánh mắt Diệp Quân Lâm vô cùng lạnh lẽo. Người đâu? Bắt hết bọn chúng. Thẩm Tam Thiên đã ra lệnh, những cao thủ đều nhất tê hành động. Mở một con đường, tôi đi vào giết Thẩm Trường Sinh. Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng nói. Rồi, năm người Thanh Long bảo vệ Diệp Quân Lâm trực tiếp lao thẳng về phía trước. Đông Phương có vóc người như một ngọn núi nhỏ đi phía trước mở đường, anh ta như xe tăng đè bẹp tất cả những vật cản đường phía trước, bất khả chiến bại. Bốn người Tây Phương, Nam Phương đi theo bốn bề phía sau. Tất cả các cao thủ tấn công đến đều bị bốn người họ đánh cho tơi tả. Diệp Quân Lâm ở giữa bước đi vô cùng nhàn nhã, anh nhàn nhạt hút một điếu thuốc, từng bước đi về phía trước. Giữa vòng vây của hàng trăm người, đột nhiên xuất hiện một con đường. Dưới chân bọn họ không ngừng có người ngã xuống, nằm trên mặt đất. Đàm Hành Ba nhìn thấy thế liền ngây người. Do phút này, bọn họ đã hiểu những điều Thẩm Trường Sinh nói không phải là nói dối, năm người này quả thực vô cùng lợi hại. Thực sự là bất khả chiến bại. Vài trăm người chỉ không ngăn được 6 người. Sau một vài phút, 6 người Diệp Quân Lâm đi qua con đường dài và đến phía trước biệt thự. Vào lúc này, Thẩm Trường Sinh đang ở trong biệt thự. Những vị cao thủ còn lại đứng trước biệt thự, nhìn Diệp Quân Lâm kinh hoàng và căng thẳng. Đám người Diệp Quân Lâm vừa rồi thực sự khiến bọn họ sợ hãi. Hàng trăm người ngã xuống trên con đường Diệp Quân Lâm vừa đi qua, bọn họ ngã lăn ra đất, lăn lộn, la hét. Tất cả đều ngây người. Ba người Thẩm Tam Thiên hoàn toàn chết lặng. Hàng trăm người này là con át chủ bài của bọn họ,
là cơ sở để bọn họ có thể ngồi vững ở Hoa Hải. Sức mạnh của hàng trăm người hoàn toàn có thể quét sạch thế lực của các gia tộc lớn ở Hoa Hải. Nhưng đối mặt với 6 người này, bọn họ cũng không có cách nào, trong phút chốc đã bị thương hơn nửa. Điều này thực sự quá đáng sợ. Diệp Quân Lâm nhìn đám người đang giãy giụa chống cự trước mặt mình, anh cười nói, mấy người vẫn định ngăn cản tôi sao? Chắc chắn có thể ngăn được tôi không? Chúng tôi, những người này đang vô cùng hoảng loạn, Diệp Quân Lâm quả thực quá mạnh. Anh khiến bọn họ sợ mất hồn mất vía. Trong biệt thự, sau khi Thẩm Trường Sinh nghe thấy động tĩnh, anh ta run rẩy mở cửa sổ nhìn xuống. Cảnh tượng người lăn lộn khắp nơi trên sàn thực sự khiến anh ta sợ hãi. Diệp Quân Lâm sắp đánh vào trong nhà rồi. Đây là địa bàn của Đàm Hành Ba Mài. Quá đáng sợ. Anh ta hét lên với người dân Thẩm Tam Thiên, ba, chú, cứu con, mọi người nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không hẳn sẽ giết con mất. Ở phía dưới, Diệp Quân Lâm nhìn Thẩm Tam Thiên cười, từ bỏ đi, ông không thể thoát khỏi ngũ chỉ sơn của tôi được đâu. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm Thẩm Tam Thiên, khiến Thẩm Tam Thiên rùng mình. Ông ta thực sự đang sợ chết khiếp. Phá cửa xông vào. Diệp Quân Lâm ra lệnh, Đông Phương lao ra đánh ngã một đám người. Những người khác bị những cao thủ như Trung Phương đánh, tất cả đều ngã hết xuống đất. Những kẻ còn lại không ai dám ngăn cản nữa. Ngay sau đó, cánh cửa bị phá hỏng. Mau mời Long Hổ Hòa Thượng. Thẩm Tam Thiên hét lớn. Chư ôn 1107. Long Hổ Hòa Thượng là hai cao thủ mạnh nhất của Đàm Hành Ba, có thể nói hai người này không có đối thủ khắp Hoa Hải, khiến tất cả những thế lực ở Hoa Hải đều phải rụt rè. Long Hổ Hòa Thượng đã tập luyện cung phu và khí công từ khi còn bé, giao súng không thể đâm được vào người hai bọn họ đã chắn cho Đàm Hành Ba không biết bao nhiêu mũi tên và súng đạn rồi. Ngay khi Đông Phương định gõ cửa biệt thự, một luồng hơi nguy hiểm dâng lên. Bùm! Cùng lúc đó, một thanh sắt từ trên trời phóng nhanh xuống. Bùm! Thanh sắt đập vào người của Đông Phương và buộc Đông Phương phải lùi lại một bước. Bùm! Trong nháy mắt, một trận gió cuồng bạo quét qua, một người khác xuất hiện, thanh sắt trong tay người đó lại phi xuống người Đông Phương, phát ra âm thanh chói tai. Mặc dù Đông Phương đã lùi lại một bước nhưng anh ta vẫn không gặp phải chuyện gì. Hả, cung phu kết hợp khí công. Hai hòa thượng đứng ở cửa đều kinh ngạc. Khắp Hoa Hải này không tìm được ai có thể chịu được hai đòn liên tiếp của họ. Điều này thực sự vô cùng hiếm có. Lần này bọn họ gặp phải đối thủ rồi. Tuy nhiên, Long Hổ Hòa Thượng lại tỏ ra rất phấn khích. Đã nhiều năm hai người bọn họ chưa gặp phải một cao thủ như vậy. Đông Phương gầm thét điên cuồng, cùng Long Hổ Hòa Thượng hỗn chiến. Hai bên đều luyện cung phu và khí công, toàn thân cứng như sắt. Không ai có thể đánh bại người còn lại. Đánh vào cơ thể giống như đánh vào kim loại, chỉ có thể phát ra âm thanh chói tai. Nhìn thấy Long Hổ Hòa Thượng rơi vào thế bế tắc cùng Đông Phương, ba người Thẩm Tam Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng bọn họ cũng không ở trong thế yếu nữa rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trung Phương đã bước tới nói, Đông Phương lùi lại, để tôi. Trung Phương đột nhiên bước tới và sau khi thay thế Đông Phương, anh ta tung ra một cuộc tấn công dữ dội vào Long Hổ Hòa Thượng. Sau mỗi lần tấn công, sắc mặt của Long Hổ Hòa Thượng lại đỏ bừng lên. Rõ ràng Trung Phương đã khiến hai người bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực. Bùm! Sau trận chiến, Trung Phương vẫn đầy sức mạnh, một chân anh ta đạp lên một người. Bùm! Long Hòa Thượng ngay lập tức bị đánh bại. Trên thân thể dao súng không thể xuyên thủng xuất hiện một vệt máu sâu, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Bùm! Trung Phương lại một lần nữa đánh lên người Hổ Hòa Thượng. Long Hòa Thượng cũng bay ra ngoài. Trên người cũng xuất hiện những vệt máu dày đặc như mạng nhện. Các bài tập cung phu và khí công khiến cơ thể bọn họ cứng như sắt, nhưng tất cả đều vô dụng khi đứng trước Trung Phương. Chỉ cần một sức mạnh đủ lớn là có thể phá vỡ khí công của hai người bọn họ. Long Hổ Hòa Thượng bị đánh bại rồi. Đàm Hành Ba hoàn toàn choáng váng. Mau đưa Trường Sinh đi, những người còn lại ngăn bọn chúng lại cho tôi. Thẩm Tam Thiên lo lắng hét lên. Những người còn lại lao lên ngay lập tức và xây một bức tường dày bằng chính thân thể của mình trước biệt thự để chặn không cho Diệp Quân Lâm và những người khác vào biệt thự. Lúc này, Thẩm Trường Sinh ở trong biệt thự đang vô cùng kinh hãi. Lúc này, quản gia dẫn mấy người đi tìm Thẩm Trường Sinh. Đi thôi, cậu Thẩm, cậu không thể ở chỗ này nữa,
chúng ta phải chạy trốn càng sớm càng tốt. Bọn họ sẽ xông vào đây ngay bây giờ thôi, quản gia nói. Thẩm Trường Sinh vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả Long Hổ Hòa Thượng cũng bị đánh bại, ở Hoa Hải này còn ai có thể ngăn cản được bọn họ chứ? Nói cách khác, tôi có thể trốn đi đâu được? Chứ? Quản gia nói, có một nơi. Thẩm Trường Sinh nghĩ đến điều gì đó, hy vọng bùng lên trong mắt anh ta kinh ngạc nói, chẳng lẽ là khách sạn Hòa Bình? Đúng, đúng vậy, chỉ cần cậu vào được khách sạn Hòa Bình là cậu sẽ an toàn. Dù bọn họ có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể làm gì được cậu. Khách sạn Hòa Bình có tiếng trong việc đảm bảo vệ toàn, không ai dám đắc tội. Vậy mau đưa tôi đi. Được, chúng ta đi vào mật đạo đến khách sạn Hòa Bình. Quản gia đã đưa Thẩm Trường Sinh trốn thoát qua con đường bí mật. Mặc dù Đàm Hành Ba bất khả chiến bại ở Hoa Hải, ngay cả nhà họ Cố cũng không phải là đối thủ, nhưng để cẩn thận, Đàm Hành Ba vẫn đào một lối đi bí mật trong Sơn Trang Thanh Long, để phòng một ngày nguy hiểm ập đến thì vẫn có đường thoát thân. Ngày hôm nay thì con đường bí mật đã có tác dụng với Thẩm Trường Sinh. Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của việc nhìn xa trông rộng. Bên ngoài biệt thự, hơn 100 người đứng song song, mọi người xếp thành một bức tường, cố gắng ngăn cản Diệp Quân Lâm. Bùm! Nhưng ngay giây tiếp theo, Đông Phương lao đến nhanh như một chiếc xe tăng. Bức tường người trực tiếp bị húc đổ. Rắc rắc! Cửa biệt thự thậm chí còn vỡ nát. Đằng nào cũng không ngăn được, sao phải thế chứ? Diệp Quân Lâm lắc đầu. Nếu mày muốn giết con trai tao, trước tiên phải bước qua xác của chúng tao. Đến lúc thực sự không thể ngăn cản được nữa, Đàm Hành Ba đã dùng thân mình để cản bước của Diệp Quân Lâm. Cậu Diệp, không biết con trai tôi đã nói cái gì, tôi thay nó xin lỗi cậu, chỉ xin cậu tha mạng cho nó. Đàm Hành Ba cũng nhìn ra Diệp Quân Lâm là người không tầm thường. Con trai của chị Oánh chắc hẳn là người vô cùng nổi bật. Bọn họ chắc chắn không thể đấu lại được anh, bọn họ chỉ mong Thẩm Trường Sinh được sống. Nếu có thể giải quyết trong hòa bình thì sẽ giải quyết một cách hòa bình, dù có phải cúi đầu. Nếu không thể giải quyết một cách hòa bình, vậy thì cố gắng tranh thủ cho Thẩm Trường Sinh càng nhiều thời gian càng tốt, cố gắng đến khách sạn Hòa Bình trước khi Diệp Quân Lâm tìm thấy anh ta. Muốn kéo dài thời gian sao? Vô ích thôi, cho dù hắn ta chạy đi đâu, tôi đều có thể bắt được. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Nếu mày muốn giết con trai tao, trước tiên bước qua xác ba người chúng tao. Nào, ba người Thẩm Tam Thiên muốn chỉ hoãn thêm cho Thẩm Trường Sinh một lúc, tiếp tục ngăn cản anh. Cút ra chỗ khác. Diệp Quân Lâm gầm lên. Đàm Hành Ba bị đánh bay ra chỗ khác. Diệp Quân Lâm thành công đi vào biệt thự. Trừ phi mạnh hơn anh, nhưng không thể, nhưng Thẩm Trường Sinh đã không còn ở đó nữa. Đại ca, tên nhãi này chạy mất rồi. Nam Phương nói. Đại ca, tôi đã tìm thấy một con đường bí mật. Vừa rồi Thẩm Trường Sinh chắc chắn đã trốn thoát qua con đường bí mật. Tây Phương vừa chạy vừa nói. Phùi! Ba người Thẩm Tam Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tề Trung Lâm cười nói, đừng tìm nữa. Lần này cho dù mấy người có tìm được cũng không thể làm gì được đâu. Tử Tấn cũng cười nói, đúng vậy, nghe tôi nói một câu, mau từ bỏ đi. Nếu tìm được cậu cũng không có cách nào đâu. Thẩm Tam Thiên gật đầu đồng ý. Diệp Quân Lâm mỉm cười, ồ, tại sao? Bởi vì Trường Sinh đã đi tới một nơi bí ẩn, cậu không thể nào tìm được đâu. Tề Trung Lâm mỉm cười. Đó là khách sạn Hòa Bình nhỉ? Diệp Quân Lâm đột nhiên nhớ tới khách sạn Hòa Bình mà Chí Đông Phương đã từng nhắc đến. Chỉ cần vào khách sạn Hòa Bình là bạn đã an toàn, không ai có thể đưa một người nào đó ra khỏi khách sạn Hòa Bình. Coi như tên nhãi cậu có chút kiến thức, từ bỏ đi. Con trai của tôi đã đến khách sạn Hòa Bình, chỉ cần nó không xuất hiện, cậu vĩnh viễn không làm gì được nó. Thẩm Tam Thiên bật cười. Đương nhiên cậu có thể đợi, con trai tôi có thể ở khách sạn Hòa Bình cả đời, nhưng cậu có thể đợi cả đời sao? Thẩm Tam Thiên hỏi ngược lại. Khóe miệng Diệp Quân Lâm hiện lên một nụ cười chế giễu, ồ. Hắn ta có thể vào khách sạn Hòa Bình, tại sao tôi không thể vào bắt hắn ta ra chứ? Ha 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 ha. Thẩm Tam Thiên mỉm cười sau khi nghe câu này. Họ nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt thương hại, dường như Diệp Quân Lâm vô cùng ngu ngốc khi nói ra điều này. Cậu không biết là chỉ cần một người vào được khách sạn Hòa Bình sẽ dùng mọi nguồn lực để bảo vệ người này. Dù xuất thân và thực lực của cậu như thế nào, khách sạn Hòa Bình sẽ không bao giờ để khách bị tổn hại.
chưa kể là cậu định xông vào đó giết chết con trai tôi. Cậu phải biết rằng Gia Cát Thanh, chủ khách sạn Hòa Bình chính là nhân vật trong truyền thuyết. Bất kể là người kinh doanh trong ngành nghề nào, đều phải nể mặt cô ta. Cho nên huyền thoại về khách sạn Hòa Bình vẫn chưa bị phá vỡ. Kẻ nào dám xông vào đó đồng nghĩa với việc xông vào chỗ chết. Thẩm Tam Thiên cười đắc thắng. Khách sạn Hòa Bình thật sự rất thần kỳ sao? Tôi không tin, hôm nay tôi chỉ muốn vào khách sạn Hòa Bình để đưa người ra ngoài. Diệp Quân Lâm cười rạng rỡ. Anh ấy không tin vào ma quỷ. Khách sạn Hòa Bình có bí ẩn đến đâu, có rộng lớn đến đâu và bối cảnh ra sao cũng không thể ngăn cản được anh. Trừ khi bọn họ mạnh hơn anh, nhưng điều này là không thể đi, đến khách sạn Hòa Bình. Diệp Quân Lâm đưa 5 người đến khách sạn Hòa Bình. Đúng lúc này, dưới sự dẫn dắt của quản gia, Thẩm Trường Sinh tiến vào khách sạn Hòa Bình. Phù! Sau khi Thẩm Trường Sinh vào khách sạn Hòa Bình, anh ta cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi cũng an toàn. Diệp Quân Lâm, mày muốn giết tao sao? Không thể, tên khốn nạn mày cả đời này đừng mơ giết được tao. Thẩm Trường Sinh nằm trên sàn, thở hổn hển. Sau đó anh ta mới cảm thấy trên mặt mình đau nhói. Vừa rồi vì quá sốc nên anh ta tê dại và không thấy đau. Không phải con của Chí Oánh bị bỏ rơi trên đường phố sao? Làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Thẩm Trường Sinh khó hiểu. Một tên khốn có sức mạnh đến mức ngay cả Đàm Hành Ba của Hoa Hải cũng không thể khống chế được. Cũng may tôi chạy nhanh, nếu không tên nhãi này nhất định đã giết tôi rồi. Thẩm Trường Sinh có cảm giác thoát chết trong gang tấc. Cậu Thẩm, cậu cứ yên tâm ở đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ báo lại với cậu ngay. Người quản gia thuyết phục. Lúc này, 6 người Diệp Quân Lâm đã đến khách sạn Hòa Bình. Khách sạn Hòa Bình vẫn được trang trí theo phong cách của thế kỷ trước, nhìn bên ngoài, nó trông không có gì bất thường. Nhưng khi Diệp Quân Lâm chuẩn bị bước vào, họ đã bị chặn lại. Xin chào các quý ông, nếu muốn ở khách sạn Hòa Bình cần phải hẹn trước. Khách không đặt trước không được vào, nhân viên bảo vệ ở cửa lễ phép nói. Khách sạn Hòa Bình không phải là nơi người bình thường có thể vào được, hoặc là phải đặt lịch hẹn trước, hoặc là có sự cho phép của cấp Diệp Quân Lâm. Nhìn lướt qua, trên tay nhân viên an ninh có vết chai dày, khóp tay biến dạng lõm vào trong, người này tuyệt đối là bậc thầy chiến đấu, một cao thủ không kém gì quái thú. Nhưng anh ta lại làm một bảo vệ nhỏ ở khách sạn Hòa Bình. Chỉ riêng điều này đã có thể thấy khách sạn Hòa Bình đáng sợ như thế nào. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn không để ý. Xin lỗi, tôi không đến để ở khách sạn. Vậy ngài là... Các nhân viên bảo vệ tỏ vẻ khó hiểu. Tôi tới đây để giết người. Đừng lo lắng, giết người xong tôi sẽ rời đi. Sẽ không làm phiền mấy người đâu. Giọng điệu của Diệp Quân Lâm rất đơn giản. Nhưng những nhân viên bảo vệ nghe thấy những lời này, lại giống như nghe thấy sấm rên bên tai. Ra đầu họ sắp vỡ tung. Khách sạn Hòa Bình có ít nhất 200 năm lịch sử, các quy tắc ở đây đã được truyền trong hơn 200 năm. Nhưng đây chắc chắn là người đầu tiên nói ra những điều này. Đến để giết ai đó trong khách sạn Hòa Bình. Nói một cách vô cùng ngắn gọn. Phải biết là, nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, toàn bộ Hoa Hải sẽ run sợ. Euro ó người ngu ngốc đến mức đến khách sạn Hòa Bình giết người. Hoặc là não người đó bị bệnh. Hoặc là người đó không biết các quy tắc của khách sạn Hòa Bình. Ngoài trừ 2 khả năng này, không có khả năng thứ 3. Trong nhiều năm như vậy, không có ai dám xông vào khách sạn Hòa Bình. Thưa ông, đây là khách sạn Hòa Bình bảo vệ không thể không nhắc nhở. Họ nghĩ rằng Diệp Quân Lâm không biết rằng đây là khách sạn Hòa Bình. Tôi biết đây là khách sạn Hòa Bình, nhưng tôi sẽ vào đó và giết một người. Cậu có hiểu không? Nói xong. Diệp Quân Lâm chuẩn bị bước vào. Không, anh không được vào. Khách sạn Hòa Bình có quy định của khách sạn Hòa Bình. Anh không được vào chứ đừng nói là giết người.